Chương 3505, chúng tôi ủng hộ. Đúng vậy, chúng tôi ủng hộ quyết định của Dương Tổng. Dương Chấn Đông cười gượng một tiếng, kết bè lại trêu tức Dương Chí Thăng rồi. Tôi thấy không còn chuyện gì nữa thì giải tán thôi, thế nào Chủ tịch Phong? Dương Chí Thăng hừ lạnh nói. Giải tán, ai có việc thì đi làm đi. Phong Hồ Ninh giành được thắng lợi, mỉm cười phất phất tay. Chủ tịch Diệp, trong tổ hiện tại khá là kỳ lạ. Ngũ Vân Lượng của Chu Tước Sơn Trang vẻ mặt buồn rầu. Giờ có phải chuyển thành tranh chấp giữa hai người Dương Phong rồi không? Diệp Phàm lạnh nhạt cười, uống ngụm trà. Đúng vậy, Dương Chí Thăng cũng không chiếm ưu thế. Phong Hồ Ninh người này không ngờ lại nhận được sự ủng hộ của Dương Chấn Đông trong thời gian ngắn đã nổi lên. Xu hướng đè bẹp Dương Chí Thăng rất lớn. Ngũ Vân Lượng nói, có điều khoản tiền của khu Lục Loan không cách nào lấy được, vậy phải làm sao? Tôi thấy Phong Hồ Ninh căn bản có ý kéo dài rồi bỏ qua. Điều này là bình thường, chuyện hợp tác khu Lục Loan, Ủy ban Nhân dân tỉnh vốn không thể thông qua đúng không? Trên thực tế nơi này lẫn lộn quyền lực của hai đồng chí Khương Quân Sơn và Khúc Chí Quốc của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mà bên tỉnh ủy lại dính tới tranh chấp giữa Khúc Chí Quốc và Bí thư Ninh Chí Hòa. Tình hình rất phức tạp. Khu Lục Loan sắp biến thành chiến trường đọ sức của các vị đứng đầu tỉnh rồi. Diệp Phàm nói, châu bò đánh nhau thì đám ruồi mũi chúng ta gặp phải tai ương rồi. Ngũ Vân Lượng thở dài, liếc nhìn Diệp Phàm, nói. Có điều, để yên cho Phong Hồ Ninh làm như vậy, vậy chuyện hợp tác giữa chúng ta và khu Lục Loan có bị nhỡ hay không? Nếu thật sự gặp trở ngại thì người mất mặt chính là chủ tịch tỉnh anh đó. Vì vậy hạng mục này anh phải ra sức thúc đẩy. Mất mặt thì mất mặt. Dù sao tôi cũng đang tạm thời cách chức tự kiểm điểm thôi. Hơn nữa, việc này nếu cấp trên không vội thì chúng ta không cần vội. Tôi muốn xem ai có thể ngồi được. Diệp Phàm hừ một tiếng. Ngũ Vân Lượng hiểu, Diệp Phàm đang gây trở ngại cho hai đồng chí Ninh Chí Hòa và Khương Quân Sơn. Cũng không biết khi nào tỉnh ủy mới có thể cho anh chính danh. Ngũ Vân Lượng nói. Hừ, tôi tin rằng sẽ sớm thôi. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Dù sao cũng là tạm thời cách chức tự kiểm điểm, Diệp Phàm dứt khoát bay thẳng đến Thủy Châu giải quyết chuyện Lô Minh Châu. Vừa mới xuống máy bay, Vương Triều đã mang tin tốt đến, điều tra bên trong nội bộ Ủy ban Kỷ luật tỉnh Nam Phúc sốt cuộc tra đến Sa Đông Đình của Sa Gia. Anh xem chuyện của Sa Đông Đình xử lý thế nào? Diệp Phàm vội vàng tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Hạ Hải Vĩ vừa đưa ra tài liệu liên quan vừa hỏi. To gan thật! Diệp Phàm hừ nói, ném tài liệu lên bàn. Người đứng sau thao túng mật báo muốn liên kết nói xấu Bộ trưởng Minh Châu, tội danh này không nhỏ đâu. Ngay cả Sa Tân Thiên của Sa Gia cũng không trốn được. Hơn nữa, trong đó còn đề cập tới việc hơn 1 triệu tiền đút lót. Hai đại nhân vật này của Sa Gia mà bị bắt thì Sa Gia cũng đủ đau đầu một thời gian rồi. Mặt Hạ Hải Vĩ lộ ra vẻ độc ác thường trực. Bọn họ bất nhân với chúng ta cũng chẳng cần nhân nghĩa với bọn họ. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Hơn nữa. Việc này nếu là ân oán giữa hai nhà Sa Lô, chúng ta cũng nên để Lô ra bỏ một phần sức lực mới đúng. Tôi cũng có ý này đấy, nếu vụ án của Lô Minh Châu đã điều tra rõ ràng là bị oan, vậy thì sau khi chúng ta báo cáo lên trên căn bản có thể thả người. Một khi cô ấy ra, chuyện này muốn nã pháo vào Sa Gia hoàn toàn dựa vào bọn họ rồi. Chúng ta ấy à, đứng ra làm chứng là được. Hạ Hải Vĩ nói, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Phàm nói. Sau đó cùng Hạ Hải Vĩ vào văn phòng Hướng Đông Phương bàn bạc cụ thể việc này. Hướng Đông Phương cũng hiểu được tình hình nghiêm trọng, mang theo Diệp Phàm cùng Hạ Hải Vĩ đến thẳng văn phòng của Bí thư tỉnh ủy Sở Nhất Cư. Sở Nhất Cư gọi hai đồng chí Đoàn Hải Thiên và Trần Nguyệt Thanh cùng vào nghe báo cáo. Trước tất cả sự thật và chứng cứ, ba người mở một cuộc hội ý, quyết định thả Lô Minh Châu. Đương nhiên, Diệp Phàm bên này cũng báo cáo qua điện thoại với Phó Bộ trưởng Lan và Phó Bí thư Lục Hải Bình của Ủy ban Kỷ luật Quốc gia, hai đồng chí cũng đồng ý đề nghị của tỉnh Nam Phúc. Sau khi bị giam hơn 10 ngày, Lô Minh Châu rốt cuộc cũng đi ra. Lô Bạch Vân tự mình mang theo những tộc nhân quan trọng trong Lô gia đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh đón Lô Minh Châu. Để tránh bị nghi ngờ, Lô Minh Châu, Diệp Phàm cùng Hạ Hải Vĩ không hề gặp mặt sau việc này. Đương nhiên, ba người đã bí mật gặp nhau. Thương lượng một ít đối sách. Một tứ hợp viện cổ xưa trong Thủy Châu, tuy nói cổ xưa, nhưng phạm vi của nó vẫn khá rộng. Đây là nhà cũ của Sa Gia, nghe nói đã có lịch sử mấy trăm năm. Tuy nói người trẻ tuổi của xã hội hiện đại đều thích ở nhà biệt thự kiểu mới, thoải mái, nhưng,
tộc nhân xa ra đều biết, tòa nhà này tuy rằng xưa cũ. Thế nhưng, nơi này cũng là trung tâm quyền lực và tài nghiệp của xa ra. Cho nên, tất cả tộc nhân xa ra đều coi việc có thể tiến vào tòa nhà xưa cũ này là điều đáng tự hào. Có điều, không khí của nơi này tối nay khá nặng nề. Lúc này đèn đuốc sáng trưng, đại sảnh xa ra có 7-8 người cả nam lẫn nữ đang ngồi. Gia chủ đương nhiệm Sa Hạo Thủy của Sa gia ngồi ở bên trái, tiểu thúc của anh ta Sa Đông Đình ngồi ở ghế bên phải. Cổ nhân Dĩ Tả Vi Tôn, Sa Đông Đình tuy là phận chú, nhưng địa vị trong Sa gia không thể vượt qua vị trưởng đà Sa Hạo Thủy này. Không thể ngờ hành động của bọn chúng lại nhanh chóng như vậy, chỉ trong thời gian mấy ngày không ngờ đảo lộn hoàn toàn tình hình vụ án. Sa Đông Đình vẻ mặt âm trầm. Em đã sớm nói cách này không đáng tin, lúc đầu mọi người lại không nghe. Loại người như Hứa Lâm và Lâm Nhất Danh sao có thể tin tưởng. Có tiền liền cứng rắn hơn, có điều, người ta dùng thủ đoạn đặc biệt gì chỉnh trị một cái là hai tên này lập tức lộ nguyên hình ngay. Em trai nhỏ nhất của Sa Hạo Thủy, Sa Tân Lý nói. Ai mà ngờ được hướng Đông Phương sẽ đề bạt Hạ Hải Vĩ một lần nữa, hai. Sa Hạo Thủy thở dài. Mấu chốt của việc này không phải ở y. Không ngờ Sa Đông Đình lắc đầu. Vụ án này không phải do y phụ trách sao? Ngay cả người bên Ủy ban Kỷ luật Quốc gia cũng phải bỏ chạy. Hơn nữa, nghe nói người này thiết diện như bao công. Ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng là một nhân vật có thủ đoạn cứng rắn. Sa Hạo Thủy nói. Đúng vậy, mẹ nó chứ, chính tên này làm cho nhà chúng ta rơi vào thế bị động như hiện tại. Ngay cả Tân Thiên cũng đi vào rồi. Sớm biết đã sai người xử lý người này, để xem y còn có thể làm gì. Sa Tân Lý giận dữ nói, đấm một cái lên bàn trà. Xử lý, mày chỉ biết làm bừa. Hiện giờ là thời đại nào rồi, còn noi theo mấy hành vi giang hồ của lão tổ tông truyền lại. Hạ Hải Vĩ là người nào chứ, nhân vật có thủ đoạn cứng rắn của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Người như vậy ai dám động tới? Mày đừng tưởng rằng có chút công phu trong người liền có thể chạm đến trời. Người ta một viên đạn là có thể tiễn mày về Tây Thiên rồi. Sa Đông Đình tức giận. Đó là lời giáo huấn rất nghiêm khắc đối với Sa Tân Lý. Bởi vì, trong tộc nhân Sa gia hiện giờ, căn cốt của Sa Tân Lý tốt nhất, thân thủ cũng rất giỏi. Vậy chú bảo phải làm sao bây giờ? Con chó điên Hạ Hải Vĩ này cứ cắn chặt không buông. Nhà chúng ta phải làm sao? Sa Tân Lý hỏi, cũng không dám phản bác tiểu thúc Sa Đông Đình. Sa Đông Đình là cán bộ trong khối cao cấp nhất chính phủ của Sa gia không thể thiếu ông ta. Không phải tôi đã nói sao, nhân vật mấu chốt không phải y. Sa Đông Đình hừ nói. Không phải y thì là ai? Sa Hạo Thủy cũng không hiểu. Các cậu ấy, căn bản không hiểu được quan hệ lợi hại trong đó. Vụ án này vốn cũng không phải giao cho Hạ Hải Vĩ, sau này vì sao đó mà chuyển đến cho y. Mà ngay cả chủ nhiệm Vương Phong đến từ Ủy ban Kỷ luật Quốc gia cũng phải chạy té khói. Chính là vì người này. Sa Đông Đình giật giật ngón tay. Ai? Sa Hạo Thủy hỏi. Diệp Phàm. Sa Đông Đình nói. Diệp Phàm, người này dường như không phải người trong tỉnh. Sa Hạo Thủy hỏi. Người này mới là nhân vật mấu chốt, lần trước ta đã sai người tiếp đón hắn một chút. Việc này không nói cho các ngươi biết. Có điều, cuối cùng không ngờ bị hắn đánh trả lại một đòn. Hơn nữa, người này cũng chính là người phụ trách chính của vụ án. Hạ Hải Vĩ chẳng qua là một phó tổ trưởng làm cùng mà thôi. Thân phận người này rất không đơn giản, Sa gia chúng ta lần này gặp phải hắn xem như, hai. Sa Đông Đình vẻ mặt vô cùng buồn bực. Người này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Sa Tân Lý hết sức hiếu kỳ. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an, hơn nữa còn là Phó Chủ tịch tỉnh Vân Thiên. Người này rất trẻ, mới có 30 tuổi. Sa Đông Đình nói. Chúng ta dùng tiền đè bẹp hắn, còn không tin hiện giờ có người làm quan lại không yêu tiền. Sa Tân Lý hừ nói. Đến nước này rồi, quá muộn rồi. Sa Đông Đình thở dài. Tôi cũng không ngờ người này lại khó chơi đến vậy. Tôi nghi ngờ người này có quan hệ rất mật thiết với Lô Gia. Nếu không hắn rõ ràng là Phó Chủ tịch tỉnh Thiên Vân lại đến tỉnh Nam Phúc làm cái gì chứ? Người này còn là người huyện Cổ Xuyên tỉnh chúng ta. Nếu là người Cổ Xuyên, chúng ta liền bắt tay xử lý người nhà hắn trước. Sa Hạo Thủy nói. Hạo Thủy, chú nói cho con nghe. Sau này con sẽ phải gánh vác nhiều rồi. Sa Đông Đình lập tức già nua đi không ít. Chú nói thế là sao? Dù sao Tân Thủy cũng vào đó rồi cứ để nó ở trong đó một thời gian.
Chúng ta nghĩ cách khác để nó được mau ra là được. Hơn nữa, chuyện lần này chúng ta hoàn toàn có thể đổ vai trò chủ mưu lên đầu Dương Thất. Trước đó con cũng đã thương lượng với Dương Thất rồi. Dương Thất từ đầu đã chuẩn bị kỹ rồi. Việc này một khi bại lộ liền để y gánh. Cho nên, chú không thể nói những lời bi quan như vậy được. Chú chính là trụ cột của Sa gia chúng ta. Sa Hạo Thủy có chút kinh ngạc, nói. Tôi đã quyết định như vậy rồi. Sa Đông Đình làm một động tác chặt cổ tay. Tráng sĩ chặt cổ tay, chú định làm gì? Sa Hạo Thủy nóng nảy. Tôi đã nhận được tin tức, việc này đã dính tới tôi rồi. Lúc trước tôi cũng có chút khinh địch, không ngờ không cẩn thận một chút liền dính đến mình. Việc này dù sao cũng phải cho cấp trên một lời giải thích. So với để bọn họ tới tìm tôi, chẳng bằng tôi làm thế này. Chuyện này tính đi tính lại, Hạ Hải Vĩ tôi tính đến rồi, thế nhưng tôi tính thế nào cũng không tính đến con hắc mã Diệp Phàm này sẽ xuất hiện mà. Sa Đông Đình thở dài. Chú, việc này Lô Gia khẳng định sẽ nắm chắc không buông. Chúng ta điều đình đi, cho dù chúng ta phải mất mấy triệu cũng phải xử lý cho êm chuyện này. Việc này chỉ cần Lô Minh Châu không nắm chắc không buông, chúng ta liền dễ lo liệu. Sa Hạo Thủy cắn răng ra quyết định. Kẻ thù truyền kiếp hàng ngàn năm, con nói xem Lô Gia lần này vất vả lắm mới nắm được cơ hội sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Hơn nữa, chúng ta lúc trước cũng làm rất tuyệt tình. Sa Đông Đình nói. Anh, chú, việc này để con làm, cái mạng này của con không cần nữa, con xử lý Diệp Phàm và Hạ Hải Vĩ, xem bọn hắn còn có thể làm gì. Sa Tân Lý đứng lên, nắm chặt bàn tay. Chương 3506, thái độ của Phương gia thay đổi. Cái thằng khốn này, không phải đã nói với mày rồi sao? Đừng có lúc nào cũng đem mấy cái trò giang hồ của mày ra. Bây giờ không phải thời đại kia nữa. Nếu mày thực sự làm như vậy Sa gia chúng ta sẽ mãi mãi không thể vực dậy được. Sa Đông Đình đen mặt, mắng. Thế nhưng không làm như vậy chẳng lẽ trơ mắt nhìn sản nghiệp lớn như vậy của Sa gia bị Lô gia nuốt mất sao? Không những thế anh trai cũng bị tạm giam, chuyện này con dẫn người đi làm, đến lúc đó, con trốn ra nước ngoài là được. Mẹ nó chứ, xem ai giữ hơn ai. Sa Tân Lý rất quật cường. Cho dù mày có chạy lên trời nhà chúng ta cũng không thoát khỏi liên quan. Mày nếu thực sự động đến hai người đó thì sẽ càng to chuyện, đến lúc đó, nhất định sẽ kinh động đến nhà nước. Mày có biết Diệp Phàm là do ai tự tay viết chỉ thị phái xuống không, là phó bí thư ủy ban kỷ luật quốc gia Lục Hải Bình đấy. Nếu như mày giết hắn, mày còn tưởng rằng Ủy ban Kỷ luật Quốc gia chỉ là để làm cảnh thôi phải không? Đến lúc đó cơ quan quốc gia hành động, Sa gia chúng ta coi như tiêu đời rồi. Sa Đông Đình nói, việc này cứ như vậy đi, chuyện buôn bán để Hạo Thủy phụ trách đàm phán với Lô gia. Chuyện của tôi chỉ cần tôi làm như thế hẳn sẽ giảm nhẹ đi nhiều. Yên tâm, chú sẽ không phải vào phòng tạm giam đâu. Dạ, tam đệ, việc này tuyệt không thể làm bừa. Nghe lời chú. Sa Hạo Thủy vẻ mặt nghiêm khắc nói. Em biết rồi. Sa Tân Lý khẽ gục đầu xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Diệp Phàm còn ở trên giường liền nhận được điện thoại của em trai Diệp Tử Kỳ gọi đến, nói. Anh, chuyện này rất kỳ lạ. Chuyện gì? Diệp Phàm hỏi. Ba nói tối qua có người đến nhà tặng quà trọng, quà không phải là tiền mà là 12 cửa hàng. Em đã tra, ít nhất cũng đáng giá 30 triệu. Diệp Tử Kỳ nói. Có phải Sa gia đến từ thành Thủy Châu không? Diệp Phàm sửng sốt, lập tức hiểu ra. Đúng vậy, có điều, ba kiên quyết cự tuyệt. Ba nói, nhà chúng ta không thiếu tiền, cho dù có thiếu tiền cũng không thể làm chuyện thiếu đạo đức thế này. Diệp Tử Kỳ nói. Hơn nữa, nửa đêm còn có người trong thành phố đến tìm em. Có điều, em một mực từ chối, nói không biết gì hết. Thế nhưng, bọn họ để lại đồ rồi đi luôn. Nếu bọn họ không chịu mang về thì em cứ nộp lên trên đi. Diệp Phàm nói. Em hiểu rồi, chuyện này em cũng đã nói với lãnh đạo. Đợi chốc nữa đi làm em giao lên trên. Diệp Tử Kỳ nói. Hành động cũng nhanh thật, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Có điều, 9 giờ sáng Phó trưởng Ban Quách Thiên Minh trong bộ gọi điện thoại đến, sau khi hỏi một chút về vụ án của Lô Minh Châu nói. Đồng chí Diệp Phàm, các anh định xử lý chuyện của Sa Đông Đình thế nào? Nếu Sa Đông Đình đã cố ý thăm hỏi tôi rồi, trưởng Ban Quách, anh nói tôi nên xử lý ông ta thế nào? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Còn tưởng trưởng Ban Quách định cầu xin hộ cái gì, cho nên mới dứt khoát chặn họng rồi tính sau. Ôi, Sa Đông Đình cũng dũng cảm thật đấy. Trưởng Ban Quách không ngờ lại thở dài.
Dũng cảm sao, lời này của trưởng ban Quách tôi không hiểu lắm. Diệp Phàm hỏi. Ông ta tự xin tổ chức xử phạt mình. Trưởng ban Quách nói. Người này cũng được lắm, tưởng rằng làm như vậy là việc xử phạt sẽ giảm nhẹ nhiều sao. Diệp Phàm cũng có chút bội phục lão già này. Sa Đông Đình tuổi tác cũng không lớn, mới vừa 50. Cứ như vậy lùi về tuyến sau cũng coi như là báo ứng của ông ta đi. Chuyện này đối với một quan viên, nếu như không phải không còn cách nào khác cũng sẽ không làm như thế, cả đời liền chấm hết rồi. Trưởng ban Quách thở dài. Bọn họ thăm hỏi anh rồi. Diệp Phàm hỏi. Việc này cậu xem, đã như thế rồi, cứ nhất quyết không tha cũng chẳng ra làm sao, kỳ thực, giết người cũng chẳng qua là đầu rơi xuống đất, phải không nào? Đối với một quan viên có tiền đồ như thế, rơi vào kết cục này cũng là đã trả giá cho hành vi khinh suất của mình rồi. Phỏng chừng sẽ nhận một chức vụ nhàn hạ ở Hội nghị Hiệp thương Chính trị Quốc gia. Mà cấp bậc cũng sẽ hạ xuống làm phó giám đốc sở. Nếu như ông ta muốn có ngày trở lại hẳn là không có khả năng rồi. Việc này cũng là một đòn đả kích rất lớn đối với ông ta đấy. Trưởng ban Quách nói. Nếu trưởng ban Quách cũng nói như vậy thì thôi vậy, đây chỉ là cho ông ta một bài học. Có một số việc không thể làm, vi phạm rồi cũng sẽ có người điều tra ra. Diệp Phàm hừ nói, trong lòng vẫn có chút buồn bực. Bởi vì, bản thân còn chưa ra tay người ta đã tự nhận tội. Giống như đấm một quyền vào trong không trung, không có điểm chút lực, không buồn bực mới là lạ. Đúng rồi, còn có một tin tức tốt. Trưởng ban Quách cười. Tin tức tốt, mau nói xem nào. Diệp Phàm cười nói. Tôi cũng sắp gác lại chuyện bên này rồi. Trưởng ban Quách cười nói. Trưởng ban Quách đang nói chuyện của trưởng ban Thiết có đầu mối rồi sao? Diệp Phàm đương nhiên trở nên vui vẻ. Ừ, bên trung tổ bộ chiều nay sẽ có người đến tiến hành duyệt lại khảo hạch chính thức rồi. Có lẽ chỉ mất khoảng nửa tháng thôi, tôi cũng nên thay đổi địa phương rồi. Trưởng ban Quách cười nói. Vậy tôi phải chúc mừng trưởng ban Quách rồi. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, việc này cậu đã chúc mừng rồi. Đồng chí Chiêm Hùng lần này có thể thăng chức tôi cũng mừng. Tuy rằng lúc đầu tôi tiến cử anh ta không có tác dụng lớn lắm, nhưng cuối cùng cũng có tác dụng dẫn đầu. Việc này vẫn là nhờ năng lực của cậu lớn. Trưởng ban Quách cười nói. Vẫn là nhờ trưởng ban Quách dẫn đầu tốt, không có dẫn đầu thì phần sau có ra sức mấy cũng vô dụng phải không nào? Diệp Phàm cười nói. Việc của Phương gia cũng coi như kết thúc rồi, có điều, về chuyện mỏ đồng Kỳ Sơn ở Thái Lan cậu không có ý tưởng mới nào sao? Trưởng ban Quách cười nói. Phương gia không đồng ý ý kiến của tôi thôi, việc này không được thương lượng. Có một số việc tôi khó mà nói được. Diệp Phàm nói. Suy nghĩ của bọn họ có chút buông lỏng, kỳ thực các cậu vẫn có thể ngồi xuống nói chuyện mà. Trưởng ban Quách cười nói. Ngày đó giọng điệu của Phương Đông Phong rất sắc bén, lúc đó tên này cũng thực kiêu ngạo, ra vẻ còn muốn trị tội chúng ta. Có điều, hiện giờ đã buông lỏng, có phải gần đây bên đó có tình hình gì không? Diệp Phàm hỏi. Việc này chúng ta nói riêng thì được, đúng là như thế. Phỏng chừng do ngày đó bọn họ không đồng ý điều kiện của cậu. Mà khó khăn lớn nhất của việc khai thác mỏ đồng Kỳ Sơn chính là vấn đề an toàn. Bọn họ phỏng chừng cho rằng rời khỏi cậu rồi là có thể làm việc thuận lợi. Cho nên, âm thầm mời một số bảo vệ. Năng lực của nhóm bảo vệ này mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa còn một hai cao thủ ngũ đẳng đang dẫn đội đi qua. Không lâu, việc không như mong đợi. Mới khánh thành hơn 10 ngày đã có người chết, hơn nữa một lúc chết mất mấy người. Sau càng không ổn, căn bản cứ vài ngày lại bị thương hoặc chết một người. Mỏ quặng đồng này có là núi vàng núi bạc cũng không thể nào tiếp tục làm được nữa phải không nào? Ngay cả công nhân cũng sợ tới mức không dám làm nữa. Trưởng ban Quách hỏi. Nội tình bên trong việc này phỏng chừng cậu cũng biết một ít phải không, chúng ta bây giờ coi như nói chuyện tào lao đi. Nếu không, cậu cũng sẽ không tự tin như thế đâu. Việc này tôi vốn không hiểu được nguyên do, có điều, hiện tại cũng có chút manh mối rồi. Hẳn là phạm phải điều tối kỵ của chùm buôn thuốc phiện của Tam Giác Vàng hoặc tổ chức nào đó. Người ta không cho anh làm. Còn có một suy đoán khác, chính là việc khai thác mỏ đồng Kỳ Sơn ở đó sẽ chặt đứt tài lộ của người ta. Diệp Phàm cũng nói ra tình hình thực tế, nếu như trưởng ban Quách nói như thế ông ta nhất định sẽ không nói lại lời này với Phương gia. Thì ra là thế. Tôi cũng luôn suy xét vấn đề này. Tôi vốn đang nghĩ chuyện này phải chăng là do Thương gia có cạnh tranh với mỏ đồng Kỳ Sơn làm hay không? Ví dụ như, thuê người đến phá hoại không cho anh khai thác.
không ngờ bên trong còn kéo theo chuyện càng lớn hơn. Khó trách bọn họ không thể khai thác tiếp được. Trưởng ban Quách nói. Còn về cậu, Phương Đông Phong không biết được lai lịch của cậu. Nếu không, y cũng sẽ không nói những lời cứng rắn như thế. Việc này đúng là có chút phiền phức, chúng ta cũng không tiện lộ chân tướng mà. Kỳ thực không phải Phương Đông Phong không biết lai lịch của tôi, việc này không liên quan gì đến lai lịch cả. Diệp Phàm khe khẽ lắc đầu. Sao lại nói như thế? Trưởng ban Quách cũng có chút không hiểu. Tôi có thể cứu Phương Đông Phong ra, hơn nữa, trong hoàn cảnh đó Phương Đông Phong có ngu ngốc đi nữa cũng có thể phân tích được bản thân đã tiến vào cái ổ gì phải không nào? Người có thể đem y ra khỏi chỗ đó có thể đơn giản sao? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Ừ, cậu phân tích thế cũng có lý. Nếu Phương Đông Phong đã biết lai lịch của cậu, ít nhất biết cậu có thân thủ, hơn nữa thân thủ cũng không thấp. Hoặc là nói ít nhất biết cậu có thể tìm được người có thân thủ cao. Bọn họ không ngờ vẫn không đồng ý điều kiện của cậu. Xem ra, bọn họ biết lợi ích của mỏ đồng Kỳ Sơn rất cao. Cho nên, không muốn buông tha cho khoản lợi nhuận cách xù này. Trưởng ban Quách cười nói. Đây là một điểm, còn một điểm là Phương Đông Phong cho rằng mình Phương đại thiếu gia mà, chúng ta nên thuận theo y một chút. Hơn nữa, cho dù là chịu thiệt một chút cũng là điều nên làm phải không nào. Diệp Phàm cười nói. Kết quả là gặp phải trở ngại rồi, hiện tại bản thân khai thác mỏ đồng lại từ đầu không ngờ lại gặp trở ngại. Phương Đông Phong có lẽ không đối phó nổi rồi. Vứt bỏ thì thực sự không nỡ, cho nên, vị đồng chí Lưu nhà y lại tiếp xúc với tôi một chút. Trưởng ban Quách cười sang sảng. Đúng rồi, cậu chừng nào tranh thủ thời gian về thủ đô một chuyến. Hiện giờ thời gian của tôi nhiều lắm, chẳng có chuyện gì làm. Trưởng ban Quách anh vẫn nên mau chóng bảo mấy đồng chí trong văn phòng quét tước lại văn phòng một chút, tôi sắp về thường trú rồi. Diệp Phàm cười nói. Trở về thì tốt, cậu nỡ bỏ lại tập đoàn Hoành Không và khu kinh tế Hoành Không sao? Lời nói dối này mà cậu cũng nói được sao? Trưởng ban Quách căn bản không tin, cho rằng Diệp Phàm đang nói giỡn. Tôi bị bọn họ khai trừ rồi. Diệp Phàm nói. Khai trừ, là ý gì, cậu đừng nói đùa nha. Trưởng ban Quách thực sự không biết chuyện của Diệp Phàm, việc này Diệp Phàm không nói, các đồng chí ở thủ đô cũng không biết được. Bị xử phạt bị cách chức tạm thời rồi, mà tôi cũng đã đệ đơn từ chức cho tỉnh ủy tỉnh Thiên Vân. Cho nên, sau này phải quay lại bộ ở thủ đô lăn lộn rồi. Phải xin ghé bát cơm rồi. Diệp Phàm nói. Sao lại thế? Trưởng ban Quách phỏng chừng ngây ra một lúc ở đầu dây bên kia, vội vàng hỏi. Thôi, không nói nữa, tôi có chuyện. Gác máy đây. Diệp Phàm không muốn nói, cúp điện thoại. Đương nhiên, Diệp Phàm biết, trưởng ban Quách sẽ đi hỏi thăm việc này. Không chừng còn có thể nhờ chút thế lực của Phương gia ấy chứ. Ngoài ra Phương gia vẫn thực là một cây đại thụ, chân cũng lớn như phí gia vậy. Vừa về tới Diệp phủ Sở Thiên Các, tên lô vĩ này đã vui vẻ đến rồi. Khiêng vào. Tên này vừa vào sảnh liền vẫy vẫy tay với bên ngoài. Tên nhóc ngươi có gì đấy? Diệp Phàm vừa mới tắm rửa đi ra, có chút ngạc nhiên hỏi. Chương 3507, trúng kế rồi. Không lâu sau, có bốn tên tiến vào. Trong tay mỗi tên đều mang theo một hộp thức ăn cực lớn. Hộp thức ăn khắc hoa mạ vàng thoạt nhìn như đồ cổ. Một lúc sau bốn người đi vào phòng bếp. Nhìn thấy chưa, dê quay cả con chính tông từ phương Bắc. Vịt quay toàn tụ Đức Bắc Kinh, thịt kho của thuyền lâu Tây Hồ, khoai sọ Quảng Tây. Lô Vĩ chỉ vào trên bàn. Ha ha cười nói, tên này có vẻ đắc ý vô cùng. Xem ra, trưởng ban Minh Châu ra rồi thằng nhóc cậu trong lòng rất vui phải không? Không ngờ món ăn nổi tiếng khắp Nam Bắc cậu đều mang cả lên bàn. Chắc tốn không ít thời gian phải không? Diệp Phàm cười nói. Dạ, đương nhiên phải vui rồi. Đồ ăn này ông già nhà tôi bảo làm đấy. Đại ca anh có tiền, nếu như tặng đồ vật chắc anh chẳng ham thích gì. Mà Lô gia chúng tôi đúng là không tìm được cái gì có thể để tôi tặng. Ví dụ như, đại ca cần dược liệu, chúng tôi lại không tìm được dược liệu nhiều tuổi. Cho nên, làm chút rượu thịt coi như tầm thường một chút, lần này, tôi chẳng qua làm chân bốc vác một chuyến thôi. Vì tránh bị nghi ngờ, tôi đã len lén đi vào đó. Lô Vĩ cười nói, hai người ngồi xuống. Chắc không đơn giản chỉ vì chuyện trưởng ban Minh Châu được phóng thích nhỉ. Diệp Phàm uống một ngụm rượu Mao Đài cất trong hầm. Điều đó là đương nhiên. Sa gia đã bỏ ra một số tiền lớn rồi. Lô Vĩ nói. Số tiền lớn, lớn đến mức nào? Diệp Phàm hỏi.
nhượng lại hai công ty, tổng tài sản đạt đến 300 triệu. Yêu cầu điều đình chuyện lần này. Hơn nữa, Sa gia dường như cũng đã tra ra quan hệ giữa chúng ta không tồi. Còn lấp lửng đề ra yêu cầu chúng tôi ra mặt nói với anh một tiếng. Còn về phần bồi thường cho anh có thể nói điều kiện. Lô Vĩ nói. Các cậu đồng ý rồi. Diệp Phàm cố ý hỏi. Sao có thể chứ? Lô Vĩ lắc đầu. Xem ra, lần này nhà các cậu đã hạ quyết tâm muốn đè bẹp đối thủ lâu năm Sa gia này rồi phải không? Diệp Phàm cười nói. Muốn đè bẹp bọn họ ngay lập tức tất nhiên không thể được rồi. Chuyện lần này nhất quyết không bỏ qua chẳng qua chỉ là muốn tống đám người Sa Tân Thiên vào tù mà thôi. Đương nhiên, Sa Tân Thiên cũng là một trong những thành viên quan trọng của Sa gia. Nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm đến tập đoàn tài chính Sa gia. Có điều, Lô gia chúng tôi nghĩ, đối với việc bọn họ dám làm như vậy thì phải giáng một đòn thật nặng, phải làm cho bọn họ đau đến khắc cốt ghi tâm mới được. Nếu không, về sau trí nhớ không tốt, cứ 2-3 ngày lại đến làm phiền người nhà chúng tôi thì cũng phiền toái lắm. Hơn nữa, cũng muốn để bọn họ nhìn thấy khả năng của Lô gia chúng tôi, không phải là người Sa gia có thể tùy tiện trêu chọc. Ông già nói, cho dù cho Lô gia chúng tôi mấy trăm triệu cũng không quan trọng. Nếu như để cho Sa Tân Thiên tạm giam vài ngày đã ra, chẳng phải Lô gia chúng tôi vô dụng lắm sao? Vẻ mặt Lô Vĩ tràn đầy hào khí. Lô gia thật rất khí phách. Diệp Phàm khen. Tất cả đều là công lao của đại ca anh đó. Lần này Lô gia không có anh ra tay giúp chắc bác tôi thực sự không thoát khỏi rắc rối rồi. Ba chỉ nói với tôi một câu, Vĩ tử, bất kể sau này đại ca Diệp Phàm của con có yêu cầu chuyện gì, con đừng trao mày mà hãy thực hiện luôn. Lô Vĩ nói, kỳ thực, việc này căn bản không cần ba nhắc tôi mà. Ai đối xử với tôi thế nào tôi đều rất rõ, huống chi chúng ta đã quen biết hơn 10 năm rồi. Từ ở đập Thiên Thủy đến bây giờ, tuy rằng địa điểm công tác không giống nhau, nhưng, mối giao tình này càng ngày càng bền chặt theo thời gian. Ha ha ha, nói với ba cậu một tiếng, chỉ là việc nhỏ thôi, không cần để trong lòng. Trước kia khi tập đoàn bàn đế của anh trai tôi vừa mới thành lập, Lô gia cũng đã giúp đỡ không ít. Chúng ta không cần tính toán điều này. Diệp Phàm nói. Đại ca, ba tôi nói, nghe nói quần đảo Duy Cơ Tư đang xây trạm phát điện. Người dân tộc Nạp Tây Mễ của quần đảo Duy Cơ Tư tuy rằng hiện giờ cuộc sống vẫn còn lạc hậu. Nhưng bây giờ cũng đã bắt đầu kêu gọi làm ăn bên ngoài rồi, chắc chắn việc khai thác sẽ dần phát triển theo thời gian. Mà điện lực không nghi ngờ đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong xã hội hiện đại. Hơn nữa, đi đầu bao giờ cũng tốt hơn đuổi theo sau. Lô Vĩ nói, việc này là cậu nói với ông ấy phải không? Diệp Phàm hỏi, đại ca yên tâm, trước mắt chuyện này chỉ có tôi và ba biết. Tuyệt không nói ra ngoài. Lô Vĩ nói, ừ. Sự nghiệp của Duy Cơ Tư mới bắt đầu, hiện giờ vẫn phải giữ bí mật, tôi nghĩ, đợi đến lúc có thể công khai hãy công khai. Diệp Phàm gật đầu. Ba tôi có nói, tập đoàn Lô Thị chúng tôi muốn khai thác điện lực ở Duy Cơ Tư. Ba có nói, phải chuẩn bị dành ra 800 triệu để khai thác trạm phát điện. Hơn nữa, còn phải chuẩn bị thành lập công ty con của điện lực Duy Cơ Tư. Hễ là hạng mục liên quan đến điện lực trên quần đảo Duy Cơ Tư nếu bọn họ chịu cho chúng ta bao thầu. Công ty chúng ta sẽ bỏ tiền tiếp nhận. Không những thế, tập đoàn Hoành không có một công ty chuyên về điện lực. Ý của ba là dùng danh nghĩa của công ty chúng ta để tiếp nhận mối làm ăn này. Mà trên thực tế các phương diện như thiết bị cơ điện và việc lắp đặt đều để các doanh nghiệp thuộc tập đoàn các anh hoàn thành. Lô Vĩ nói. Diệp Phàm biết, đây là Lô gia người ta bỏ tiền để công ty Hoành không kiếm tiền. Trước mắt lượng điện dùng của quần đảo Duy Cơ Tư không nhiều lắm. Bởi vì không có nhà xưởng và xí nghiệp loại lớn. Chỉ có một ít dân dùng điện thì có thể dùng hết bao nhiêu. Nếu các cậu bỏ ra 800 triệu xây trạm phát điện chỉ sợ đến lúc đó không thu được vốn về. Hơn nữa, điện lực cũng là một ngành đầu tư lớn mà thu lợi chậm. Ở Duy Cơ Tư phương diện này lại đặc biệt rõ ràng. Đến lúc đó, tôi sợ các cậu không thu được đến một nửa 800 triệu này. Tôi thấy chuyện này cứ để sau hãy tính, thế nào? Diệp Phàm không muốn anh tôi mình bị lỗ. Diệp Phàm cũng hiểu, đây là Lô gia muốn báo ơn mình. Nhân tình này quá nặng, không dễ nhận chút nào. Sao lại có thể nói là không có, tôi cũng đã từng đến Duy Cơ Tư. Hơn nữa, gần đây xuất ngoại một chuyến, tôi liền vòng qua Duy Cơ Tư. Mấy năm rồi chắc anh chưa quay lại Duy Cơ Tư xem phải không? Quần đảo Duy Cơ Tư hiện tại tuy rằng bên ngoài không khác mấy so với trước kia, nhưng bên trong lại thay đổi rất nhiều.
Lúc anh đến gần khu rừng đại thụ chọc trời rậm rạp có thể phát hiện ra sự thay đổi lớn trong đó. Việc bảo vệ môi trường sinh thái nguyên sinh ở Duy Cơ Tư rất tốt, thế nhưng, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân Duy Cơ Tư, một số công xưởng cần thiết vẫn phải được xây dựng. Người Duy Cơ Tư không có tiền, thế nhưng bọn họ có lông, da chính tông nhất. Hiện tại không chỉ săn bắn, còn có gia súc do bọn họ nuôi bằng cách vây đất lại. Tuy nói vây đất nuôi gia súc, nhưng, cách nuôi dưỡng của bọn họ đại bộ phận vẫn hướng về phương thức nguyên thủy. Cho nên, chất lượng thịt và da sản xuất ra đặc biệt cao. Ý của ba là nếu như dùng điện nhất định phải thu tiền, bọn họ không có tiền thì phải làm sao? Vậy thì lấy da, lông, thịt đổi là được. Cứ như vậy, ba chuẩn bị làm một xưởng gia công da lông ở Duy Cơ Tư. Đương nhiên, chúng ta sẽ chú ý đến vấn đề bảo vệ môi trường, điểm ấy anh không cần lo lắng. Ba còn nói, Duy Cơ Tư còn có thể xây dựng một loạt xí nghiệp lớn. Chỉ là phải xử lý tốt vấn đề môi trường, hoàn toàn có thể lợi dụng nguồn lao động giá rẻ dư thừa ở Duy Cơ Tư để kiếm lợi nhuận. Cho nên, ba cũng nói, tập đoàn Lô Thị chúng ta đầu tư vào Duy Cơ Tư là để kiếm tiền. Mà ba cũng rất coi trọng tiềm năng phát triển rộng mở của Duy Cơ Tư. Đại ca anh đừng quá lo lắng, Lô gia chúng ta là người làm ăn, mối làm ăn mà chỉ có lỗ chắc chắn sẽ không làm đâu. Lô Vĩ nói, nếu như chủ nhân Lô gia đã nhìn được như vậy, tôi đồng ý việc đầu tư của các cậu. Hơn nữa, về phần sản phẩm cơ điện nếu như các cậu cần có thể đến tập đoàn Hoành không? Về phương diện lắp đặt, tôi cảm thấy các cậu phải thành lập một tổ lắp đặt của riêng mình. Công ty chúng tôi có thể phái chuyên gia đến hiện trường chỉ huy. Cũng có thể giúp các cậu huấn luyện nhân lực trong phương diện này. Đương nhiên, mục đích của tôi là tập đoàn Hoành không không cần xen vào việc khai thác Duy Cơ Tư quá sớm. Bởi vì tập đoàn Hoành không hiện giờ đang rất gây chú ý. Một khi bọn họ có hành động lớn, vậy rất có thể sẽ gây ra ồn ào không nhỏ. Tôi hiểu, các cậu muốn bỏ chút tiền cho tập đoàn chúng tôi kiếm. Hảo ý này Diệp Phàm tôi xin ghi nhận. Diệp Phàm nói, cứ nghe theo sắp xếp của đại ca là được. Lô Vĩ gật đầu nói. Đúng lúc này, Lý Cường tiến vào, nói. Gần đây có chút kỳ lạ, dường như có ai đó đang nhìn chăm chăm vào Sở Thiên Các Diệp phủ chúng ta thì phải. Hả, còn có chuyện này nữa sao, cậu có phát hiện gì không? Diệp Phàm hỏi. Tuyệt đối có mấy tên đang nhìn chăm chăm vào, có phải muốn gây bất lợi cho chúng ta không? Lý Cường hỏi. Có phải là người của Sa Gia muốn gây bất lợi cho anh? Lô Vĩ hỏi. Gần đây vẫn luôn xử lý chuyện của Sa Gia, có khả năng này lắm. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng có đối thủ khác đang nhắm vào tôi. Chắc hẳn là nhắm vào tôi chứ không phải vào căn nhà này. Diệp Phàm nói. Cứ tiếp tục thế này sẽ bất lợi với chúng ta, chẳng bằng dụ rắn khỏi hang, thế nào? Lô Vĩ nói. Cậu nói xem dụ ra thế nào? Diệp Phàm hỏi. Ở trong nhà của anh bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ có cao thủ hoặc là gì đó. Mà những chỗ như khách sạn lại có camera cũng không tiện động thủ. Địa điểm động thủ tốt nhất là lúc anh đi một mình. Hơn nữa, nơi anh đến còn phải hẻo lánh vắng vẻ. Lô Vĩ nói, những nơi như vậy cũng phải có lý do để tôi đến chứ. Bằng không, sẽ khiến bọn chúng nghi ngờ. Diệp Phàm nói, chùa Khai Lâm tôi cảm thấy là một nơi không tệ. Người làm quan chúng ta không phải đều tín những thứ này sao? Hơn nữa, phong cảnh chùa Khai Lâm cũng rất đẹp, anh đi ngắm cảnh cũng được mà. Không những thế, chùa Khai Lâm cũng không nổi tiếng lắm, du khách đến dâng hương cũng không nhiều. Cũng tiện cho bọn chúng ra tay. Hơn nữa, chùa Khai Lâm cách nơi này cũng không xa lắm. Anh có thể lựa chọn phương thức tập thể dục buổi sáng hay gì đó để đi. Hơn nữa, người tập thể dục buổi sáng cũng không phải rất nhiều phải không? Lô Vĩ nói, vậy quyết định là chùa Khai Lâm đi, sáng mai ta sẽ đi một chút. Diệp Phàm gật gật đầu. Lý Cường cùng Vương Triều đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Khoảng 6 giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm mặc đồ thể thao từ nhà chạy chậm về phía chùa Khai Lâm. Thế nhưng, điều khiến Diệp Phàm buồn bực chính là chẳng có chút động tĩnh gì. Có lẽ vẫn còn đang quan sát. Lô Vĩ nói, vậy chúng ta bên này tăng tốc độ kết án đi. Buộc bọn chúng phải ra tay. Diệp Phàm nói. Hạ Hải Vĩ và Vương Triều tăng nhanh tốc độ kết án. Quả nhiên, sáng ngày hôm sau lúc Diệp Phàm lại đi tập thể dục buổi sáng, Vương Triều gọi điện thoại tới nói là có động tĩnh rồi. Có súng không? Diệp Phàm hỏi. Không có, nhưng mà, có mấy tên. Đao gậy đều có lẽ còn có ám khí gì đó.
Những người này nửa đêm liền hành động, tôi chụp trộm được một ít ảnh, sau khi Lô Vĩ xem qua có thể khẳng định chắc chắn rằng đám người này là người của Sa gia. Về thân thủ hẳn không cao lắm, không quá ngũ đẳng. Hơn nữa, có lẽ chỉ một hai tên có thân thủ thôi. Không nhưng thế, Sa gia đã có hai cao thủ bị bắt, đám còn lại chẳng đáng chú ý. Chỉ có Sa Tân Lý là thân thủ cao một chút, xấp xỉ lục đẳng. Nếu như lần này đánh hết thì Sa gia sẽ chẳng còn ai biết quốc thuật nữa. Còn thêm màn chào cảm ơn của Sa Đông Đình, Sa gia từ nay về sau liền mất tư cách tranh đấu với Lô gia. Vương Triều nói. Chương 3508, ra đòn nặng đè bẹp. Vậy ra đòn nặng đè bẹp bọn chúng, mấy tên đó phần lớn thân thủ đều quá thấp. Nhưng vẫn có thể dùng để xung vào đội ngũ liệp báo. Sa Tân Lý ấy à, ha ha, vậy phải xem vận mệnh của y thế nào rồi. Diệp Phàm cười nói, người này thân thủ lục đẳng vẫn có thể tiến cử vào tổ. Có điều, nếu y vào trong tổ rồi, sẽ chẳng có lợi gì cho Lô gia phải không? Vương Triều nói, người này không cần tiến cử vào tổ, trước tôi cứ phế y rồi tính sau. Chúng ta không thể để lại tai họa ngầm cho Lô gia. Hễ là kẻ địch của bạn bè ta đều phải đánh hết. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Cho dù không có biên bức thì đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm cũng có thể liếc thấy rõ ràng mấy tên đang nấp trong khu rừng đi đến chùa Khai Lâm. Còn Hạ Hải Vĩ đã âm thầm dẫn người đợi ở một nơi bí mật gần đó đợi lệnh. Vút! Không ngờ thực sự dùng đến ám khí, không phải loại dùng tay ném ra mà là loại bắn ra từ trên nỏ. Cho nên, tốc độ cực nhanh, người bình thường tránh không kịp. Có điều, bọn chúng hôm nay gặp phải Diệp Phàm, đúng là xui xẻo. Diệp Phàm vươn đầu ngón tay bắn một cái, chạc tình chỉ đạn tuyệt học của phái Lao Sơn bắn ra. Một luồng kinh khí vụt qua, ám khí tự động quay đầu một loạt, bay ngược về. Trong rừng truyền ra một tiếng kêu rên, có một tên xui xẻo ngã xuống từ trên cây. Sao lại có thể không cẩn thận như vậy? Có người hừ nói, còn tưởng tên xui xẻo này tự mình không cẩn thận ngã xuống. Đồng thời, mấy bóng đen cầm đại đao lên, bổ tới. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Diệp Phàm cố ý kêu to, tỏ ra kích động. Còn Hạ Hải Vĩ dẫn theo người, vừa nghe thấy tiếng liền xông lên. Vương Triều lao đến đầu tiên. Bốp bốp bốp, quyền đấm cước đá một lúc, chỉ trong vòng một phút trên đất la liệt mấy tên nằm kêu thảm thiết. Lập tức áp giải về, thẩm tra xử lý nghiêm. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, ra mệnh lệnh. Bằng chứng vững chắc, năm tên này tất cả đều là người của Sa gia. Điều tra một cái là ra. Hơn nữa, Vương Triều còn có video ghi lại toàn bộ làm chứng cứ. Sự thật rằng những tên này muốn ám sát Diệp Phàm, người phụ trách vụ án Lô Minh Châu được thành lập. Tin tức truyền đi, toàn bộ Sa gia rối loạn. Cái thằng ngu ngốc, đã nói với nó là không thể làm không ngờ vẫn cứ làm. Vào thời khắc mấu chốt này không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nói rồi còn không nghe. Sa Đông Đình vỗ bàn, tức giận thiếu chút nữa nghiến răng. Bây giờ nói những điều này có tác dụng gì? Tân Thiên bị tạm giam rồi, giờ Tân Lý cũng vào, chẳng lẽ ông trời muốn Sa gia chúng ta diệt vong sao? Sa Hạo Thủy ngửa mặt lên trời thở dài. Tân Lý chắc chắn đã trúng kế của người ta rồi, còn nghĩ thử xem, thế nào mà lại vừa khéo có nhân viên của Ủy ban Kỷ luật đi ngang qua chùa Khai Lâm? Mấy đồng chí đó của Ủy ban Kỷ luật đến chỗ đó làm gì? Sa Đông Đình nói, tất cả những chuyện này đều là do Diệp Phàm và Lô Vĩ bày ra. Có điều, nói những điều này cũng vô dụng, chứng cứ rành rành, chúng ta còn có thể làm gì? Sa Hạo Thủy lập tức như già đi không ít. Mau mau đề ra một chủ ý gì đi, có thể đàm phán với Lô gia nhường thêm một bước. Lần này Sa gia chúng ta coi như rối tinh rối mù rồi. Hiện giờ cũng chẳng thể nghĩ đến thể diện nữa, dù thế nào cũng phải mang chúng nó ra khỏi đó mới được. Sa Đông Đình nói. Ôi! Một đám cao thủ chúng ta vất vả đào tạo ra lần này đều bị bắt hết rồi. Diệp Phàm cán bộ cấp này mà Tân Lý đi ám sát hắn, tội danh nhất định không nhỏ đâu. Sa Hạo Thủy nói, tội danh xác lập thì khá là nghiêm trọng đấy, ít nhất bị phán mười mấy năm thậm chí cao hơn. Sa Đông Đình nói, mau mau nghĩ cách gì đi, phải làm sao bây giờ. Vợ của Sa Hạo Thủy, Từ Tuệ cuống đến mức lau nước mắt suốt. Có cách gì để nghĩ được nữa? Chỉ còn cách đàm phán với Lô gia, xin nhượng bộ mà thôi. Sa Hạo Thủy nói. Chỉ sợ không đơn giản như vậy, lúc trước chúng ta đã đề nghị xin nhượng lại hai công ty con trị giá 300 triệu bọn họ cũng không chịu buông tha. Hiện giờ cho dù con có bỏ ra thêm 200 triệu nữa bọn họ có lẽ cũng không gật đầu đâu.
hai nhà chúng ta là kẻ thù truyền kiếp, lần này chẳng lẽ là trận chiến cuối cùng rồi. Lô gia sẽ không vì tiền mà bỏ qua cơ hội này đâu. Hơn nữa, nếu như chúng ta bỏ ra 5600 triệu, công ty tập đoàn của chúng ta sẽ lâm vào hoàn cảnh khó khăn đấy. Sa Lâm, chú hai của Sa Hạo Thủy vẻ mặt dầu dĩ nói. Sa Hạo Thủy biết ông xót tiền. Hơn nữa, cổ phần Sa Lâm trong những công ty này lại không hề nhỏ, phải đến 20%. Chúng ta làm như thế cũng là để hoàn thành sự nghiệp của tổ tông. Hơn nữa, tiếp tục tranh đấu với Lô gia chúng ta sẽ không còn đường sống nữa. Bọn họ ép chúng ta quá mức gay gắt, chúng ta cũng là bị bắt buộc. Đương nhiên, lần này tiền nhượng bộ, Sa Hạo Thủy tôi sẽ bỏ ra nhiều hơn một chút, 70% là được. Sa Hạo Thủy bày tỏ thái độ. Chỉ sợ tiền không giải quyết được vấn đề. Sa Đông Đình lắc đầu. Tiền không giải quyết được thì còn cách gì nữa, nếu như Lô gia thật sự muốn cứng rắn đến cùng. Chúng ta liền phá, tất cả mọi người đều chẳng được cái gì hết. Sa Hạo Thủy miết miết nắm tay. Còn bây giờ còn có thể mang cái gì ra mà liều mạng với bọn họ nữa. Nếu bàn về công phu quyền cước thì cũng hết rồi. Còn về thế lực trong chính phủ chúng ta không bằng ông ta. Luận tiền bạc người ta chưa chắc đã không bằng chúng ta. Điều mấu chốt là bọn họ nắm quyền chủ động, chúng ta đã chẳng còn tư cách tranh đấu cùng bọn họ rồi. Trừ phi là mặc kệ hai đứa Tân Thiên và Tân Lý, còn nữa, phương diện quốc thuật chúng ta cũng toàn bộ vứt bỏ. Sau này cạnh tranh với bọn họ trong buôn bán, chúng ta khởi đầu đã thua kém rồi. Ôi, đây chẳng lẽ chính là vận mệnh? Sa Đông Đình có vẻ mất mát. Không nhất định, phương diện quốc thuật của nhà chúng ta còn có thể vực dậy được. Lúc này, bà lão bên cạnh Từ Huệ đột nhiên nói, bà lão này là Nạp Lan Châu, chị kết nghĩa của Từ Huệ. Còn vực dậy thế nào được, những người biết công phu quyền cước của nhà chúng ta đều vào phòng tạm giam cả rồi. Cần phải biết là đào tạo nhóm người này khó khăn biết bao nhiêu, chúng ta trải qua mấy thập niên mới có thể nuôi dưỡng được mấy cao thủ thân thủ không tồi. Trong phút chốc liền vào tù cả. Nghe nói Vương Triều được Cục Trinh Thám Hình Sự của Bộ Công an điều xuống kia có thân thủ rất cao. Nếu như lần này không có y, đám có thân thủ cao của chúng ta ít nhất có thể chạy thoát mấy người. Toàn bộ đều thua dưới tay y rồi. Sa Hạo Thủy thở dài, liếc nhìn Nạp Lan Châu, nói. Bà không hiểu quyền cước, cho rằng đào tạo một đám người đơn giản như vậy sao? Không dễ dàng chút nào đâu. Đầu tiên phải tìm được người có căn cốt tốt. Sau đó đào tạo hơn 20 năm mới trở thành một nhân tài hoàn chỉnh. Để đào tạo một cường giả ngũ đẳng chúng ta đã mất hàng chục triệu rồi. Ví dụ, dược liệu thiết bị luyện công. Hơn nữa, anh bỏ tiền ra rồi chưa chắc người đó đã có thể đột phá đến ngũ đẳng, cái này cần phải dựa vào ý trời. Những cái này tuy rằng tôi không hiểu, nhưng mắt tôi có thể nhìn thấy được. Có điều, đến giờ các người đang quên mất một người. Nạp Lan Châu nói. Ai? Từ Tuệ vội hỏi. Chính là con gái cưng của cô đó, các người đã quên mất nó rồi. Nạp Lan Châu không ngờ nở nụ cười, vừa nói về tiểu thư Sa Kim Linh nhỏ tuổi nhất của Sa gia, vẻ mặt Nạp Lan Châu liền phơi phới nụ cười như từ mẫu. Kim Linh, nhưng mà thân thủ của nó dường như không cao lắm. Năm nay mới 19 tuổi, tuy rằng từ nhỏ luyện công trong núi, nhưng cũng chẳng đáng kể phải không? Sa Đông Đình có chút hoài nghi điều này. Nó là một kỳ tài luyện công. Thân thủ cao hơn cả Tân Lý, năm nay đã có thể phóng ra nội khí rồi. Nghe nói có thể đạt được bước này đều là cao thủ, có thể cách không đánh gãy cây to bằng miệng bát. Nạp Lan Châu nói. Hơn nữa, chỉ dựa vào điểm này vẫn chưa đủ. Chủ yếu là sư môn của Kim Linh nghe nói rất thần bí. Lan Châu, bà có biết tên sư môn của Kim Linh không? Có phải cũng có tiếng tăm như những đại phái Thiếu Lâm, Võ Đang không? Sa Đông Đình cũng bắt đầu hứng thú. Nghe nói là Không Động Thần Cung gì đó. Nạp Lan Châu nói. Không Động Thần Cung. Sa Hạo Thủy sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, lắc đầu. Cái này, hình như chưa từng nghe qua có đại phái nào tên Không Động Thần Cung, Không Động Phái thì có, Không Động Thần Cung chẳng lẽ là của Không Động Phái. Lúc đó Kim Linh nói với tôi cũng nghĩ chắc là Không Động Phái, Không Động Phái trong tiểu thuyết cũng có, dường như tiếng tăm rất lớn. Có điều, Kim Linh cười thần bí. Nói không phải Không Động Phái. Môn phái các nàng tất cả đều là con gái đương gia. Căn bản không giống loại hình của Không Động Phái. Tôi cảm thấy hứng thú, muốn tiếp tục hỏi thăm, có điều, Kim Linh không nói thêm gì nữa. Hơn nữa còn yêu cầu tôi không được nói với người ngoài. Các người nghe xong nhất định không được nói ra ngoài, để tránh mang đến phiền phức không cần thiết.
Nạp Lan Châu lắc đầu. Không động thần cung nếu có thể đào tạo ra cao thủ 19 tuổi như Kim Linh, vậy thì sư môn của nó nhất định có cao thủ siêu cấp. Chúng ta nếu như có thể mời đến thì chuyện của Lô Gia giải quyết dễ dàng hơn một chút rồi. Dù sao, Lô Gia trong phương diện quốc thuật vẫn giữ một phần rất quan trọng. Sa Hạo Thủy nói, những cao nhân đó rất thần bí, con xem đấy, ngay cả tên môn phái cũng không muốn để người khác biết. Muốn mời những người này đến căn bản là không thể nào. Sa Lâm Hừ nói, ừ, bọn họ tự cho mình là cao nhân sơn giã, xem thường chuyện thế tục. Đương nhiên, cái này cũng chỉ tương đối. Bọn họ cho rằng cuộc sống của mình như vậy là tốt, thế nhưng, chúng ta cũng không thể coi bọn họ như thế được, phải không nào? Sa Đông Đình nói, chiều ngày hôm sau, Lô Vĩ kích động chạy đến, từ xa đã cười nói. Đại ca, bọn họ không ngờ đưa ra cái giá trên trời là 500 triệu. 500 triệu, thật đúng là một khoản tiền lớn. Có lẽ đối với Sa Gia, 500 triệu cũng không phải con số nhỏ. Diệp Phàm cười nói. Đó là đương nhiên, tổng tài sản trên thực tế của hai nhà chúng ta cũng chỉ khoảng 3 tỷ, 50 triệu chiếm một phần không nhỏ. Hơn nữa, nếu bỏ ra 500 triệu rồi, vậy việc kinh doanh của Sa Gia hẳn sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Lô Vĩ nói. Chắc các cậu vẫn chưa đồng ý phải không? Diệp Phàm cười nói. Việc đó là đương nhiên, lần này ông già cũng quyết tâm rồi, làm đến cùng, phải đánh sập hoàn toàn Sa Gia mới thôi. Bằng không cứ tiếp tục dây dưa mãi mọi người đều mệt. Lô Vĩ cười nói. Ôi, có một số việc, thôi, tôi không nói nữa. Diệp Phàm lắc đầu khoát tay. Lúc hoàng hôn, Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực. Đi dạo không mục đích về phía chùa Khai Lâm. Chùa Khai Lâm cách nhà của mình không xa, đi 20 phút là đến rồi. Trước kia Diệp Phàm đúng là chưa từng đến, nếu như không phải Lô Vĩ nhắc đến, Diệp Phàm vẫn không biết trước cửa nhà mình có một ngôi chùa như vậy. Ánh nắng chiều chiếu rọi không trung, tuy rằng trời khá lạnh, thế nhưng cảnh trí cũng không tệ lắm. Vẫn có top 5 top 3 thanh niên tới lui trong khu rừng. Lúc đi đến một góc hẻo lánh sau núi của chùa Khai Lâm, Diệp Phàm đột nhiên bị một cảnh trí khiến hắn ngây ngẩn cả người. Trong lòng không khỏi tán thưởng nói, một bức tranh đẹp biết bao. Chương 3509, tôi là Lưu Manh, tôi sợ ai? Kiểu tóc đuôi ngựa cực kỳ bình thường, trên tóc còn gài một cây châm, châm gài tóc cực kỳ bình thường, dường như được làm từ gỗ. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn, mềm mại như bạch ngọc. Trên mặt rất sạch sẽ, trông có vẻ không nhiễm một hạt bụi. Đôi mày liễu cong cong vừa phải không hề kẻ vẽ, áo len trắng. Váy xếp ly màu đen, chân đi giày da màu xanh. Tuổi nhìn qua rất trẻ, người đó lúc này đang ngồi trên một tảng đá nhô lên bên vách núi. Trên tay cầm một quyển sách, nắng chiều chiếu rọi. Hình ảnh này rất lâu rồi Diệp Phàm chưa được nhìn thấy. Thuần khiết tới cực hạn, vẫn luôn bị những mỹ nữ giả tạo bởi son phấn của thành thị bao vây. Đột nhiên nhìn thấy hình ảnh thuần khiết đến như vậy, trái tim Diệp Phàm bất ngờ như bị thứ gì đâm vào. Nhược Mộng. Miệng Diệp Phàm không khỏi lẩm bẩm cái tên khiến hắn nhớ thương từ Đập Thiên Thủy. Giờ phút này trên người cô gái này không ngờ lại nhìn thấy Diệp Nhược Mộng năm đó, thuần khiết cực hạn, vẫn luôn khiến Diệp Phàm khắc ghi trong lòng, vừa nhớ tới trái tim lại như nhỏ máu. Vành mắt hắn có chút ươn ướt. Hắn chậm rãi đi về phía tảng đá, càng lúc càng gần cô gái kia. Tuy nói không quen biết, nhưng, bởi vì người này có khí chất tương tự Diệp Nhược Mộng, cho nên, Diệp Phàm cảm thấy cực kỳ thân thiết. Hai người cách nhau khoảng 7,8 bước, có điều, nháy mắt, trên mặt Diệp Phàm thoáng qua một nét kinh ngạc. Hắn nhìn lại, càng kinh ngạc hơn. Điều khiến hắn kinh ngạc không phải cô gái này, mà là chiếc châm gài trên đầu cô. Đến gần nhìn Diệp Phàm mới phát hiện châm gài tóc này không ngờ được làm từ gỗ luyện hồn. Diệp Phàm vẫn luôn tìm kiếm gỗ luyện hồn này, bởi vì, nó là khắc tinh của những cao thủ có hồn khí tồn tại. Đến tận bây giờ hồn khí của Tuyết Y Cao Tăng vẫn còn bị khóa trong hộp gỗ luyện khí hồn, theo truyền thuyết, loại gỗ này đến từ Không Động Thần Cung thần bí. Cung này từ lâu đã không ai biết ở nơi này. Đương nhiên, trên đầu cô gái có chiếc châm được chế tạo từ loại gỗ này cũng không thể chứng minh cô là người của Không Động Thần Cung. Có điều, Diệp Phàm có ý tưởng rồi, nếu nhà cô ấy còn loại gỗ này thì tốt, thấy Diệp Phàm cứ nhìn mình chăm chăm, cô gái nhăn chiếc mũi xinh một chút. Cô thật hăng hái. Diệp Phàm dùng phương thức bắt chuyện cũ rích nhất, thế nhưng, trên mặt cô gái không ngờ lại tỏ ra một chút chán ghét. Chắc hẳn đã đánh đồng Diệp Phàm với đám người háo sắc hoặc loại người thấy gái đẹp liền có ý nghĩ xấu xa kia rồi. Có điều, đột nhiên, cô
Cô gái đó sau khi nhíu mày không ngờ lại duyên dáng mỉm cười với Diệp Phàm, lập tức, giống như đóa hoa bách hợp nở rộ, khiến cho Diệp Phàm ngẩn ngơ, trong lòng thầm khen, thật giống nụ cười của Nhược Mộng. Hăng hái mà ngài nói là chỉ điều gì? Nắng chiều hay gì khác? Cô gái cười hỏi, vừa cười hai bên má liền hiện lên hai núm đồng tiền. Chỉnh thể. Diệp Phàm cười nói, đôi mắt ưng đảo qua, lập tức hiểu được, cô gái này là người có thân thủ. Thế nhưng, có lẽ chỉ khoảng bát, cửu đẳng. Tuy rằng cô gái này giấu khí cơ rất hoàn hảo, nhưng, hôm nay cô gặp phải Diệp Phàm rồi. Điểm đặc thù của đôi mắt chim ưng chính là có thể nhìn ra khí cơ tinh vi nhất. Trừ phi thân thủ của cô gái cao hơn hắn, thì điều này còn khó nói. Hi hi hi. Cô gái nở nụ cười. Ngài thật biết đùa, có điều, tôi vẫn có chút thất vọng. Thất vọng, điều này tôi không hiểu lắm. Diệp Phàm tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô. Ngài nói chỉnh thể mà không nói là bản thân tôi, ngài nói tôi không thất vọng được sao? Cô gái nghiêng đầu, mỉm cười nói. Ha ha ha. Diệp Phàm bị chọc cười, nói. Sơ suất, tuy tôi nói là cảm giác chỉnh thể, nhưng xét một cách chặt chẽ, cô chính là nhân vật chính trong bức tranh này không phải sao? Ngài thật biết nói chuyện nha, không biết lời này đã lừa được bao nhiêu thiếu nữ thuần khiết rồi. Cô gái nửa thật nửa đùa, cười nói. Cô xem. Tôi ngay cả cô cũng không lừa được, làm sao lừa được những cô gái khác, phải không nào? Xem ra, kỹ thuật của tôi vẫn chưa qua cửa được rồi. Diệp Phàm cười nói, trong lòng lại cười lạnh, bởi vì, hắn phát hiện quyển sách cô gái cầm trên tay có vấn đề. Dường như trên quyển sách đang phát tán ra một luồng thuốc mê, tuy rằng thuốc mê loại này người thường khó có thể phát hiện, nhưng Diệp Phàm là một bán độc nhân, chút trò trẻ con đó sao có thể qua được mắt hắn? Diệp Phàm giả bộ không biết. Trò chuyện cười đùa cùng cô gái. Chẳng lẽ dáng vẻ tôi thế này rất dễ bị lừa sao? Cô gái cười nói, có lẽ là cảm thấy có chút buồn bực, thuốc mê sao vẫn chưa thấy có tác dụng. Cô gái có chút tức giận, nội khí rót vào trong quyển sách. Lập tức, Diệp Phàm cảm thấy vị thuốc mê càng nồng. Có điều, hắn muốn giả ngu đến cùng, cho nên, không ngờ không chút khách khí, đặt mông ngồi cạnh, cách cô gái hơn một mét, dáng vẻ như muốn nói chuyện lâu với cô gái. Không lâu sau, tên này giả vờ như thuốc mê có chút tác dụng, ánh mắt bắt đầu hơi mơ màng. Hơn nữa, da vẻ càng lúc càng nghiêm trọng, mắt nhắm mắt mở. Thấy sắp thành công, cô gái kia đột nhiên hừ nói. Diệp Phàm, có phải ông thông đồng với Lô Gia ở Thủy Châu, ám toán Sa Gia? Lô Gia nào? Diệp Phàm ra vẻ không biết, hỏi. Đừng có giả bộ với tôi, Lô Gia có Lô Vĩ đó. Quan hệ giữa ông và Lô Vĩ không phải rất thân thiết sao? Cô gái hừ lạnh, nói. Lô Vĩ à, quan hệ giữa tôi và cậu ta bình thường mà. Vẻ mặt Diệp Phàm rất thành thật, nói. Đi lừa ma ấy. Cô gái tức giận, hừ nói. Người tôi còn không lừa được, làm sao lừa được ma? Diệp Phàm tiếp tục giả vờ trêu chọc. Ông cái đồ khốn kiếp, ông đã hại chết Sa Gia chúng tôi rồi. Cô gái tức giận. Ném quyển sách về phía Diệp Phàm. Hơn nữa, tay giơ lên liền muốn thăm hỏi mặt Diệp Phàm. Sao lại đánh người? Diệp Phàm giả vờ ngạc nhiên, thuận tay giơ lên liền phất tan kình khí cô gái cách không đánh ra. Cô gái đó phỏng chừng trong lòng càng thêm buồn bực, tại sao trưởng lực của mình lại như không có tác dụng. Lần này cô đã dùng đến 50% sức lực rồi. Lần này Diệp Phàm biểu hiện càng kiêu ngạo hơn, không ngờ chẳng cử động đến thân thể. Thế nhưng lại khiến cô gái càng bực mình muốn chết. Bởi vì, luồng lực mạnh mẽ phóng ra, chiếm 50% sức lực của mình không ngờ không có tác dụng. Đánh lên thân thể tên này cứ như đá chìm đáy biển, như thể thân thể tên này trời sinh có thể hấp thu nội khí vậy. Tôi không tin không đánh được ông. Cô gái tức giận, đứng lên giơ nắm đấm nhắm thẳng vào mặt Diệp Phàm. Mắt thấy nắm đấm của cô gái sắp dán lên mặt mình, hắn vẫn còn cười, thuận tay chộp lấy. Vững vàng chộp lấy nắm đấm của cô gái trong lòng bàn tay. Cảm giác giống như bị bông ôm lấy, cô gái kia liều mình giãy giụa, thế nhưng vẫn không thể giằng ra. Đến lúc này, cô gái rốt cục hiểu được, bản thân đã gặp phải một tên giả ngu. Người ta căn bản đang trêu chọc mình. Mặt cô gái đỏ bừng. Diệp Phàm lôi một cái, kéo cô gái tới bên người, hừ lạnh nói. Cô là ai trong Sa Gia, tên là gì? Có điều, cô gái quay đầu đi không trả lời. Cô không nói cũng được, tôi điều tra cái là ra thôi. Hơn nữa, tôi hỏi lại cô một lần nữa. Nếu cô còn không trả lời sáng ngày mai tôi sẽ trình vụ án Sa Tân Lý lên trên.
Vụ án này một khi trình lên rồi, cho dù có là thần thánh cũng khó mà bảo lãnh cho Sa Tân Lý ra được. Diệp Phàm nói, vì sao ông lại đối xử với Sa gia chúng tôi như thế, chúng tôi với ông không thù không oán. Ông rốt cuộc vì cái gì? Nếu như Lô gia cho ông một khoản tiền lớn, Sa gia chúng tôi cũng cho ông được. Họ cho ông 1 triệu, chúng tôi cho ông 2 triệu. Chỉ cần ông chịu buông tha Sa gia. Cô gái nói, tiền ấy à, thực xin lỗi, tôi không có hứng thú. Diệp Phàm lạnh nhạt cười. Vậy ông có hứng thú với cái gì? Cô gái hử nói. Ha ha. Diệp Phàm cười cười, ánh mắt cố ý lướt qua lướt lại trên người cô gái. Cô gái hiểu ra, đỏ mặt thiếu chút nữa tức đến tím mặt, mắng. Nằm mơ đi, Sa Kim Linh tôi dù chết cũng không để ông thực hiện được đâu. Bây giờ thì tôi đã hiểu, đàn bà con gái của Lô gia không ít. Ông căn bản là một con sói đội lốt người, một tên tiểu nhân đê tiện dơ bẩn xấu xa. Ông làm mất hết mặt mũi quan viên nước Cộng Hòa rồi. Mắng đủ chưa? Diệp Phàm hỏi. Cô cho là cô thuần khiết lắm phải không? Nếu như cô thuần khiết thật thì đã không dùng thuốc mê ám toán người ta rồi. Hơn nữa, người Sa gia các cô muốn giết tôi, chẳng lẽ Diệp Phàm tôi còn phải vươn cổ ra để các cô đến cắt sao? Không những thế, Diệp Phàm tôi phá án theo lẽ công bằng. Người Sa gia cô phạm tội phải chịu tội, nếu không, luật pháp nước Cộng Hòa ở đâu? Cô còn dám lớn tiếng, cô trước hết nên xem xét lại những gì các cô đã làm đi. Ông có nói rách miệng cũng vô dụng, tôi sẽ không dâng thân thể để ông chơi đùa giống Lô gia đâu. Miệng còn nói đến lẽ công bằng, ông thì công bằng cái gì? Có thân thể chơi đùa ông liền giúp bọn họ, con người ông dơ bẩn vô cùng, buông tay ra tôi không muốn bàn tay bẩn thỉu này làm bẩn mình. Sa Kim Linh kêu lên. Tên kia, thả cô ấy ra. Lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng hét, Diệp Phàm quay đầu nhìn, phát hiện có 3 thanh niên đang đi đến. Ông còn không buông tay tôi sẽ kêu lên có lưu manh sàm sỡ. Sa Kim Linh như nhìn thấy cứu tinh. Tôi là lưu manh đấy, tôi sợ ai chứ? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Có lưu manh sàm sỡ. Sa Kim Linh thực sự kêu lên, vừa kêu vừa giãy giụa. Buông cô ấy ra. 3 anh chàng thấy có mỹ nhân để cứu, cũng đáng làm anh hùng, liền nghĩ cơ hội làm anh hùng thế này rất khó có được. Cho nên, hét lên xông tới. Làm gì? Tôi tán tỉnh vợ tôi liên quan gì đến mấy người, cút. Diệp Phàm phát ra khí thế, khí cơ lập tức khóa chặt trên người 3 người. 3 tên sợ đến mức ngây người, lại nhìn Diệp Phàm, còn Diệp Phàm đã sớm ôm lấy Sa Kim Linh vào lòng, tên này mặt thiếu chút nữa dán lên mặt Sa Kim Linh. Diệp Phàm lại trừng mắt cái nữa, 3 tên đó bị khí thế của Diệp Phàm dọa, không ngờ vô thức chạy lùi về sau. Ánh mắt người này thật đáng sợ. 1 trong 3 người nói. Ánh mắt giống như có thể giết người vậy, tôi còn cảm thấy như trong mắt hắn như có dao bắn ra. Có lẽ người này đã từng giết người. 1 người khác có chút nhút nhát. Ai là vợ của ông cái đồ lưu manh. Sa Kim Linh giãy giụa. Sa gia và Lô gia có ân oán mấy trăm năm, tục ngữ nói oan gia nên giải không nên kết, cần gì phải thế chứ? Diệp Phàm hỏi. Giải, ôi! Sa Kim Linh không ngờ thôi giãy giụa, trên mặt hiện lên một nét u buồn. Diệp Phàm sửng sốt, bởi vì hắn dường như nhìn thấy nét u buồn của Diệp Nhược Mộng. Tên này liền mềm lòng, không ngờ buông Sa Kim Linh ra. Chương 3510, chúng ta cao quý. Nếu các cô đồng ý, tôi có thể làm chuyện này. Diệp Phàm nói, hắn cũng hiểu có chút kỳ lạ cho nên phải làm người hiền lành. Thực sự anh đồng ý giúp chúng tôi. Sa Kim Linh sửng sốt, cũng không bỏ chạy ngay. Đương nhiên là có điều kiện rồi. Diệp Phàm nói. Cái đó không được, Sa Kim Linh hừ nói. Cô nghĩ sai rồi, Diệp Phàm tôi đã gặp qua vô số phụ nữ, hạng như cô ấy mà, cho dù có nằm ngửa trên giường thì Diệp Phàm này cũng chẳng thèm để ý đâu. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Thực ra, phản ứng của hắn không hợp với thực tế. Vậy anh cần điều kiện gì? Anh có thể nói trước xem. Sa Kim Linh hừ nói. Tôi không nói với cô, gọi Sa Hạo Thủy đến nói chuyện với tôi. Diệp Phàm rất bá đạo. Sa Kim Linh vừa nhìn mặt đã đỏ bừng lên. Được, tôi sẽ nói với cha tôi. Sa Kim Linh gật đầu. Phản ứng của Sa Kim Linh rất nhanh. Không lâu sau Sa Kim Linh gọi điện thoại đến mời Diệp Phàm đến Thủy Châu Phi Vân Các ăn cơm tối. Phi Vân Các chính là do Diệp gia 1 trong 4 đại gia tộc ở Thủy Châu mở. Lô gia cũng tính là một nhà. Diệp Khả Hinh cùng Lan Điền Trúc năm đó còn có cả Triệu Tứ, Tống Trinh Giao được xưng là tứ Mỹ của Thủy Châu.
Bốn người này có kết giao với Diệp Phàm, còn chú của Diệp Khả Hinh Diệp Kính Khai chính là ông chủ của Phi Vân Các này. Đối diện với Phi Vân Các là một nhà khách cao tầng, đến đây nghỉ cũng không rẻ. Năm đó ở đây Diệp Phàm đã quen biết Thiết Chiêm Hùng, từ đó gia nhập tổ A. Cũng từ đó mà thay đổi cả vận mệnh cuộc đời của Diệp Phàm. Có thể nói con đường làm quan của Diệp Phàm là không thể tách rời với tổ A. Diệp Phàm mấy lần đề bạt cùng với những quả đấm đều có liên quan đến thành tích. Sau nhiều năm Diệp Phàm lại đứng trước Phi Vân Các lòng vẫn đầy cảm xúc. Còn ở đại đường không có ai phát hiện ra bóng dáng của Diệp Phàm. Có lẽ Diệp gia cũng thay đổi người rồi. Sa Đông Đình mặt dày đến nhà rồi, còn có Sa Hạo Thủy cùng với tiểu thúc Sa Lâm. Sa Kim Linh đang ngồi, ba người đại diện cho Sa gia đều đã tới. Trợ lý Diệp trẻ tuổi đầy triển vọng ha. Sa Đông Đình hiểu người đối diện với mình. Trong lòng bực bội muốn chết nhưng vẻ mặt vẫn phải tươi cười, có thể thấy được công phu thâm hậu của ông ta. Ha ha, không ngoài miệng không có dâu thì bị người ta nói không làm được việc mà. Diệp Phàm cũng cười ha ha, nắm tay đối phương ngồi xuống. Trợ lý Diệp, canh lợn rừng ở Phi Vân Các hương vị rất ngon, thử chút nhé. Sa Hạo Thủy cười ha ha nói, nhìn về phía con gái, Sa Kim Linh liền ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm, đứng lên rót cho Diệp Phàm một chén. Ừ, hương vị đúng là rất được, vẫn như trước, Diệp Phàm uống một ngụm cảm thán nói. Trước kia trợ lý Diệp đã từng đến đây, Sa Lâm hỏi. Trước kia rất lâu rồi, năm đó Diệp Mỗ còn công tác trong huyện cũng có đến đây. Hơn nữa ông chủ của Phi Vân Các này tôi có quen biết. Nhưng đã lâu rồi không liên lạc, Diệp Phàm cười nói. Ông chủ của Phi Vân Các không đơn giản đâu, là một trong đại gia tộc ở Thủy Châu đấy. Sa Đông Đình cười nói. Đúng vậy, bây giờ chúng tôi đã mua lô ra một trong bốn gia tộc. Trợ lý Diệp học rộng như vậy hẳn là biết vòng luẩn quẩn này chứ. Sa Hạo Thủy nói. Diệp Phàm biết rất nhanh Sa gia đã dẫn đến chuyện của lô gia. Chuyện này không đợi được nữa rồi. Ngồi cũng không yên nữa rồi. Sa gia chủ, chuyện này ở trên mặt bàn hà tất chúng ta phải vòng vo. Diệp Mỗ cũng là có ý tốt, tôi nghĩ, hai nhà các ông đánh nhau cũng đến mấy trăm năm rồi. Dù có ân oán gì thì cũng là chuyện của mấy trăm năm về trước. Thời đại đó do có những hoàn cảnh đặc thù mà thành. Trước kia ngay cả chuyện phát sinh huyết chiến cũng đã là chuyện của quá khứ. Ân oán này vẫn nên bỏ qua không phải sẽ tốt cho mọi người sao? Tôi thấy hà tất phải thế chứ. Hơn nữa chuyện lần này cũng là do các ông khơi mào trước đúng không? Các công ra tay với trưởng ban Minh Châu của Lô gia, bây giờ người ta không nương tay cũng là lẽ thường. Dù làm chuyện gì, tất cả mọi người nên đổi vị trí cho nhau mà nghĩ lại. Nếu ông đổi là Lô gia cũng sẽ không nương tay. Diệp Phàm nói. Trợ lý Diệp nói cũng có lý, nhưng cậu không hiểu được cuộc đấu ngầm đã mấy trăm năm của hai nhà chúng tôi đâu. Nói là đọ sức cũng đúng. Mãi đến giờ vẫn chưa dừng lại, chính là năm đó Quốc dân đảng vẫn còn có người chết. Đương nhiên từ sau khi Trung Quốc được giải phóng không còn tái sinh chuyện chết người nữa, nhưng chuyện đả thương thì vẫn có. Thực ra, mệt thì mọi người đều đã hiểu, ai cũng mệt nhưng không có cách nào khác, kết quả mà các lão tổ tiên tạo thành thật là phức tạp. Ai cũng mặt dày không muốn dừng lại, cứ như vậy tạo thành một ác nghiệt tuần hoàn, Sa Hạo Thủy nói. Không phải chúng tôi không muốn hóa giải mà là hóa giải không được. Sa Lâm thở dài. Ân oán này quá sâu đậm, muốn cởi bỏ rất khó. Nhưng, nếu nói là không thể hóa giải được thì cũng chưa chắc. Diệp Phàm nói. Trước kia cũng có người từng ra mặt hóa giải nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Vì, nói chuyện không xong, nếu không chúng tôi đã không để cho Kim Linh mới 3 tuổi đã phải rời khỏi gia đình. Kim Linh là bảo bối của Sa gia chúng tôi. Nếu không phải vì tăng cường thực lực quốc thuật thì đâu có ai muốn rời xa một đứa trẻ còn nhỏ như vậy. Sa Đông Đình nói. Bái sư, tôi nghĩ cũng được. Thân thủ của Kim Linh bất phàm. Không biết là đệ tử được môn phái nào chỉ dạy. Diệp Phàm hỏi. Cũng biết Sa gia đề cập đến Kim Linh là điều kiện muốn đàm phán. Còn ra vẻ có ý cảnh cáo mình. Ha ha, chuyện này không thể trả lời được. Sư môn có dặn dò tôi, thật xin lỗi trợ lý Diệp. Sa Kim Linh cười thần bí nói. Nhưng sư phụ tôi là một cao thủ. Lăng không vừa trượt có thể đi tới một dặm, có người gọi bà ấy là chim bay. Sa Linh nói những câu này rất tự hào, Diệp Phàm đoán rằng sư phụ của cô ta cũng là một cảnh giới tiên thiên rồi. Vậy thì quá ghê gớm rồi, chắc chắn sư phụ trong Không Động Thần Cung không hề đơn giản. Diệp Phàm cố tình trả lời, bởi vì trên đầu Kim Linh có luyện hồn mộc làm thành chiếc châm cài tóc. Sao anh biết, quả nhiên Sa Kim Linh thốt ra.
hơn nước vẻ mặt còn ngốc nghếch thì phụ thân. Không phải chúng ta nói. Sa Hạo Thủy lắc đầu. Trong lòng Diệp Phàm liền mừng rỡ. Kiến thức của trợ lý Diệp đúng là phong phú, ngay cả không động thần cung mà cũng biết. Tôi cũng có nghe cung chủ nói qua, thần cung của chúng tôi mấy trăm năm rồi chưa lộ diện. Hiện giờ, không có ai biết nó. Không biết trợ lý Diệp sao lại nhìn ra tôi xuất thân từ không động thần cung. Sa Kim Linh thực sự bị bất ngờ. Ha ha, nếu như cô có thể nói một vài chuyện về không động thần cung thì tôi sẽ nói cho cô biết. Nếu không tôi cũng chỉ biết cáo lỗi không thể trả lời. Diệp Phàm nhún vai. Thôi, không nói thì không nói. Tôi biết nhất định là anh đoán mò. Nhưng, may là cho anh chó ngáp phải ruồi thôi. Sa Kim Linh tát vào miệng bất mãn nói. Đó là suy nghĩ của cô. Nếu như Diệp mỗ tôi không có chút tinh mắt nào thì cũng không để lộ ra cho cô biết đâu. Về phần sư phụ phi điều của cô chỉ có thể nói rõ rằng khinh công của bà ấy không tồi mà thôi. Diệp Phàm tiếp tục ra vẻ thần bí hơn nữa còn đang dùng tâm kế đấu với Sa Kim Linh. Được lắm, người cứ nói bừa đi. Sư phụ của ta không chỉ giỏi khinh không mà một sợi lông trong tay bà ấy cũng có thể rắn chắc không vàng nào sánh được. Sa Kim Linh bất mãn nói. Có phải thế này không? Diệp Phàm cười thần bí, phất một cái. Lấy ra tờ giấy ăn mềm nhũn trên bàn. Diệp Phàm liền dựng thẳng tờ giấy ăn lên, hơn nữa nó giống như một miếng sắt mày trắng lạ thường. Diệp Phàm liền ấn một cái trên không trung. Người của Sa gia liền bị chấn động, bởi vì một tờ giấy ăn được chế biến từ gỗ táo lại có thể biến thành lưỡi dao cắt như vậy. Diệp Phàm phi tờ giấy ăn ra, không hao tổn gì. Hắn nhấm một cái trên bàn tạo thành một khe hở giấy ăn sắt biến mất không chút tăm hơi. Đây là Diệp Phàm dùng phương pháp luyện vật luyện bàn thành những khe hở nhỏ bé. Người này hình như đang làm ảo thuật. Sa Lâm không nhịn được thốt lên. Ha ha, chỉ có cao thủ mới làm được ảo thuật như vậy. Diệp Phàm cười thần bí nhìn Sa Kim Linh chằm chằm. Lẽ nào trợ lý Diệp đến tiên thiên rồi? Sa Kim Linh kịp phản ứng, lắm bắp hỏi. Cô nói đi, Diệp Phàm mỉm cười, không dọa chế người của Sa gia nữa. Quả nhiên là quản lý mới, chẳng trách trợ lý Diệp còn trẻ như vậy mà đã làm trợ lý cho trưởng ban bộ công an. Những chiên thức ấy chưa xứng với chức vị của cậy chứ. Sa Hạo Thủy cảm thán nói. Quản lý mới, điều này đối mặt với thân thủ của trợ lý Diệp cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Sa Lâm cũng thở dài. Vốn dĩ chúng tôi còn lo lắng trợ lý Diệp không chịu nhận làm người giảng hòa cho Lô Gia. Xem ra bây giờ, chiêu thức đó cũng đủ để cho người nhà Lô Gia tâm phục rồi. Mặc dù đang là xã hội hiện đại nhưng hai nhà chúng tôi vẫn là những gia tộc ảnh hưởng của võ học. Lô Gia có thể quen biết được trợ lý Diệp đó là may mắn của Lô Gia. Sa Hạo Thủy thở dài. Trợ lý Diệp, cậu nói điều kiện đi. Đương nhiên phải nói chứ, chuyện làm người giảng hòa này không dễ làm. Lô Gia vẫn không chịu nói chuyện, như vậy tôi phải trấn áp tính cứng rắn của Lô Gia xuống. Cái này là đắc tội với Lô Gia rồi, còn Diệp Phàm tôi cũng không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Điều kiện của tôi chính là từ nay về sau Sa Gia phải nghe tôi. Đương nhiên, ý nghe này của tôi không phải là bảo các ông làm gì thì các ông phải làm cái đó. Lúc có chuyện lớn tôi mới bàn với các ông. Hơn nữa, Diệp Phàm tôi cũng sẽ không làm gì khiến các ông bị tổn thất đâu. Câu cuối cùng mà Diệp Phàm nói vô cùng khách khí. Trợ lý Diệp, ý của cậu là từ nay về sau Lô Gia phải dựa vào cậu. Vẻ mặt của Sa Hạo Thủy có chút u ám. Ông nói như vậy cũng đúng, nói dễ nghe một chút thì là hợp tác thôi. Diệp Phàm cười nói. Trợ lý Diệp, khẩu khí của cậu quá lớn đấy. Sa Đông Đình hừ lạnh nói, có phần tức giận. Sa gia là gia tộc có ngàn năm lịch sử, sao có thể làm nô tài cho trợ lý Diệp anh được? Chuyện này không thể, Sa Kim Linh hừ lạnh nói. Nô tài, đó là của thời cổ đại rồi. Xã hội hiện đại không có cách nói này. Hơn nữa Sa gia vẫn tự do cơ mà đúng không? Diệp Phàm hừ nói. Chương 3511, người thần bí đến từ không động thần cung. Đây không phải nô tài thì là cái gì? Từ nay về sau Sa gia còn gì là tự do nữa? Sa Kim Linh hừ lạnh nói. Tôi có nói là chuyện lớn mới tìm các cô giúp. Diệp Phàm tôi không làm chuyện phóng hỏa giết người. Chẳng qua là muốn mượn việc kinh doanh lớn của nhà các cô làm việc thôi. Còn Lô Gia cũng là tình huống như vậy. Cô xem, tôi và Lô Gia kết giao cũng sắp 10 năm rồi. Bọn họ từng bị xúc phạm sao? Hơn nữa, có sự ủng hộ của tôi, tin chắc rằng việc phát triển của các cô sẽ càng ngày càng nhanh. Diệp Phàm nói. Thôi. Lô Gia có thể đồng ý làm người hầu của anh nhưng Sa Gia chúng tôi thì không thể.
tôi thấy dã tâm của trợ lý Diệp quả không nhỏ. Anh muốn làm gì? Sa Kim Linh thành người đàm phán chính, Sa Hạo Thủy vẻ mặt thâm trầm không lên tiếng. Láo xược, cô nói chuyện thế sao? Diệp Phàm vỗ bàn, bắt đầu giáo huấn Sa Kim Linh. Người của Sa gia thấy Diệp Phàm vỗ bàn mắt đều trợn trừng lên nhìn hắn. Trợ lý Diệp, Kim Linh là con gái của Sa Hạo Thủy tôi. Chúng tôi không dạy nó thì thôi, anh có tư cách gì mà giáo huấn nó? Mời anh nói chuyện vào chủ đề chính, trước mắt chúng tôi bị nép vế nhưng núi không chuyển nước chuyển. Phong thủy vẫn luân phiên thay đổi mà. Hơn nữa, Tân Lý và Tân Thiên đang ngồi tù nhưng Sa gia chúng tôi cũng sẽ không gục ngã đâu. Sa Hạo Thủy nói rất sắc bén. Đúng vậy, Lô gia cũng đừng đắc ý. Tôi còn có sư phụ. Sa Kim Linh đề cập đến không động thần cung. Các ông đang cho rằng tôi dọa người phải không? Diệp Phàm nói châm chọc, mạnh miệng thì có tác dụng sao? Không động thần cung không phải là Sa gia các người mở, người ta có thể giúp cô một lần, lẽ nào có thể giúp các người cả đời sao? Hơn nữa tội của Sa Tân Thiên và Sa Tân Lý không nhỏ. Sa Tân Lý ám sát vụ án này tôi có thể làm cho anh ta trắng án. Sa gia mất đi một sự ủng hộ của tướng của võ thuật truyền thống Trung Quốc. Hơn nữa Lô gia muốn đến đây làm khó, sau này các cô sống khá giả mới là chuyện lạ đấy. Đối với Diệp Phàm tôi mà nói một Sa gia chẳng là gì. Còn tôi đồng ý làm người giảng hòa đối với Sa gia cũng coi như không phải chuyện xấu. Từ nay về sau ân oán giữa Lô gia và nhà cô được giải quyết. Sau này các cô có thể phát triển buôn bán làm ăn. Hơn nữa, quốc thuật cũng sẽ không bị xuống dốc, đào tạo một cao thủ không dễ dàng gì. Nếu Sa gia các cô đến việc bảo vệ Sa Tân Thiên và Sa Tân Lý cũng không làm được thì các cô còn mặt mũi nào mà ở thành phố Thủy Châu này nữa. Nói đến đây thôi, các cô suy nghĩ một chút đi, Diệp Mỗ có việc xin cáo từ trước. Diệp Phàm nói xong đứng lên cất bước ra đi, Sa gia cũng không ngăn cản. Dã tâm của người này quá lớn, muốn bảo Sa gia cao quý chúng ta làm nô bộc, tôi thấy đầu hắn mê muội rồi. Diệp Phàm vừa đi, Sa Lâm liền hừ nói. Nói là nô bộc thực ra cũng hơi quá, ta thấy người này đơn giản chỉ là muốn mượn tài lực của Sa gia chúng ta giúp cho cái mũ quan của hắn mà thôi. Cả đời theo đuổi làm quan chủ yếu là gán cho mình cái mũ quan, mũ đó chính là tượng trưng cho quyền lực. Khi hắn đến nhận chức có phải từng đoạt cúp kinh thế không? Còn tài lực của Sa gia chúng ta đúng là khiến hắn động lòng rồi. Sa Hạo Thủy nói ra ý kiến của mình. Một kẻ làm quan tài giỏi như vậy, thật lạ. Sa Đông Đình lắc đầu. Tính cách của người này rất kiên cường, nếu chúng ta không thỏa hiệp, chuyện Lô gia phải làm sao? Sa Lâm nói. Lẽ nào phải nhìn Tân Lý và Tân Thiên ngồi tù sao? Mặt Sa Đông Đình nhăn lại. Vào lúc này, Sa Kim Linh lại vui mừng reo lên, sư phụ con đến rồi. Đến lúc nào vậy? Sa Hạo Thủy như tỉnh táo trở lại hỏi. Sư phụ nói chiều tối sẽ đến Thủy Châu, con đi sắp xếp một chút. Sa Kim Linh vẻ mặt vui mừng, đến lúc đó, sư phụ con ra mặt sẽ khiến Lô gia kinh sợ, xem bọn họ dám thế nào nữa. Kinh sợ, sao lại kinh sợ, chuyện này căn bản không thể giải quyết bằng vũ lực được. Sa Lâm nói, vụ án này điều quan trọng là ở Diệp Phàm, tuy vũ lực không thể làm được gì nhưng Diệp Phàm cũng có võ công. Những siêu cao thủ này rất được coi trọng, nếu sư phụ đánh bại Diệp Phàm, có lẽ người này sẽ đổi ý. Sa Hạo Thủy lý luận, không biết bà ấy có chịu ra tay không? Sa Đông Đình nói, con sẽ khóc cầu xin bà ấy ra tay, Diệp Phàm có gì hơn người chứ? Sư phụ thương con nhất, đến lúc đó con nói tên kia ức hiếp con là được. Sa Kim Linh nói, Kim Linh, như vậy sẽ không tốt cho thanh danh của con. Sa Hạo Thủy lắc đầu nói, không có ai biết, sợ gì chứ, dù sao con cũng không bị tên khốn khiếp này ức hiếp đúng không? Sa Kim Linh kiên trì nói còn Sa Hạo Thủy thì thở dài ngần tỏ vẻ đồng ý. Làm như vậy có khiến cho chuyện càng ngày càng gay không? Thời gian của chúng ta không cho phép, có lẽ chuyện này Diệp Phàm vẫn luôn gây áp lực, chính là để xem thái độ của Sa gia chúng ta. Nếu quá, chỉ e hắn sẽ độc ác xuống tay thì không còn cách nào cứu vãn nổi. Sa Lâm bắt đầu lo lắng. Nếu như Kinh Linh có thể nhờ được sư phụ thì sáng mai có thể biết được. Mặc dù không đánh bại được Diệp Phàm nhưng cũng sẽ khiến cho hắn nhìn thấy Sa gia chúng ta có chỗ dựa vững chắc đúng không? Đến lúc đó, dù chúng ta có đáp ứng điều kiện của hắn cũng không phải e dè gì. Nếu không hắn cao ngạo ngút trời khiến chúng ta cũng chịu không nổi. Sa Hạo Thủy nói, cao thủ sẽ có cách, nếu Diệp Phàm không đồng ý có lẽ từ nay về sau hắn sẽ thành ngu ngốc.
Những cao thủ này muốn người khác thành ngu ngốc là chuyện rất dễ. Chỉ cần làm cho não bộ bị thương là có thể làm được. Hơn nữa, trừ phi là gặp một cao thủ giỏi hơn bà ấy mới có thể điều tra ra. Chỉ cần Diệp Phàm ngã thì Vương Triều và Hạ Hải Vĩ sẽ đầy sóng gió. Sa Đông Đình nói. Bắt giặc thì bắt vua trước thôi. Sa Hạo Thủy cười nói. 3 giờ sáng. Diệp Phàm cảm giác được cái gì đó, mở mắt nhìn phát hiện lờ mờ có bóng người. Diệp Phàm nhanh chóng đứng dậy. Nhưng, bóng người đó lóe lên rồi bỏ chạy. Diệp Phàm đuổi theo. Phát hiện tốc độ của bóng người kia rất nhanh. Cũng vì mấy giây phải mặc quần áo mà bị bóng người kia rớt lại phía sau rất xa. Trời vẫn còn tối, Diệp Phàm thi triển thuật thần hành. Thuật này dùng vẫn tốt, dưới lòng bàn chân giống như được trang bị động cơ khí với tốc độ hơn 100 mét, Diệp Phàm chỉ cất một bước. Một lúc sau hai bóng người đã gặp nhau ở sau núi nơi mà lần đầu tiên gặp Sa Kim Linh. Diệp Phàm có hơi hiểu ra, trong lòng nghĩ lẽ nào Sa gia mời cao nhân ở Không Động Thần Cung đến, vậy càng tốt. Bóng người kia cũng dừng lại, lẳng lặng đứng nhìn Diệp Phàm. Dáng người cao gầy, toàn thân mặc đồ đen, nhưng mặt có che một tấm khăn màu trắng. Ưng Nhãn nhìn thấy người che tấm khăn trắng kia cũng không phải làm từ chất liệu gì quá đặc biệt. Phát hiện ra là một phụ nữ trung niên, diện mạo có chỉ ở mức trung bình, có lẽ là chăm sóc tốt tuy khuôn mặt giống người phụ nữ trung niên. Nhưng Ưng Nhãn của Diệp Phàm vẫn có thể cảm nhận được thực tế người phụ nữ này phải khoảng 50 tuổi thậm chí là hơn thế nữa. Lại nhìn trên đầu bà ta, Diệp Phàm có thể khẳng định chắc chắn là người của Không Động Thần Cung. Bởi vì, trên đầu bà ta có cài một chiếc châm gỗ y như của Sa Kim Linh, hẳn cũng được chế thành từ mộc hồn. Không biết Không Động Thần Cung dùng chiếc châm mộc hồn chế này có tác dụng gì. Ngoài việc trừ bỏ hồn khí có trong đó ra đến giờ Diệp Phàm vẫn không rõ về giá trị thực sự của nó nữa. Nếu như khắc chế được hồn khí thì chẳng phải là ngăn chặn được hồn thần của cơ thể hay sao? Diệp Phàm không hiểu vì sao Không Động Thần Cung lại làm như thế. Cao thủ đến từ Không Động Thần Cung, quả nhiên bất phàm. Diệp Phàm cười nói, vẻ mặt lạnh lùng trượt đến chính là khiến cho bà ta tức giận. Với sự đáng khinh này bà ta cũng mất hứng. Đặc biệt là những cô gái tự cao tự đại của Không Động Thần Cung, nghe nói trong cung này chủ yếu là nữ. Đàn ông chính là sản phẩm của phụ nữ. Đương nhiên những cô gái này cũng coi đàn ông chẳng ra gì. Thuật khinh thân của các hạ cũng không tồi, nhưng mà không có đôi mắt chó này cũng uổng thôi. Quả nhiên, bà ta tức giận hừ lạnh nói. Sa Kim Linh mời bà đến sao? Diệp Phàm không để ý bà ta liền hỏi. Nói cho ngươi biết cũng chẳng làm gì nhưng bổn vương đúng là có chút hoài nghi. Sao ngươi lại biết bổn vương đến từ Không Động Thần Cung? Bà ta hừ lạnh nói. Đó là bí mật của tôi, không thể tiết lộ. Diệp Phàm cười nói. Không tiết lộ, hôm nay người không nói sẽ không có đường về đâu. Bổn vương đã kiểm tra bản lĩnh của ngươi cũng không tồi. Tuổi còn trẻ mà đã đến 12 đẳng. Trong cung của bổn vương đang cần một phò mã có thân thủ như ngươi. Bà ta nói. Đó là vì Diệp Phàm lợi dụng thuật phong giới để thu lại toàn bộ hơi thở khiến cho bà ta lầm tưởng về bản lĩnh của Diệp Phàm. Phò mã, ha ha, lẽ nào Không Động Thần Cung là hoàng cung sao? Còn có cả mấy công chúa nữa. Diệp Phàm cười nói. Ngươi nói không sai, Không Động Thần Cung của chúng ta là nữ sáng lập ra. Cho nên có công chúa. Kim Linh chính là một trong những công chúa của bọn ta. Kim Linh là đồ đệ của ta, người được gả cho nó là phúc của ngươi đấy. Tuy nói Không Động Thần Cung chủ yếu là nữ nhưng trước đó ngàn năm cũng có biết bao hiệp sĩ khóc muốn vào bổn cung. Con gái rất khi phách. Ha ha, đó là người khác. Ta không có hứng thú đối với những kẻ tự cho mình là nữ như vậy. Ta chỉ thích những cô gái dịu dàng, chính là phục vụ vì đàn ông đó đúng không? Lẽ nào các người quên mất hết cả Tam Tòng Tứ Đức rồi sao? Diệp Phàm hừ lạnh nói, biểu hiện còn bá đạo hơn đối phương nhiều. Tam Tòng Tứ Đức, đó là lời của đàn ông các ngươi thôi. Bà ta giận dữ lườm Diệp Phàm nói, hôm nay ngươi phải đáp ứng tất cả những điều kiện này. Nếu không ngươi cũng biết hậu quả rồi đấy. Hậu quả? Thực sự là tôi không tưởng tượng được ra hậu quả gì. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Ngươi là quan lớn của nhà nước, ta hiểu nhưng Không Động Thần Cung chúng ta có thủ pháp đặc biệt khiến ngươi trong vòng mấy giây có thể trở thành một kẻ đần độn nhất thế gian. Đến lúc đó ngươi muốn làm một kẻ đần độn hay phò mã của bổn cung thì hãy tự lựa chọn đi. Bà ta nói. Chương 3512, ngươi gả vào cung của chúng ta. Vậy còn phải xem bà có bản lĩnh đó không? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ngươi đã cố chấp như thế, vậy bổn vương sẽ để cho ngươi biết Không Động Thần Cung là thế nào.
Bà ta không kiên nhẫn được nữa, bình thường còn coi đám đàn ông là cặn bã. Đó chỉ vì đồ đệ Kim Linh cầu xin dẹp yên chuyện nhà mình. Nếu không bà ta đã sớm ra tay rồi. Một cây mộc thương bay thẳng vào mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm phát hiện cây mộc thương này cũng chính là do luyện hồn mộc chế thành. Xem ra, trích xác là không động thần cung có luyện hồn mộc. Hơn nữa dường như bên trong còn không thiếu thứ này. Ông đây đang cần thứ này, thật may quá. Diệp Phàm cười điên cuồng, một chiêu tay của hắn khiến bà ta kinh ngạc bởi vì mộc thương đã bị khống chế. Bà ta hừ một tiếng. Diệp Phàm phát hiện mộc thương trên không trung dường như nhẹ nhẹ toát ra màu đỏ nhạt trông như đang giận dữ. Diệp Phàm đột nhiên có cảm giác huyền bí, Nê Hoàn Cung lại có thể mạnh rời sông lấp biển. Diệp Phàm hiểu rằng cây thương luyện từ hồn mộc này hình như có ảnh hưởng rất lớn đến hồn thần của mình. Diệp Phàm giật mình trong nháy mắt liền thi triển thuật phong giới. Trong não hình thành một phong giới nhỏ bảo vệ cái đầu. Ngay lập tức, chấn động trong Nê Hoàn Cung được ổn định lại. Xem ra, tuy thuật phong giới của mình còn không được tốt lắm nhưng ngăn cản được những tác động tấn công hồn thần là điều chắc chắn. Nhìn thấy mộc hồn thương đã đến trước mắt, Thiên Thiết Thằng xuất hiện từ trên không trung hạ xuống đất, cái dây lưng dài chừng một thước mang theo bị bụi bẩn bám đầy hướng về phía mộc thương. Bốp! Tác dụng lớn nhất của mộc thương chính là khiến cho lão bộ của con người bị tấn công, loại công dụng này đã bị mất đi, hơn nữa võ công của Diệp Phàm rất cao, còn nội khí lại càng sung mãn. Mộc thương bị kéo giật lại trong cũng không thấy bóng dáng của bùn đất đâu. Vậy là bà ta tức giận bay lên không trung ném ra hai quả cầu gỗ xuống người Diệp Phàm. Hình như cũng là chế thành từ luyện hồn mộc. Mộc cầu bay tròn trên không trung rồi chợt lóe sáng. Diệp Phàm lại cảm nhận được Nê Hoàn Cung bị chấn động, suýt nữa tiểu phong giới này bị loại âm hồn khí này đánh bại. Đi con mẹ bà ấy! Diệp Phàm cười gào to, huyễn âm mê thuận được thi triển, vừa mở miệng ra một hơi độc trong nháy mắt đã bay lên không trung. Ầm, nổ rồi. Khói màu tím bay lên, bà ta cảm thấy choáng váng, hơn nữa nội công của Diệp Phàm mạnh hơn bà ta mấy lần. Nhất thời bà ta không thể khống chế được đám bụi đất bay lên ngút trời. Huyết cương thiền mị đã được giấu trong bùn đất, hai tay bắt lấy hai chân bà ta. Chân bà ta liền loạn lên nhưng Diệp Phàm ra một chưởng chấn áp như đóng cọc đè đầu bà ta trong đống bùn đất. Trong nháy mắt bà ta bị vùi trong bùn đất gần đến rốn bụng. Bà ta giãy giụa muốn bắn lên nhưng công lực thấp không thể chịu được. Một lúc sau, ngã xuống bùn để lộ ra bộ ngực. Còn huyết cương lại không cần thở, hơn nữa trên huyết cương có một loại thể chất đặc thù. Cho nên, có thể ở trong bùn đất một thời gian dài mà không cần thở. Hai tay Diệp Phàm vỗ xung quanh bà ta trong bùn đất, dường như đám bùn đất này đều co lại ở phần eo của bà ta. Hơn nữa càng co lại càng chặt, bà ta liền cảm thấy khó thở, tấm khăn che mặt bị rách. Váy áo bị bùn đất trà sát cũng rách tan tành. Lộ ra bộ ngựa trắng như tuyết, áo ngực bị bùn đất làm cho biến dạng rồi cũng bị kéo vào bùn đất. Ngay lập tức cơ thể trần trụi bị phơi bày trong không khí. Ngươi, tên khốn nạn, bà ta khó thở, hơn nữa vì tức giận nên tiếng nói cũng kèm theo tiếng khóc nức nở. Từ trước đến giờ bà ta chưa bao giờ phải chịu nhục như vậy. Một nữ vương bá đạo thanh cao của không động thần cung. Nhưng... bùn đất đen bám đầy mặt cũng chẳng khác nào một phụ nữ đường phố. Xem ra, bà nói là một tên khốn nạn, nghe danh Diệp ca đến giờ bà mới biết. Diệp Phàm thản nhiên hừ lạnh một tiếng ngồi xổm xuống bên cạnh tay nâng cầm bà ta lên. Ngươi sẽ phải chịu sự trả thù tàn khốc của không động thần cung, lập tức thả bổn vương may ra còn cho ngươi một lời cầu xin. Bà ta nói sang sảng. Các hạ, đến giờ thành ra như vậy mà vẫn còn tư cách để đàm phán với tôi sao? Không động thần cung thì sao chứ? Đến lúc đó, bà hóa thành cho bụi thì ai mà biết được mà có cuộc chiến với tôi. Nhưng trước khi bà hóa thành cho bụi tôi cũng phải cho bà hưởng thụ một chút hương vị của đàn bà. Nghe nói mùi vị cũng khá lắm. Vẻ mặt của Diệp Phàm háo sắc, ngón tay xoa nhẹ lên mặt bà ta, giống như sờ một bông hoa vậy. Người có chết cũng không thực hiện được đâu. Bà ra rất cứng cỏi, mở miệng ra là nói đến tự sát. Bà có thể chết. Nhưng đến lúc đó tôi sẽ đem các xác bị lột sạch của bà ném ra đường cái để cho bản dân thiên hạ chiêm ngưỡng một nữ vương phong thái đến từ không động thần cung. Lúc đó, một lần nữa không động thần cung lại vang danh thiên hạ, phong thái A. Diệp Phàm mới là không sợ cười nói. Ngươi là tên ác ma, bà ra cắn răng mắng. Sư phụ, người không thể chết được, sư phụ, đúng lúc này có tiếng khóc của một người con gái vọng lại. Một lúc sau Sa Kim Linh lảo đảo chạy từ trong rừng ra. Họ Diệp kia, ngươi làm nhục ta đi,
ta cho ngươi làm nhục. Cầu xin ngươi buông tha cho sư phụ ta, ngươi muốn làm thế nào thì làm. Sa Kim Linh như bị điên cũng không sợ chết, lao đến quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm, nước mắt giàn giụa. Kim Linh, đừng có cầu xin tên súc sinh này, con đi mau đi, chuyện này không liên quan gì đến con cả. Bà ta gào lên thương đồ đệ, xem ra tình cảm thầy trò cũng khá lắm. Ôi, giống trong mơ quá. Diệp Phàm nhìn Sa Kim Linh sướt mướt mà trong lòng không khỏi nhói đau. Nhớ lấy, sau này đừng có đến gây chuyện với ta nữa. Nếu không lần sau Diệp Mỗ tuyệt đối sẽ không tốt bụng như vậy nữa đâu. Diệp Mỗ ta đánh bại bà, tuổi của ta còn nhỏ như vậy mà mạnh hơn bà. Bà phải nghĩ gì chứ? Diệp Phàm thở dài xoay người đi mất. Bà ta và Sa Kim Linh chỉ biết ngây ra nhìn vẻ ngang nhiên của Diệp Phàm. Huyết Cương buông tay nhưng cây thương luyện từ hồn mộc đã bị Huyết Cương cầm đi. Sa Kim Lân móc đất ra như điên cuồng, một lúc sau kéo được sư phụ ra. Sa Kim Linh cởi áo khoác cho sư phụ mặc, lúc này toàn thân sư phụ cô đã bị lạnh tím ngắt. Hai người quay về khách sạn thay quần áo. Hắn là tên quái nhân, bà ta thở dài. Quái nhân gì chứ, một kẻ điên thôi, Sa Kim Linh cắn răng nói. Ôi, sao Sa gia các con lại gặp phải một người như thế? Võ công của hắn thật là đáng sợ, đến sư phụ cũng bất lực. Hơn nữa hắn còn rất trẻ, bà ta nói. Sư phụ đứng tức giận, có lẽ hắn đã sớm có kế hoạch đối phó với chúng ta. Hơn nữa, trong cung cũng ta còn có nữ đế, nữ hoàng, còn có cung chủ, sợ gì chứ? Sa Kim Linh nói. Con gái ở Không Động Thần Cung được phân ra làm các cấp bậc, còn sư phụ của Sa Kim Linh chỉ là cấp nữ vương mà thôi, phía trên còn có nữ đế, nữ hoàng và một cung chủ thần bí. Chuyện này sư phụ thành ra như vậy tạm thời không thể giúp được Sa gia các con rồi. Các con tự dựa vào mình đi. Sư phụ về cung trước, hơn nữa họ Diệp kia không đơn giản đâu. Con nghĩ xem một người còn trẻ mà võ công tốt như vậy sư phụ của hắn thì sao chứ? Còn nữa, có phải hắn cũng đến từ một môn phái hay một gia tộc thần bí nào không? Các con phải nghĩ nhiều hơn một chút. Còn nữa, mấy trăm năm gần đây trong cung chúng ta đều bận bịu những chuyện lạ. Cho nên, tạm thời không có người ra mặt làm chỗ dựa cho các con được. Các con tự nghĩ cách đi. Về phần họ Diệp làm nhục ta, nhất định ta sẽ báo thù. Bà ta như thấy mình mất mát gì đó, dặn dò đệ tử rồi đi mất. Sư phụ, môn phái, gia tộc. Sư phụ đi rồi, Sa Kim Linh đâu khổ lẩm bẩm mấy câu. 10 giờ Diệp Phàm nhận được điện thoại gọi đến của Sa Hạo Thủy chỉ nói một câu, Sa gia đồng ý theo sự sắp xếp của cậu. Có phải tôi sắp xếp thế nào thì các ông sẽ làm như thế không? Diệp Phàm hừ lạnh nói, động tác võ thuật của các ông cũng đẹp mắt lắm, liên tiếp giở thủ đoạn tính tình của Diệp Mỗ thế nào cũng có lúc bùng nổ đấy. Chuyện này là chúng tôi sai, nhưng sau này sẽ không thế nữa. Tôi lấy danh nghĩa của tổ tiên Sa gia để thề. Từ nay về sau tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Diệp tiên sinh. Chuyện bên Lô gia cậu giúp chúng tôi giảng hòa là được rồi. Từ nay về sau, trên đời này hai nhà Lô, Sa sẽ không còn tranh chấp nữa. Âm thanh của Sa Hạo Thủy tràn đầy mất mát và bi thương. Diệp Phàm gọi điện cho Lô Bạch Vân và Lô Vĩ. Về chuyện này Diệp Phàm thực sự không tiện mở lời. Tôi chỉ muốn giúp hai nhà các ông giảng hòa. Diệp Phàm kiên trì nói. Xin trợ lý Diệp chỉ giáo tình thế tốt cho chúng tôi. Nếu dứt khoát ra tay từ nay về sau Sa gia sẽ không còn chỗ đứng nữa. Lão nhị Lô Đông Phong có chút bất mãn nói. Lạc đà gầy còn to hơn ngựa. Lần này chúng ta để cho hai anh em Sa Tân Thiên và Sa Tân Lý ngồi tù nhưng chuyện buôn bán củ Sa gia vẫn không sút kém. Sa gia chẳng qua chỉ mất mặt mà thôi. Hơn nữa, từ đó Sa gia cùng các ông lại lửa, nước bất xung. Diệp Phàm nói. Vậy thì sao, đội ngũ biết quốc thuật của Sa gia đang phải ngồi tù, mấy đi sự chống đỡ này. Sa gia coi như chúng vết thương lớn, không thể có thực lực đấu với Lô gia chúng tôi được. Vừa mới đánh Sa gia việc buôn bán của Lô gia chúng tôi cũng phát triển nhanh hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, cũng coi như hoàn thành viên mãn ý nguyện ngàn năm của tổ tiên. Lô Đông Phương nói. Các ông nhầm rồi, mấy người bị bắt của Sa gia kia chỉ là cao thủ trên danh nghĩa mà thôi. Diệp Phàm lắc đầu. Lẽ nào Sa gia còn cao thủ nữa, tôi không tin chút nào. Vì sao mấy trăm năm rồi bọn họ không xuất hiện, nếu thực sự Sa gia còn có cao thủ. Vậy Lô gia chúng tôi sớm đã bị đánh bại rồi. Lẽ nào Sa gia không muốn đánh bại chúng tôi, không thể nào. Lô Đông Phương hừ lạnh nói. Chương 3513, thái độ kỳ lạ của Lô gia. Đó là vì ông chưa nhìn thấy, chưa nghe Sa Kim Linh nói sao.
Diệp Phàm hừ lạnh nói, hắn cũng hơi tức giận về thái độ gây sự của Lô Đông Phương. Nghe nói, nhưng hình như mười mấy năm rồi chưa gặp cô ta. Thậm chí chúng tôi còn nghi ngờ cô ta chết hiểu rồi ấy chứ. Lô Bạch Vân nói, tuy không trực tiếp phản đối đề nghị của Diệp Phàm nhưng trong lòng cũng không tiếp thu. Chết hiểu, đó là suy nghĩ của các ông. Cô ta được mấy tuổi đã đi tìm một môn phái thần bí luyện công rồi. Bây giờ võ công còn đạt đến 8 đẳng. Hơn nữa Diệp Mỗ không nói một câu khách sáo nào đâu. 3 giờ sáng sư phụ của Kim Linh có đến tìm tôi. Diệp Mỗ còn đấu với bà ta một trận. Nghe nói sư phụ của Kim Linh chỉ ở mức trung bình trong môn phái thần bí kia. Diệp Phàm nói. Trung bình, rốt cuộc bà ta đạt đến cảnh giới gì rồi? Lô Đông Phương hỏi. Tiên thiên thời kỳ đầu, tôi đang nghĩ lần này may mắn là mục tiêu của bà ta là tôi chứ nếu là Lô gia các ông thì phải ứng phó thế nào đây? Nhất thời mấy người của Lô gia đều yên lặng. Ôi, không thể tưởng tượng được Sa gia còn có người đứng sau như vậy. Lô Bạch Vân thở dài. Cha, con nghĩ đề nghị của anh Diệp cũng là vì muốn tốt cho Lô gia chúng ta. Hay là chúng ta nghe theo sự sắp xếp của anh ấy đi. Tin là đại ca cũng không để cho Lô gia chúng ta chịu thiệt đâu. Lô Vĩ biết nếu không nghe theo sự sắp xếp của Lô gia thì chưa chắc sau này sẽ được Diệp Phàm ủng hộ, vậy thì Lô gia đúng là nguy rồi. Trợ lý Diệp, thái độ của Sa gia thế nào? Lô Bạch Vân hỏi. Bọn họ muốn hòa giải, hơn nữa còn đồng ý. Từ nay về sau sẽ bỏ đi ân oán giữa hai nhà. Đương nhiên, việc buôn bán vẫn phải theo lẽ cạnh tranh bình thường. Diệp Phàm nói. Chỉ sợ trước mặt thì họ như vậy nhưng sau lưng lại đâm cho một nhát. Lô Đông Phương nói. Đây là Sa Hạo thủy chủ của Sa gia đảm bảo với tôi. Diệp Phàm hừ nói. Nhưng trong chuyện này bọn họ không công bằng với Minh Châu, nếu không trừng trị gì thì chẳng phải Lô gia chúng tôi vô dụng sao? Lô Bạch Vân nói. Bọn họ sẽ cho Lô gia một ưu đãi. Ví dụ như, nhận lỗi trong trường hợp thích hợp. Còn về phần xử phạt hai anh em nhà Sa gia đương nhiên vẫn phải tiến hành. Chẳng qua là tính chất xử phạt có sự thay đổi mà thôi. Độ mạnh yếu cũng giảm đi không ít. Nếu không xử phạt thì đâu còn sự tôn nghiêm của pháp luật nữa đúng không? Diệp Phàm nói. Chuyện này quá lớn, chúng tôi phải thương lượng một chút rồi sẽ có câu trả lời thuyết phục cho cậu, thế nào? Lô Bạch Vân nói. Được, tôi cho các công 2 ngày suy nghĩ. Diệp Phàm nói. Vì sau 2 ngày đã đến giao ước với phái Hoa Sơn? Diệp Phàm phải đi núi Đại Tuyết Nhật Bản một chuyến. Chuyện Tuyết Nham Mộc rất quan trọng, vì nó liên quan đến Hồng Tà và Lệ Vô Nhai. Còn phải đi La Thất Bảo hỏi sư phụ xem loại cao thủ này là thế nào. Người của Lô ra đi rồi. Chuyện này liệu còn có phiền toái gì không? Tôi thấy ý kiến của người trong Lô gia bất hòa với nhau. Vương Triều nói. Chuyện lớn như vậy nhất thời bất hòa cũng là bình thường thôi. Nhưng tôi tin Lô Bạch Vân sẽ thuyết phục mọi người. Diệp Phàm nói. Chỉ mong có thế. Vương Triều nói. Nếu người của Lô gia không biết tốt xấu thì cứ bỏ họ đi là được. Nhưng, sau này bọn họ đừng có mơ tưởng đến một đầu ngón tay sự ủng hộ của Diệp Phàm tôi. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Ha ha, một vấn đề thể diện, xem Lô gia thực sự có cần thể diện nữa hay không. Sa gia cũng bị bất lực, anh xem, hứa hẹn lúc trước của bọn họ chính là dùng các loại thủ đoạn. Vương Triều cười nói. Ha ha, người mà, trước khi chưa tuyệt vọng đều muốn đấu tranh một chút. Diệp Phàm cười nói. Tên Bao Nghị này đến rồi. Vương Triều cười nói. Rửa mặt ở sân sau. Ôi! Tôi biết anh ta và Khương Quân đều rất thẳng thắn. Không nhịn được, nhưng chuyện này bọn họ làm là có phiền phức ngay. Diệp Phàm thở dài. Anh nói là cấp trên đã phê duyệt đơn từ chức của 2 người bọn họ. Vương Triều sửng sốt hỏi. Theo tôi có lẽ tỉnh ủy chưa chắc đã không biết tôi viết đơn từ chức, chẳng qua là nhất thời chưa tìm được một biện pháp xử lý mà thôi. Cho nên, bây giờ đã lâm vào cục diện bế tắc. Dù sao... Trong mắt họ tôi vẫn còn có tác dụng đối với tập đoàn Hoành không? Hơn nữa, người ngoài cho rằng tôi tâm phúc của Ninh Chí Hòa, ông ta vì thể diện cũng sẽ không để tôi từ chức đâu. Nếu như vậy sau này Ninh Chí Hòa có còn muốn ở tỉnh Thiên Vân nữa không? Còn nữ, có đồng chí nào dám đi theo ông ta nữa? Còn đối với Bao Nghị và Khương Quân, tỉnh ủy đã không giận như vậy. Diệp Phàm thở dài. Đúng vậy. Không thể xử lý anh nhưng vẫn phải xử lý 2 con tôm Thiên Vân này mới có thể lớn tiếng được. Chỉ bằng khuyên bảo Bao Nhị mau mang đơn từ chức về là được. Chẳng qua chỉ mất mặt một chút, còn đây là chuyện lớn. Vương Triều gật đầu nói.
không cần khuyên, tôi sẽ không lấy về đâu. Nếu sa thải thật tôi sẽ không làm, giới chuyên môn cho tôi làm tay sai đắc lực. Hình như giống với bọn Lý Cường. Bao Nghị kiên quyết nói. Ha ha ha, Bao Nghị ơi là Bao Nghị, thực ra cũng không có việc gì cả. Diệp Phàm vỗ vỗ vai Bao Nhị cười nói. Không làm quan thì chết hay sao? Ha ha, chỉ cần đi theo Diệp đại ca thì còn sợ gì nữa? Bao Nghị cười nói. Hơn nữa, dù sao bây giờ tôi được ăn lo thì không sợ phiền lụy. Tiểu tử cậu cũng nên giải quyết vấn đề cá nhân đi chứ. Vương Triều nói. Đồng chí Vương Triều, hình như anh còn lớn tuổi hơn tôi nhưng vẫn chưa giải quyết vấn đề cá nhân. Vẻ mặt như có được thắng lợi của Bao Nghị cười nói. Khụ khụ, chuyện này. Vương Triều sững sờ tròn mắt lên. Hai người ấy à, kế tám lạng, người nửa cân, tôi thấy mau đi tìm người đi. Có mục tiêu chứ? Diệp Phàm cười nói. Khì khì. Không ngờ hai đồng chí này lại cười. Vậy là tốt rồi, có khuôn mặt này là lộ chân tướng rồi. Diệp Phàm cười nói. Vì sao tôi lại nói Bao Nghị không cần lo lắng vì đồng chí Bao Nghị mới chỉ tạm thời giữ chức thôi? Chính là từ chức vụ này ở tỉnh Thiên Vân vẫn không bằng quay về bộ công tác đúng không? Hơn nữa, thời gian Vương Triều ở trong bộ cũng không ngắn đâu. Là có công mài sắt có này nên kim mà. Anh Diệp có dự định gì không? Bao Nghị nói. Vương Triều, cậu có dự định gì sao? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, trong bộ lâu cũng phải thay đổi không khí. Đến tỉnh đi một vòng cũng không tồi đúng không? Vương Triều cười nói. Nếu đến tỉnh vẫn phải tìm cơ hội. Giám đốc sở tỉnh thường là do đồng chí cấp phó tỉnh kiêm nhiệm. Phần lớn trong tỉnh thường là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật kiêm nhiệm. Cho nên, cơ hội ít thì không ít, bây giờ Vương Triều về tỉnh làm giám đốc công an cũng dễ thôi. Còn phó chủ tịch tỉnh thì hơi khó một chút. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Vương Triều nói. Đừng vội, chúng ta năng đi hỏi thăm tìm xem có cơ hội không. Diệp Phàm nói. Có lẽ... Lúc cục trưởng Vương đi tôi sẽ quay về bộ. Bao Nghị cười nói. Hai người vừa lúc thay đổi cho nhau. Diệp Phàm cười nói. Đúng rồi, cả nước có đến 30 chủ tịch tỉnh, cơ hội này không ít. Còn suy nghĩ của tôi, Vương cục có thể đến thành phố làm trong cục công an. Nếu như là kiêm luôn cả chủ nhiệm ủy ban chính trị và pháp luật thì chẳng phải là chủ tịch tỉnh rồi sao? Bao Nghị cười nói thêm. Đúng rồi, cơ hội như vậy không ít. Diệp Phàm cười nói. Buổi tối, trong phòng khách của Lô Gia có một người quan trọng nhất với gia tộc. Cơ hội tốt như vậy Diệp Phàm muốn bảo chúng ta buông tay, có phải đã có thương lượng gì với Sa Gia rồi không? Ta thấy người này không có ý tốt với chúng ta đâu. Lô Đông Phương bất mãn đầu tiên nói. Lợi ích ở trước mắt ai có thể có ý tốt chứ, vợ chồng còn có lúc đánh nhau, huynh đệ ruột còn đổ máy huống hồ một Diệp Phàm là người ngoài chứ. Lão tứ của Lô Gia Lô Húc Thăng nói. Không thể nói đại ca của tôi như vậy được, anh ta là người ngoài nhưng đối xử với Lô Gia chúng ta không tệ. Chuyện lần này nếu không có đại ca thì hậu quả sẽ là khôn lường. Có được mấy người đồng ý giúp nhà chúng ta như vậy. Nghe nói Sa Gia âm thầm phái cao thủ ám hại đại ca, nếu không phải đại ca có bản lĩnh thì sớm bị hại như hứa đại ca nói rồi. Đại có thể làm được như ngày hôm nay cũng giống như huynh đệ thân thiết rồi. Huống hồ sự lo lắng của hứa đại ca cũng có nguyên nhân. Không phải anh ta nói sư phụ của Sa Kim Linh rất lợi hại sao? Đại ca đã tiêu diệt một mối họa ngầm cho chúng ta. Lô Vĩ nói. Sa Kim Linh, đã mười mấy năm không gặp cô ta. Có trời mới biết có phải đại ca anh bịa ra người này hay không? Theo tài liệu trước kia của chúng ta, đến giờ cô ta chưa đầy 20 tuổi. Diệp Phàm lại nói cô ta đến 8 đẳng. Tốc độ luyện võ của cô ta quả là như bay. Hơn nữa, tôi nghi ngờ Diệp Phàm làm chuyện này là có mục đích. Rơi vào tay hắn, người này dã tâm không nhỏ. Lô Đông Phương hừ lạnh nói. Vậy thì có gì, so với đại ca tôi tốc độ luyện võ của cô ta chỉ như rác rưởi. Lô Vĩ bất mãn hừ nói. Tốc độ luyện công của trợ lý Diệp không thể dũng lẽ thường để suy đoán được, chỉ có thể mỗi người một suy nghĩ. Đấu với hắn căn bản là chúng ta không có đường sống. Vô Vân nói. Không phải chúng ta mà là đa số người học võ. Lô Vĩ hừ nói nhìn mọi người rồi nói tiếp. Lẽ nào mọi người không tin điều đại ca tôi nói là thật sao? Ta có hỏi anh ta phái kia tên là gì, anh ta bảo không thể nói chuyện này. Có gì mà không thể nói chứ? Lẽ nào một muôn phái còn sợ gặp người hay sao? V.
vậy thì ta thấy môn phái kia cũng chẳng hay ho gì. Lô Đông Phương hừ lạnh nói. Không thể nói như Phương Đông được, giống như Hoa Hạ chúng ta có những gia tộc hoặc môn phái không hề hướng ra ngoài. Bọn họ duy trì sự thần bí, đương nhiên nếu có người nào đuôi mù gọ phải thì chỉ còn đường chết. Tôi nghĩ, Diệp Phàm không có lý do gì lại lừa chúng ta một môn phái lớn như vậy. Như võ công của Sa Kim Linh chúng ta thử một lần không phải rõ ràng sao? Thực ra Lô Bạch Vân cũng bối rối, thực ra cũng không muốn hòa giải. Chỉ là ông ta cũng muốn nhìn rõ khả năng của Diệp Phàm. Không hòa giải thì đắc tội với người này. Vậy hậu quả sau này Lô Bạch Vân cũng có cái được và mất. Chương 3514, vừa thử đã xui xẻo. Thử thì thử rồi mới ra quyết định, ta muốn kiểm tra xem lời của Diệp Phàm là thật hay là gạt người. Lô Đông Phương nói đầy khí thế. Là cha đi phải không? Lô Bạch Vân hỏi. Nếu muốn thử cũng phải có người võ công tương đương với Sa Kim Linh đi mới được. Nếu không sự tấn công nãy có thể khiến chúng ta tự làm thương mình. Lô Đông Phương vẫn còn lo lắng. Cha, để con đi. Tuy võ công của con thấp hơn Sa Kim Linh, nhưng khả năng chạy trốn cũng rất giỏi mà phải không? Lô Vân nói. Chỉ bằng cứ đường đường chính chính thách đấu, để tìm hiểu kẻ đứng đầu như vậy nhiều nhất cũng chỉ bị đánh thương. Chắc là Sa Kim Linh sẽ không ra tay nặng. Hơn nữa có anh Diệp đến làm chứng. Lô Vĩ nói. Lão nhị, lão tứ hai người thì sao? Thử, nếu đúng như lời Diệp Phàm đã nói thì chứng minh rằng đằng sau Sa gia có một môn phái lớn ủng hộ. Diệp Phàm làm việc đó thực sự là vì Lô gia chúng ta. Nhưng tôi không đồng ý với cách đó. Nếu như thất bại thì nhà chúng ta lại mất mặt. Hơn nữa, Diệp Phàm làm nhân chúng chúng ta không tin tưởng hắn. Tôi thấy vẫn nên âm thầm để Lô Vân đi thử một phen. Như Lô Vân nói nếu không đánh bại được thì sẽ trốn đi. Lô Vân huấn luyện ở trong tập đoàn quân thứ hai lâu như vậy, khả năng chạy cũng khá lắm. Lô Đông Phương nói. Vậy thì chuyện này không thể để lộ ra là Lô gia chúng ta làm. Đương nhiên, nếu thử ra võ công của Sa Kim Linh là giả thì mọi người cũng không thể ra tay quá nặng được. Làm cho cô ta hết huy phong là được. Nếu không, Diệp Phàm sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Lô Bạch Vân nói. Hình như đêm rất dài nhưng thực ra cũng không dài lắm. Gần 10 giờ sáng hôm sau Diệp Phàm vẫn đang ngủ nướng. Đã lâu rồi hắn không có cơ hội được thoải mái như vậy. Bởi vì, tối hôm qua hắn còn phải nghiên cứu hạt trân châu có ảnh hưởng lạ lùng thế nào đến phong tượng của Thái Cực Thất Đạo. Nhưng, vẫn chưa đưa ra được kết quả nghiên cứu nào. Diệp Phàm biết hạt trân châu này chắc chắn không bình thường. Vì lúc bắt được nó từ trong phong giới ra. Rất có thể nó là giấy thông hành duy nhất để vào phong giới Thái Cực Thất Đạo. Chỉ là trước mắt vẫn chưa thể tìm ra bí quyết mà thôi. Đại ca, đại ca. Bên ngoài có tiếng của Lô Vĩ vọng vào kèm theo cả chút lo lắng. Lô Vĩ mở cửa trán lấm tấm đầy mồ hôi. Xem ra đi rất vội. Cậu không đi học đến đây gọi cái gì? Diệp Phàm tức giận hừ nói. Đại ca, đại ca, ca, chuyện này. Mặt Lô Vĩ đỏ bừng lên, ấp a ấp úng. Nói nhanh, tôi không có nhiều thời gian ở đấy nói chuyện với cậu đâu. Phiền quá đi mất, tôi còn phải ngủ bù nữa. Diệp Phàm hừ nói lườm Lô Vĩ một cái hỏi. Đúng rồi, có phải nhà cậu muốn hòa giải không? Cử cậu đặc biệt đến đây thông báo cho tôi một tiếng, cho nên cậu ngại ngùng đúng không? Thực ra, chuyện này quyền chủ động là ở nhà vậu, có đồng ý hòa giải hay không là chuyện của nhà cậu thôi. Nếu không muốn thì tôi nói khó với Sa gia mấy câu là được. Sau này hai nhà các cậu muốn làm thế nào thì làm. Lô Vĩ có phải như thế không? Bao Nghị và Vương Triều cùng nói. Hai người này rất sùng bái Diệp Phàm nhưng trong mắt Lô gia bọn họ chẳng là gì cả. Mà họ chỉ nể mặt Diệp Phàm thôi. Không phải thế, chuyện này, em còn chưa nói hết. Lô Vĩ đỏ mặt lên. Không nhìn, không nghe thì trước mắt lão gia phải chịu thiệt thôi. Bây giờ có phải là xui xẻo rồi không? Không tin Diệp Phàm nói Sa Kim Linh có tám đẳng. Các cậu cố tình không tin muốn đi thử. Lần này thử ra vấn đề đây, bây giờ còn muốn nhờ Diệp Phàm đi chùi mông cho. Tôi thấy, chuyện này Diệp Phàm để cho họ tự đi chùi đi. Cái người này nói toàn câu vô dụng, người ta cũng đâu có tín nhiệm anh. Bao Nghị có hơi tức, nói châm chọc, sắc mặt của Lô Vĩ trắng bệch đi một chút. Tôi cũng phản đối chuyện này, nhưng tôi ủng hộ hai thúc thúc. Hơn nữa suy cho cùng vẫn là thử một chút. Cảm tình của tôi và huynh về hai người này không giống nhau. Hơn nữa, tôi hiểu trong chuyện này cha tôi chưa chắc đã dao động.
Ông ấy không muốn bị mất mặt hơn nữa còn muốn thâu tóm Sa gia. Dù sao, có thể hoàn thành đại sự của tổ tông cũng khiến cho ông ấy càng thêm có uy tín của một gia chủ. Cho nên, cha tôi ngầm đồng ý. Không ngờ nhị thúc lại lo lắng, lại đi cùng Lô Vân. Còn mang theo một tôi tử có năm đẳng của Lô gia, trước kia huynh đã từng gặp anh ta tên là Lô Đinh là con của Lô Thế Dừng quản gia của nhà tôi. Mà hiện giờ Lô Vân mới đang ở giai đoạn đầu của thất đẳng. Nhị thúc của tôi võ công thất đẳng, hơn nữa còn có một người ngũ đẳng của Lô gia là Lô Đinh. Ba người họ mà liên kết thì Sa Kim Linh cô ta có bát đẳng cũng khó mà đối phó được. Hơn nữa, ngay cả đường lui của ba người bọn họ cũng rất tốt. Phát hiện ra tình huống không ổn là bọn họ bỏ trốn ngay. Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vẻ mặt của Lô Vĩ u ám. Có phải có một cô gái che mặt không? Diệp Phàm hừ nói. Đúng vậy, lúc đầu Sa Kim Linh đã cho bọn tôi một kế hoạch để có thể đuổi đi được. Hơn nữa, cũng không phát hiện ra cô gái che mặt nào cả. Sau đó dẫn đến một chỗ hẻo lánh rồi mới động thủ. Sa Kim Linh thật không đơn giản, một cô gái mà ba người Lô gia liên thủ đánh cũng khó phân thắng bại. Hơn nữa, ba người Lô Vân còn dần dần bị choáng váng. Họ biết không phải là đối thủ của Sa Kim Linh, cho nên ba người bọn họ dốc toàn lực chuẩn bị kế hoạch rút lui. Nhưng vừa mới chuyển thân thì phát hiện đụng phải bức tường bật trở về. Dù họ theo hướng nào cũng không thể thoát thân được mà đều bị đập về bên cạnh người Sa Kim Linh. Cuối cùng nhị thúc, Lô Vân, Lô Đinh phải chịu nhục. Họ bị Sa Kim Linh đùa giỡn đánh như đánh khỉ, ôi! Lô Vĩ nói với vẻ bối rối. Răng rơi đầy đất rồi. Vẻ mặt của Vương Triều vui như thấy người ta gặp tai họa. Đáng đời, mấy đại anh hùng Lô gia của chúng ta. Bao Nghị nói châm chọc. Ai cũng bị thương, có lẽ xương gãy cũng không ít. Sau khi ba người bị đánh mới phát hiện ra có một người che mặt đứng bên cạnh Sa Kim Linh. Võ công của người này rất đáng sợ, một tay có thể hất đổ tường. Lô Vĩ nói. Lạ thật, các cậu không phải là người nhà khác sao mà hiểu được. Bây giờ ba người bọn họ chắc vẫn trong tay Sa gia chứ? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, trong tay Sa gia, là Sa gia báo tin cho nhà tôi. Thực ra, lúc ba người bị bắt nhà tôi cũng hiểu ra rồi. Bởi vì cha tôi lo lắng cho nên đã chi một số tiền rất lớn mời một tên có danh tiếng trong thuật truy tung, nấp từ xa để quan sát. Bản lĩnh của người này không cao lắm nhưng chạy rất nhanh. Hơn nữa còn có khả năng thiên bẩm bề ẩn núp. Khả năng thiên bẩm của anh ta có thể làm cho hơi thở biến. Hơn nữa thị lực của người này rất tốt, có thể nghe thấy tiếng người xuyên qua phòng, cho nên dù là buổi tối anh ta cũng nhìn rất rõ. Cho nên, anh ta nấp ở xa quan sát, nhưng anh ta nói là chờ bọn họ đi rồi mới dám ra. Chỉ là hình như không cảm nhận được một chút gì từ người che mặt kia. Anh ta bay nhanh về báo tin mà mông vẫn bị người ta tát cho một cái, khiến cho đến giờ mông vẫn còn sưng lên. Anh ta cũng thật nhút nhát nói rằng đến giờ vẫn chưa gặp chuyện nào lạ như thế. Hơn nữa, nói xong đến tiền cũng không cần, cuối cùng cha tôi phải ký cho một tờ chi phiếu. Nhưng anh ta chỉ cần tiền mặt, có lẽ là sợ cái gì đó ở ngân hàng. Người này đúng là bị cái tát kia làm cho sợ hãi rồi. Lô Vĩ nói. Sa gia có điều kiện gì không? Diệp Phàm hỏi. Họ bảo chúng tôi dẫn người đi, nhưng sẽ không mang đi dễ dàng như vậy được. Trước kia Sa gia bị Lô gia làm nhục thì bây giờ phải trả lại. Cha tôi rất lo lắng. Lô Vĩ nói. Chuyện này rất nghiêm trọng, rất phiền phức rồi. Nếu Sa gia thực sự gây áp lực thì người nhà cậu không thoát khỏi phiền phức rồi. Đến lúc đó, các cậu không nghĩ được các cho Sa Tân Lý và Sa Tân Thiên ra tù. Tình hình cứ như vậy tiếp diễn các cậu sẽ bị hủy hoại. Các cậu bảo tôi phải làm gì mới tốt cho các cậu đây? Diệp Phàm có hơi tức giận. Tôi biết nhà tôi sai rồi, đại ca xin hãy nể tình tôi mà giúp một tay. Chuyện này không có anh ra mặt là không được, nếu không phải xử lý thế nào đây? Giang hồ có quy tắc của giang hồ, nếu như báo cảnh sát thì nhà tôi còn mất mặt hơn nữa. Và lại, sau này Lô gia làm sao còn đường làm ăn? Lỗ Vĩ căng thẳng. Lô lão đệ, các cậu không tin Diệp Phàm thì còn đến đây làm gì? Cậu bảo Diệp Phàm đi thì không mất mặt sao? Vốn là Sa gia cầu xin Diệp Phàm, bây giờ từng người một phải mở mồm cầu xin Sa gia thế nào đây? Sĩ diện này tự các cậu tìm cách giải quyết đi, cậu là con cháu Lô gia, cố hết sức là được rồi. Đừng có làm khó Diệp Phàm. Bao Nghị ở bên hừ nói. Đúng vậy, tự tìm lấy xui xẻo. Bây giờ tiến hành đàm phán Diệp Phàm sẽ khó nói.
nếu Sa gia yêu cầu trao đổi người thì phải làm sao? Chuyện đã thành thế này rồi thì cuối cùng sẽ là đổi người, Lô gia các cậu thiệt thòi lớn rồi. Hơn nữa, Diệp Phàm mà làm thì người không ra người ma không ra mà. Vương Triều nói, hay là các cậu đi thương lượng với Sa gia một chút xem bọn họ nói thế nào, Sa Hạo Thủy không sợ mất thể diện thì các cậu sợ gì? Diệp Phàm nói đương nhiên có mỉa mai Lô gia một chút. Nếu không người ta yêu cầu cậu đi chùi mông cho họ thì người đó cũng sẽ cho rằng cậu làm được thôi. Diệp Phàm không phải Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, chỉ là người làm hương khói cho bà ấy thôi. Buổi chiều Lô Vĩ lại tới. Sắc mặt rất khó coi. Mẹ kiếp, lần này Lô gia mất hết thể diện rồi. Lỗ Vĩ vừa ngồi xuống đã than thở. Chuyện này ngẫm ra cũng bình thường thôi. Diệp Phàm nói. Chương 3515, san bằng Lô gia các ngươi. Các anh đoán chúng rồi, có thể thả người trước tiên là để Sa Tân Lý và Sa Tân Thiên ra tù. Chuyện này nhà tôi không làm được, cũng đã từng nói rồi. Chuyện này kinh động đến cấp trên, bây giờ chưa thể cho người ra tù được, nhưng Sa gia nói đây là chuyện của nhà tôi. Bây giờ họ túm rất chặt, hơn nữa Sa Hạo Thủy giáp mặt cha tôi nói khiến cha tôi suýt nữa thì méo cả mũi. Lô Vĩ tức giận nói. Đây là các cậu cho họ túm bây giờ còn nói gì nữa? Bao Nghị hừ lạnh nói không nề hà gì mà lườm Lô Vĩ một cái. Bây giờ, chuyện này các cậu còn làm phức tạp hóa lên, Sa gia có cái để đàm phán còn các cậu lâm vào thế bị động. Tôi có chút lo lắng đấy, tôi cùng bọn họ đàm phán chuyện này bọn họ sẽ lên mặt không ít đâu. Bởi vì bọn họ biết quan hệ của tôi và gia đình cậu. Diệp Phàm nói, nhưng thái độ của chủ Lô gia thế nào? Ông ấy nói không còn mặt mũi đến gặp anh. Mà giao việc này cho tôi để anh toàn quyền xử lý. Anh xử lý thế nào Lô gia cũng không có ý kiến gì. Lô Vĩ nói. Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc đầu đừng có làm. Điều này nói lên Lô gia các cậu cũng chẳng tin tưởng gì Diệp Phàm. Vương Triều hừ lạnh nói. Thôi đi, chuyện này đã quan trọng vẫn là xem thái độ của Sa gia thế nào. Diệp Phàm khoát tay. Hay là đến Phi Vân các ngồi. Hình như lần này Sa gia muốn đàm phán hơn trước nhiều. Chủ Sa gia, chuyện lần trước tôi đã nói với Lô gia. Nhưng nói ra thì có phần dọa người khác, bọn họ không tin các cậu có thành tựu với quốc thuật. Cho nên, mới xảy ra chuyện này. Diệp Phàm nói. Ha ha, chuyện này, xem ra Diệp Phàm không tán thành rồi. Sa Hạo Thủy cười cười. Có duyên cũng là lẽ thường, chuyện ân oán hai nhà các ông không phải một, hai năm mà là hơn 1000 năm rồi. Hóa giải trong chốc lát đương nhiên là khó. Mượn tới các ông nếu không phải vì vụ án Minh Châu khó khăn thì dùng vài thủ đoạn cuối cùng các ông cũng phải gật đầu thôi. Lô gia cũng giống như các ông có cùng một suy nghĩ cũng là bình thường. Nhưng tôi nhớ rõ Sa gia có hứa hẹn với tôi, sau này lúc cần phải nghe theo lời Diệp Mỗ. Vẻ mặt của Diệp Phàm trở nên nghiêm túc. Ha ha, đó là được thiết lập trong đàm phán giữa chúng ta. Còn Lô gia đã thừa nhận trụ cột của Sa gia chúng tôi rồi. Nhưng hình như việc này vẫn chưa có được thành công. Hơn nữa, còn xảy ra chuyện không may. Không phải là Sa Mỗ bội hứa, chuyện này trợ lý Diệp cũng hiểu mà. Hơn nữa, chuyện là do Lô gia tự chuốc lấy. Bây giờ Sa Hạo Thủy lại muốn không giữ lời. Tôi nhớ là hôm qua ông không nói như thế, hơn nữa, ông lấy danh nghĩa của tổ tiên ra để thề thốt. Xem ra, lời thề này từ miệng của chủ Sa gia cũng chỉ như ăn miếng đậu ngọt mà thôi. Diệp Phàm nói châm chọc. Hơn nữa, còn lấy cả danh nghĩa của tổ tiên cơ đấy. Vậy từ lúc nào mà tổ tiên của Sa gia lại không nghiêm túc như thế? Trợ lý Diệp, về phần lời thề gia chủ đã nói rồi. Là Lô gia phá hỏng quy tắc trước, hơn nữa, trợ lý Diệp cũng không thể nói hoàn toàn về chuyện này được. Chuyện bội ước này là Diệp trợ lý làm trước, hơn nữa, chuyện này cậu vẫn chưa hoàn thành. Gia chủ đã lập lời thề, tại sao phản bội thì cũng có nguyên nhân của nó. Sa Lâm ông ta cũng ra mặt. Nhưng ban đầu trợ lý Diệp nói thì hay lắm, tôi còn tưởng cậu thực sự muốn hòa giải cho hai nhà chúng tôi. Lúc trước chúng tôi đã từng nói, trước kia đã có người ra mặt hòa giải mấy lần mà không thành công. Trợ lý Diệp còn không tin, điều kiện cậu đưa ra chúng tôi đều đáp ứng. Nhưng chuyện thì sao chứ? Nếu trợ lý Diệp lúc trước không quả quyết thì đừng có làm đúng không? Sa Đông Đình cười lạnh nói. Chuyện này không phải không thành chẳng qua vẫn còn đang thương lượng mà thôi. Hơn nữa, lúc mà chủ Sa gia thề thì cũng không nói là chuyện này làm xong lời thề mới có hiệu lực. Đây là sự đồng ý của chủ Sa gia với Diệp Mỗ.
Hơn nữa, Diệp Mỗ sẽ làm hết sức, bây giờ không phải là đang xử lý chuyện của hai nhà các ông hay sao? Yêu cầu phù hợp thì các ông có thể nói mà, đầu tiên là các ông vẫn luôn chỉ trích tôi đúng. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Nói dễ nghe hơn hát đấy nhỉ, cậu không hoàn thành công việc dựa vào cái gì mà bảo tôi thực hiện điều hứa với cậu. Đến một chuyện nhỏ mà cũng không hoàn thành được. Thái độ của Sa Lâm mạnh mẽ hơn. Chuyện này không liên quan đến trợ lý Diệp, đây chỉ là hành vi cá nhân của ba người Lô Đông Phương. Về chuyện này Lô gia chúng tôi đến đàm phán với sự thành tâm. Nhưng Sa gia các ông lại đưa ta ra điều kiện khiến chúng tôi không thể làm được. Còn trợ lý Diệp cũng vì lòng tốt mà đến. Nếu không, anh ấy để ý đến chuyện này làm gì? Lô Vĩ không nhịn được liền nói. Anh ta để ý đến chuyện này làm gì? Trong lòng anh ta rõ nhất, người thiên hạ nói chuyện thiên hạ không vì lợi thì có được mấy người chứ? Sa Hạo Thủy hừ lạnh nói. Được rồi, nói ít thôi. Chủ Sa gia các ông muốn thế nào mới giải quyết chuyện này đây? Diệp Phàm tức giận bá đạo khoát tay nói. Rất đơn giản, người của Lô gia phải ra mặt giải thích cho Sa gia chúng tôi rõ về chuyện này. Chỉ thả Tân Lý và Tân Thiên gia mà bao gồm tất cả chúng tôi thì chúng tôi sẽ thả ba người nhà Lô Phương Đông. Sa Hạo Thủy nói. Vậy có phải theo ân oán hai nhà các ông không? Diệp Phàm hỏi. Đó còn phải xem thế nào đã, nếu có bản lĩnh thì không ai phản đối. Là Thành Châu Thủy có Lô gia hay có Sa gia chúng tôi đi xem là được. Thực ra, trợ lý Diệp tôi hy vọng anh đừng xen vào chuyện của hai nhà chúng tôi nữa. Lời nói không đúng, anh muốn khống chế hai nhà chúng tôi đó chẳng khác nào người nói mê. Sa Hạo Thủy nói với thái độ ương ngạnh. Láo xược. Diệp Phàm vỗ bàn đứng lên. Họ Phàm kia anh muốn làm gì? Tất cả người của Sa gia đều đứng lên nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Nếu không đồng ý thì không cần nói chuyện nữa. Diệp Phàm nói xong, quay sang nói với Vương Triều. Truyền chỉ thị cho đồng chí Hạ Hải Vĩ, sáng mai kết án. Sau khi kết án tôi yêu cầu Ủy ban Kỷ luật tỉnh lập tức báo cáo lên trên. Họ Diệp kia, ngươi dám, nực cười lẽ nào ngươi thực sự muốn từ bỏ ba người Lô gia kia sao? Sa Hạo Thủy chỉ vào Diệp Phàm nói. Lẽ nào đối xử với ba người họ thế sao? Ba người họ tìm các người bình thường thôi. Ba người họ chọn chuyện này có theo pháp luật, Sa gia các công tự giam người là hành vi trái pháp luật. Từ khi nào mà Sa gia các người thành cục công an thế? Diệp Phàm tôi không khách sáo, nếu các người dám hạ thủ ba người đó, Diệp Phàm tôi sẽ san bằng Sa gia các người ở Thủy Châu này. Không tin thì cứ thử một lần xem. Diệp Phàm nói chuyện rất cứng rắn, hai mắt sáng bừng nhìn vào Sa Hạo Thủy. San bằng Sa gia, họ Diệp kia ngươi quá ngông cuồng đấy. Có bản lĩnh thì cứ thử xem. Sa gia ta ở Thủy Châu sừng sững ngàn năm, làm gì có người nào dám to mồm như ngươi. Sa Kim Linh suýt nữa thì không kìm nổi. Hắn có bản lĩnh hay không đến lượt một con nhỏ như cô bình luận sao? Một đứa trẻ con hôi miệng sữa mà kêu gào cái gì, đúng là không biết quy củ gì cả. Lúc này, Hồng Tà ngồi bên cạnh Diệp Phàm để nhẹ chén trà lên mặt bàn. Lão già này, tuy Kim Linh chưa đến 20 tuổi nhưng nó đã trưởng thành như bông hoa đã nở vậy. Là ông, tôi thất nhanh mà đi tìm quan tài đi, nếu không biết quý trọng thì ở đây làm nhảm làm gì. Nếu như ông xông ra thì trước hết phải để bổn vương cho ông một cái tát giáo huấn đã thế nào. Người đàn bà che mặt tát một cái về phía Hồng Tà. Hơn nữa, Diệp Phàm còn phát hiện có hai người che mặt ngồi sau Sa Kim Linh. Lộ ra một chỗ dựa vững chắc, hơn nữa người này chắc chắn là giỏi hơn người trước. Nếu không bà ta đã biết võ công của mình cao hơn thì cũng sẽ không thể ngông cuồng như vậy được. Chuyện này, chẳng trách Sa gia lại kiêu ngạo như vậy. Bà già thối, tưởng là ở Không Động Thần Cung thì có thể vênh váo sao. Hồng Tà ta lúc tung hoàng giang hồ thì mẹ bà còn đang mặc quần yếm đấy. Hồng Tà giận đứng lên đạp một cái về phía sư phụ của Sa Kim Linh. Ầm một tiếng vang giòn. Bà ta bị Hồng Tà đá cho một cái xuyên thấu vách tường dáng đi lảo đảo như uống rượu. Mau mà lúc này không ai đến đỡ nếu không cũng sẽ bị đập nát. Còn người phụ nữ che mặt khác vừa nhìn thấy đã biết sự lợi hại của Hồng Tà định ra tay với ông ta nhưng Diệp Phàm đâu có để bà ta như ý. Hai người cùng một trường đối nhau. Sức mạnh chắc là rất lớn nhưng sau khi Diệp Phàm đánh một trường đó bà ta phải lui lại ba bước rồi mới ổn định được lại. Đó là vì cảnh giới của hai người giống nhau. Diệp Phàm còn có 9 đan điền khác, hơn nữa, gần đây nội khí trong đan điền rất dồi dào còn chưa có chỗ mà điều tiết. Diệp Phàm cũng không để bà ta toại nguyện,
Hồng Tà ở bên kia đang điên cuồng đánh nhau với sư phụ của Sa Kim Linh. Còn nội khí của Diệp Phàm bên này phát ra khiến cho tất cả những người trong phòng biến sắc. Tất cả người của Sa gia bất động nhưng cũng không đối đầu với Vương Triều và Lô Vĩ. Bị khống chế gắt gao, tuy Sa Kim Linh có võ công 8 đẳng nhưng võ công của Vương Triều cũng rất cao. Bốp, bốp, bốp. Tiếng tát liên tiếp, cái khăn của người đàn bà che mặt đã bị Diệp Phàm đánh cho bay đi. Cả người bị Diệp Phàm đánh cho đập liên tiếp vào vách tường. Bức tường trang hoàng lộng lẫy sớm đã bị vỡ tan tành. Miệng bà ta chảy máu, tay muốn lấy binh khí ra nhưng bị Diệp Phàm ngăn lại không cho bà ta cơ hội. Gần 2 phút đồng hồ trôi qua, hai người đàn bà chống cự cho Sa gia bị đánh ngã không còn sức chống cự. Đây là Diệp đại nhân còn nhân từ, nếu không hai người đó sớm đã bỏ mạng rồi. Vương Triều lấy ra tờ giấy chứng nhận bắt người mà trước đó Diệp Phàm đã làm. Sa Đình Đông không biết võ, cũng không ai để ý đến ông ta. Nhưng sắc mặt của ông ta đã trắng như tờ giấy. Ông ta không ngờ hai cao thủ như núi dựa của Sa gia cũng không phải đối thủ của Diệp Phàm. Có một sự hối hận đang nhẹ nhẹ vây quanh những người nhà Sa gia. Chương 3516, Đại Thu Hoạch. 10 giờ sáng mai, nếu không thả ba người Lô Đông Phương ra tôi sẽ lập tức kết án, hơn nữa lập tức đăng báo. Đây là thông điệp cuối cùng đối với nhà họ Sa các người. Nếu muốn chơi võ công thì Diệp Mỗ bất cứ khi nào cũng có thể tiếp đón. Hơn nữa, mặc dù các người không thả Lô Đông Phương, nhưng chúng tôi có chứng cứ chứng minh các người bắt giữ người. Cho nên, 10 giờ sáng mai, nếu không nhìn thấy Lô Đông Phương, đến lúc đó đến bắt người thì các người đừng trách Diệp Phàm tôi vô tình. Còn về phía ba người Lô Đông Phương nên bị trừng phạt thế nào thì hãy để pháp luật trừng trị. Nhà họ Sa không có quyền làm thay luật pháp, Diệp Phàm tôi từ trước tới nay luôn xử lý công bằng. Nếu người còn có ảo tưởng là có thể không chấp hành, tất cả tổn thất ở đây nhà họ Sa các người bồi thường, bởi vì là do các người khơi mào trước. Diệp Phàm thô lỗ nói. Vương Triều sau khi đem Sa Đông Đình đến bên ngoài giao cho chủ Phi Vân Các rồi mới đi. Không lâu sau, Lý Cường gọi điện thoại tới, nói là hai cô gái che mặt đã rời khỏi nhà họ Sa rồi. Không lẽ là đi gọi viện binh, việc này không thể không đề phòng. Vương Triều nói, Phí Thanh Sơn vừa rồi cũng vừa tới, vì muốn đi Nhật Bản, Phí Thanh Sơn quyết định đi cùng. Không nhất định, nếu như là viện binh thì gọi điện thoại về là được rồi, cần gì phải có hai người đi. Tôi thấy việc này có chút kỳ lạ. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Không động thần cung không ít cao thủ, thoải mái xuất hiện hai người. Phí Thanh Sơn nói. Cũng không nhất định, biết đâu là chỉ vài người này. Chẳng qua là xuất hiện đúng lúc, nhưng sau khi đánh nhau với nhà họ Sa này xong, tôi cảm thấy bọn họ vẫn còn vẻ kiêu ngạo tư bản. Đánh khá, nhưng cô gái kia có lẽ chỉ mới có thân thủ tiên thiên sơ kỳ, chơi không đẹp. Hồng Tà hơi buồn bực xoa xoa nắm tay, tỏ vẻ đánh còn chưa đủ. Ừ, người đó thật ra là tiên thiên đại viên mãn rồi. Nhưng cô ta không may gặp phải Diệp Phàm, nếu trận đấu này với Không Động Thần Cung kết thúc, một bang phái phụ nữ thần bí như vậy chúng ta cũng phải đề phòng một chút. Quang minh chính đại thì chúng ta không sợ, chỉ sợ các nàng âm thầm hạ thủ. Phí Thanh Sơn nói, họ không tìm tôi thì tôi cũng tìm họ, nhưng tôi tin rằng những cô gái đó đều kiêu ngạo. Chắc là sẽ không nhằm vào người nhà của chúng ta, giống như chúng ta xem nhẹ việc đấu với người thường vậy. Hơn nữa, còn có quốc gia, Không Động Thần Cung dù thần bí nhưng nó vẫn còn ở trong lãnh thổ đất nước Trung Quốc. Nhưng phiền phức nhất chính là nếu họ đã đạt tới bán niệm khí thì hiện giờ chỉ có Dương Sư Huynh có thể chống lại. Diệp Phàm cau mày. Điều này cũng không hẳn, cao thủ bán niệm khí ở trong môn phái giống như bảo bối, chắc là sẽ không dễ dàng lộ người. Chúng ta vẫn là nắm chắc đi Đại Tuyết Sơn một chuyến, một khi Tuyết Vô Nham đưa Lệ Vô Nhai trở về thì võ công cũng lên theo. Nếu ba người tiên thiên đại viên mãn chúng ta cùng đánh thì chưa chắc là không thể không thắng được một người bán niệm khí. Lão già Hồng Tà này ngược lại tỏ ra vô cùng khí phách. Cũng có lý, cao thủ bán niệm khí thông thường đều phải khi môn phái gặp chuyện lớn nguy hiểm đến sự tồn tại của phái mới xuất hiện. Nói cách khác nếu tùy tiện xuất hiện lại làm cho người ta chết hay bị thương thì không phải môn phái gặp phiền phức rồi sao? Vương Triều nói, đi đến đâu tính đến đó, họ muốn động thủ thì cũng có điều phải kiêng dè. Chúng ta cũng không phải dễ chọc vào. Chuyện ngày hôm nay chính là khắc họa lại. Diệp Phàm khoát tay áo. Không hiểu ngày mai nhà họ Sa sẽ làm như thế nào. Vương Triều lắp bắp nói. Tôi cho rằng bọn họ không thể không phục. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Các cô ấy đều đi rồi, tại sao không ở lại nghỉ ngơi một đêm?
thương lượng một chút xem nên phải làm sao bây giờ. Sa Lâm lầm bầm, giận dữ nói. Việc này còn có thể làm gì nữa? Chẳng lẽ còn có thể đánh lại Diệp Phàm sao? Người thanh niên này thật là đáng sợ, tôi thật sự không nhận ra. Bộ dạng của Sa Đông Đình có chút suy sụp. Ừ, lão già bên cạnh hắn có thể dễ dàng giải quyết được sư phụ cao thủ tiên thiên của Kim Linh là. Người ta còn có vẻ như không sử dụng toàn lực, giống như đang đùa giỡn. Chuyện ngày hôm nay coi như là Diệp Phàm đã có chừng mực rồi. Nếu không, cả nhà chúng ta đã phải ở bệnh viện rồi. Sa Hạo Thủy dường như mất hết nhuệ khí. Hắn là một tên cán bộ thôi, dù sao cũng có thể hiểu luật. Sa Đông Đình nói. Nhưng dù thế nào không động thần cung cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Đến lúc đó, tất có trò hay để xem. Diệp Phàm dù lợi hại cũng có thể chống lại được toàn bộ không động thần cung sao. Sa Lâm trở nên hưng phấn lên, nhìn Kim Linh một cái, nói, thần cung các cháu rốt cuộc có bao nhiêu người, cái này không tính là bí mật chứ. Bình thường vào cháu chỉ thấy có mấy chục người. Hơn nữa, hầu như là làm việc vặt như là nhũ mẫu, làm cơm, quét rác. Còn về cao thủ thì cháu cũng không rõ lắm. Hơn nữa, phạm vi sinh hoạt của chúng cháu cũng không lớn. Về cơ bản chỉ sống cùng với sư phụ. Đôi khi sư phụ đi ra ngoài, cháu cũng đi ra ngoài để đi du ngoạn. Sau lần này trở về sẽ kế nghiệp là nữ đế trong cung. Công lực của bà ta cao hơn nhiều so với sư phụ của cháu. Nhưng không ngờ bà ta cũng không thể đánh được Diệp Phàm. Họ Diệp này cũng không biết là lợi hại đến mức nào. Nhà họ Sa chúng ta gặp phải hắn coi như là gặp phải kẻ thù tám đời rồi. Nhưng cháu tin trong cung vẫn có cao thủ lợi hại hơn. Bởi vì, không động thần cung là phân theo cấp bậc. Bên dưới có thần nữ, bên trên có nữ vương, trên nữa thì có nữ đế, bên trên nữ đế còn có nữ hoàng. Cuối cùng mới đến cung chủ, Sa Kim Linh có vẻ cũng không hiểu được bao nhiêu tình hình. Giống như là nữ hoàng đế ở trong thiên hạ, Sa Đông Đình hừ lạnh một tiếng. Việc này nghe nói thật sự còn liên quan đến nữ hoàng, nghe nói người sáng lập ra không động thần cung có quan hệ với hoàng đế trước kia. Nghe nói là công chúa trong triều. Sa Kim Linh vẻ mặt thần bí. Công chúa, xem ra là muốn làm vua nhưng không thành nên chạy đến đây tự thành lập môn phái làm vua võ lâm. Đáng tiếc là không động thần cung quy mô quá nhỏ, chúng quy không ra trò chống gì, cuối cùng chỉ có thể xưng hoàng đế trên núi. Đơn giản chỉ là một đám đàn bà con gái cuồng vọng mà thôi. Sa Đông Đình châm chọc nói. Chú không thể nói như vậy, đây là quy tắc từ 2000 năm trước. Nhà chúng ta bây giờ vẫn cần dựa vào họ. Những lời này mà đến tai họ thì không xong rồi. Sa Kim Linh nổi giận. Dựa, ta thấy cũng không dựa được bao nhiêu. Nhưng lời này chúng ta chỉ có thể coi như là nói chuyện vui thôi. Sa Đông Đình nói. 3 giờ sau cũng chính là 11 giờ đêm, Lý Cường báo là người của nhà họ Sa đến. Diệp Phàm gọi họ vào. Trợ lý Diệp, 3 người Lô Đông Phương chúng tôi mang đến rồi, giao cho anh. Sa Hạo Thủy đích thân đến. Như vậy mới đúng. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng. Tôi nghĩ sẽ thực hiện lời hứa ban đầu. Sa Hạo Thủy đỏ mặt nói. Lời hứa của anh, tôi không thể tin được. Diệp Phàm hừ nói hơn nữa, cũng không cần thiết nữa. Diệp Mỗ không thiếu nhà họ Sa các người. Hơn nữa, các người không coi tôi ra gì. Diệp Mỗ không có dã tâm mà các người nghĩ tới. Diệp Mỗ là một quan chức, ước mơ chỉ là vì hạnh phúc của muôn dân chăm họ. Tôi đơn giản là muốn cho các người mượn một chút tiền tài quyền thế để làm chút chiến tích thôi. Các người nghĩ sai rồi. Tôi biết trợ lý Diệp rất thất vọng với chúng tôi, nhưng cũng xin trợ lý Diệp đứng ở vị trí của nhà họ Sa chúng tôi mà xem xét. Một gia tộc có lịch sử hào khí từ xa xưa, phàm có cơ hội để trở mình thì chúng tôi sẽ không muốn bỏ qua. Tuy rằng trợ lý Diệp bây giờ không thể nào tin chúng tôi, cũng không nhận lời hứa của chúng tôi. Nhưng tôi cho rằng chúng ta vẫn có thể hợp tác. Sa Hạo Thủy tỏ vẻ khá thành thật. Hợp tác, tôi tạm thời không có hứng thú, vì các người đã làm cho tôi rất thất vọng, nhưng tôi biết các người muốn nói chuyện ngày mai. Nếu việc này nhà họ Lô cũng có sai, tôi sẽ xử lý vụ án này trong khuôn khổ cho phép của pháp luật. Chỉ là trước mắt bạn của tôi ở quần đảo Duy Cơ Tư đang đầu tư 2 trạm phát điện. Cần số vốn 10 mấy triệu, Diệp Phàm đương nhiên cũng nói ra hóa đơn phạt. Chúng tôi đồng ý đầu tư 1 trạm. Tiền vốn chỉ cần ở trong phạm vi 8 triệu thì chúng tôi có thể đồng ý. Nếu bạn của trợ lý Diệp đồng ý thì ngày mai có thể phái người tới đây bàn bạc cụ thể một chút, tranh thủ đi đảo Duy Cơ Tư khảo sát. Sa Hạo Thủy nói. Nhưng tôi phải nói rõ, tốc độ hồi vốn của trạm phát điện này tương đối chậm.
Đến lúc đó các người đừng nói là Diệp Phàm tôi lừa đảo là được. Diệp Phàm hừ nói. Tôi tin trợ lý Diệp không phải người như vậy, Sa Mỗ tin tưởng vào ánh mắt của mình. Hồn vốn chậm cũng là chuyện bình thường, cuối cùng cũng sẽ hồi được. Sa Hạo Thủy nói, trong lòng tức đến phun máu. Tên này căn bản coi Diệp Phàm là hạng người xảo trá. Nhưng chủ yếu là cũng không có cách nào khác để giúp cho Sa Tân Thiên và Sa Tân Lý sớm thoát khỏi tình trạng hiện giờ. Hơn nữa, sau khi bị Diệp Phàm đánh cho một trận, Sa Hạo Thủy cũng muốn dùng cách này để hóa giải một chút bất mãn trong lòng Diệp Phàm. Vật thì tốt, chuyện này đã quyết định như vậy rồi. Diệp Phàm nói, bưng trà tiễn khách. Nhà họ Sa đầu tư 8 triệu, nhà họ Lộ bỏ hơn 10 triệu để đầu tư xây dựng Duy Cơ Tư. Hơn nữa, 2 triệu coi như là vốn đầu tư chúng tôi tặng. Ví dụ như trên phương diện giao thông công cộng, 2 triệu này ủy ban quản lý Duy Cơ Tư sẽ xử lý như thế nào? Nhìn thấy ba người Lô Đông Phương bị thương rất nặng, vài chỗ bị gãy xương. Nhưng cũng coi như là kết quả tốt nhất rồi. Hơn nữa, cũng là để xoa dịu mối quan hệ với Diệp Phàm, nên Lô Bạch Vân lập tức bỏ ra một số tiền lớn để thể hiện một chút. Đối với thái độ thỏa đáng của Lô Bạch Vân, tất cả những người khác trong nhà họ Lô đều tỏ thái độ đồng ý. Người nhà họ Sa thể hiện rồi, cho nên, xử lý chuyện này có lẽ sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Điểm này tôi còn phải làm rõ nội tình với chủ nhân của cậu. Để tránh đến lúc đó trong lòng cậu cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên, đối với chuyện Duy Cơ Tư, phía bên kia cũng sẽ hồi vốn cho mọi người một cách thỏa đáng. Không cần phải lo lắng toàn bộ số tiền bị trôi nổi. Hơn nữa, Duy Cơ Tư rất tự nhiên, triển vọng phát triển sau này tuyệt đối rất tốt. Đương nhiên, chuyện này cần thời gian, tạm thời mà nói thì bây giờ các người sẽ phải chịu chút vất vả. Diệp Phàm nói thẳng thắn. Việc này trợ lý Diệp nói phải làm như thế nào thì cứ làm như vậy đi. Nhà họ Lô chúng tôi cũng nên nhận một bài học kinh nghiệm. Có lẽ sau chuyện này hai nhà chúng tôi sẽ đều ngồi xuống mà từ từ suy ngẫm lại. Lô Bạch Vân nói. Chương 3517, kết quả như vậy. Vậy là tốt rồi, đương nhiên, đây là chuyện của hai nhà mọi người, tôi cũng không muốn can thiệp vào. Diệp Phàm nói. Dưới sự thao túng của Diệp Lão Đại Vương Triều và Hạ Hải Vĩ, tính chất xử lý về việc Sa Tân Lý hoàn toàn thay đổi. Từ ám sát Diệp Lão Đại biến thành làm việc thái quá. Có lẽ Sa Tân Lý sẽ bị kết án trên dưới nửa năm. Nếu Sa Tân Lý biểu hiện tốt thì có lẽ 3 tháng là có thể được ra, đây dĩ nhiên là sự trừng phạt của Diệp Lão Đại đối với cậu ta. Còn về chuyện Sa Tân Thiên hối lộ và cấu kết với Hứa Lâm hãm hại Lô Minh Châu, chuyện này Ủy ban Kỷ luật Quốc gia rất chú ý nên không thể nào châm trước được. Nhưng về mặt kinh ngạch thì bị Diệp Phàm giảm xuống không ít. Có lẽ là phải ở tù 1 năm. Nhà họ Sa vẫn tương đối vừa lòng với kết quả này. Cho nên, buổi chiều ngày hôm sau liền phái người đến làm việc với người mà Diệp Phàm chỉ định để đàm phán về chuyện đầu tư vào Duy Cơ Tư. Mà Tiêu Sắt Nhất và Tiêu Dương Thiên của phái Hoa Sơn cũng đã tới. Thêm Hồng Tà, Phí Thanh Sơn, cùng với Bao Nghị, 6 người đi Đại Tuyết Sơn của Nhật Bản. Vương Triều phải xử lý chuyện bên này nên sẽ không đi. Đại Tuyết Sơn ở huyện Cương Thôn Nhật Bản, Bao Nghị và Lý Cường đi trước 1 ngày. Đương nhiên, cái gọi là Đại Tuyết Sơn cũng không chỉ tên của núi Phú Sĩ. Tên của núi này chưa từng có trong sách vở. Chẳng qua là vì độ cao của núi vẫn có thể đi được, hơn nữa còn có tuyết nên người dân huyện Cương Tôn gọi là Đại Tuyết Sơn. Đám người Diệp Phàm đi vào, Bao Nghị chớp mắt đã thuê một khách sạn nhỏ ít người biết. Tiêu trưởng lão, trước kia người vẫn luôn không muốn nói về chuyện Đại Tuyết Sơn, luôn từ chối là có thời cơ sẽ nói. Bây giờ có lẽ là đúng lúc rồi chứ. Diệp Phàm sau khi ngồi xuống liền hỏi. Diệp Phàm cũng hiểu, Tiêu Dương Thiên có băn khoăn, sợ là sau khi mình biết rõ tình hình Đại Tuyết Sơn sẽ bỏ lại hai người họ tự làm một mình. Vậy thì chuyện gỗ tuyết nham sẽ không thể tự giải quyết được. Đại Tuyết Sơn không có danh tiếng, nghe nói trước kia núi này rất cao. Nhưng sau đó địa chất thay đổi khiến Đại Tuyết Sơn bị vùi lấp. Cho nên căn bản là không thể so được với núi Phú Sĩ. Nhưng dãy núi Đại Tuyết Sơn cũng khá dài. Gần 200 km. Đi thẳng tới bờ biển mà trên đỉnh núi vẫn có tuyết. Nhưng khí hậu của sườn núi so với nhiệt độ ở đỉnh núi cũng không tệ lắm. Cho nên, sườn núi có nhiều cây xanh. Ở thời cổ đại các môn phái ở Đại Tuyết Sơn không phải là ít. Ví dụ như, phái Ngưu Hạ Quyền của Nhật Bản với việc sử dụng đại đông lưu hợp khí nổi tiếng. Phái này khác với nhu thuật của các phái khác, thêm nữa là tiếp cận với quyền của Trung Quốc chúng ta, bọn họ nhấn mạnh việc lấy nhu thắng cương. Dùng sự khéo léo để chiến thắng.
Người lấy Đại Đông Lưu làm cơ sở để hấp thu ưu điểm của các môn phái khác, sáng lập ra hợp khí nhu thuật, sau đó đổi tên thành hợp khí đạo. Tiêu Dương Thiên nói. Nói như vậy thì có lẽ gỗ tuyết nham có liên quan đến hợp khí đạo. Diệp Phàm hỏi. Gỗ tuyết nham khá có tiếng tăm ở trong môn phái ở Đại Tuyết Sơn, chỉ là ở xã hội hiện đại thì không có ai hiểu được. Ngày xưa nghe nói vì gỗ tuyết nham mà các đại môn phái ở Nhật Bản thường xuyên huyết đấu không ngừng. Vì tranh giành nguồn tài nguyên gỗ tuyết nham, các môn phái này thường hãm hại lẫn nhau. Còn sau khi gia nhập vào xã hội hiện đại, quyền thuật hợp khí đạo chuyển thành một môn phái gọi là đường thủ đạo, Tiêu Dương Thiên nói. Đường thủ đạo, chẳng lẽ loại quyền pháp này đến từ thời Đường ở nước chúng ta sao? Dương Phàm hứng thú. Đường thủ đạo mọi người không biết, nhưng không thủ đạo thì có lẽ là đã nghe rồi. Tiêu Dương Thiên sờ cằm một cái, có vẻ hơi đắc ý. Ai mà không biết không thủ đạo của Trung Quốc chúng ta? Đúng rồi, chẳng lẽ đường thủ đạo chính là đường thủ? Bao Nghị đột nhiên bừng sáng hỏi. Ha ha, đúng vậy. Người phía nam của chúng ta vượt biển đi đến Ryukyu và truyền đường thủ quyền cho người dân bản xứ. Bởi vì vương triều Ryukyu cổ có một quãng thời gian rất dài quản chế việc sử dụng binh khí. Không thể dùng binh khí vậy thì chỉ có thể dùng tay không, bởi vậy tay không đánh nhau đến nỗi phát triển rất mạnh. Mà ở thời điểm hiện tại lại xuất hiện môn phái Na Phách Thủ và Thủ Lý Thủ cho đến thế kỷ thứ 19, võ thuật của Ryukyu mới rơi vào tay Nhật Bản. Mà người sáng tạo ra đường thủ đạo là một thiên tài, ông ta tên là Thôn Giã Nhất Phu. Ông ta hợp nhất đường thủ và hợp khí đạo tạo thành đường thủ đạo. Cho nên, trên thực tế mà nói thì đường thủ đạo là sự hợp nhất giữa hợp khí đạo và không thủ đạo. Cứ như vậy, sự mềm mỏng của hợp khí đạo kết hợp với quyền kỹ của không thủ đạo, đường thủ đạo ngày càng lớn mạnh trong các môn phái ở Đại Tuyết Sơn. Tiêu Dương Thiên cười nói. Nói như vậy, đường thủ đạo của môn phái này là khá mạnh, theo các người thì khác nhau thế nào so với phái Hoa Sơn? Diệp Phàm hỏi. Câu hỏi như vậy Tiêu Dương Thiên vẫn tương đối thoải mái, cười nói, điều này thì tôi hơi khó trả lời. Bởi vì, đường thủ đạo thật ra tôi cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ có thể nói là mỗi phái đều có sở trường riêng. Đường thủ đạo ở Nhật Bản cũng là môn phái khá nổi tiếng. Ít nhất cũng có thể xếp vào một trong 20 môn phái lớn của Nhật Bản. Mà cao thủ của một môn phái đều được giữ bí mật. Bởi vì những siêu cao thủ chân chính mới là sát khí của môn phái. Mà người nổi danh nhất trong môn phái cũng không nhất định là người lợi hại nhất. Những người này chẳng qua là những nhân vật tiêu biểu của môn phái. Dùng lời lẽ hơi khó nghe thì chỉ là thứ để trang trí mặt tiền mà thôi. Đương nhiên những người này cũng có nền tảng khá tốt, nếu không thì cái mặt tiền này sẽ không vững được. Trước kia không phải là Tiêu trưởng lão nói là gỗ tuyết nham mà ông lấy về được cũng là bởi vì đường thủ đạo có cao thủ ra ngoài ông mới lấy được. Đương nhiên lúc ấy ông cũng không nói ra là đường thủ đạo. Bây giờ nghĩ lại thì chắc chắn chính là môn phái này. Lời này tôi vẫn luôn cân nhắc, có phải là trong môn phái có cao thủ còn mạnh hơn ông? Hoặc là nói có nhiều cao thủ gần như ông? Hai tay của ông khó đấu lại bốn tay nên vẫn có chút dè chừng. Chỉ có thể thừa này mà vào. Diệp Phàm cũng không kiêng nể, nói thẳng. Ừ, tôi nói lúc đó chính là phái đường thủ đạo này. Môn phái này hiện giờ phát triển rất mạnh mẽ. Nghe nói môn hạ đệ tử có tới vài trăm người, cộng thêm người quản lý và những người làm tạp dịch nữa cũng không dưới ngàn người. Hơn nữa, đường thủ đạo kinh doanh đến các nơi trên thế giới. Nếu mà nói cao thủ lợi hại hơn tôi thì trong phái chắc chắn là có. Nhưng tôi lúc đó cũng mạo hiểm, vừa nghe nói trưởng môn Thôn Giã Nhị Điền của đường thủ đạo và đại trưởng lão Tiếu Mộc Nhất Lãng đi ra nước ngoài xử lý chuyện quan trọng. Hơn nữa, nghe nói là bởi vì chuyện kinh doanh nên trong môn phái xảy ra xung đột lớn. Cho nên, Thôn Giã Nhị Điền còn mang theo 3-40 cao thủ đi theo. Tôi nghĩ, Thôn Giã Nhị Điền mang theo thì nhất định là cao thủ tinh anh của đường thủ đạo. Nếu như vậy thì cao thủ đều đã đi rồi, cho nên tôi liền mạo hiểm lẻn vào. Thật đúng là may mắn, lại có thể thuận lợi tìm được gỗ tuyết nham. Nhưng khi rút lui thì vẫn trúng một trưởng của cao thủ trong phái, đánh cho tôi thiếu chút nữa thì tan xác rồi. Người đó công lực xấp xỉ với tôi, nhưng bởi vì họ có nhiều người mà toàn bộ tâm tư của tôi chỉ nghĩ đến rút lui, cho nên trúng một trưởng. Tiêu Dương Thiên nói, bọn họ nhất định là có cao thủ trấn giữ. Nhưng bản lĩnh của hai người Thôn Giã Nhị Điền và Tiếu Mộc Nhất Lãng này như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Tôi chỉ nghe nói qua nói là chỉ một quyền có thể đánh nát được một tảng đá hoa cương to như cái xe ô tô. Nếu như vậy thì theo phỏng đoán là có thể đã đạt tới cảnh giới tiên thiên.
Tiêu Dương Thiên nói. Xem ra Tiêu trưởng lão đã đi vào rồi nhưng đối với môn phái này cũng không hiểu rõ lắm. Hơn nữa, theo như Tiêu trưởng lão nói thì trong phái có ít nhất là 3 cao thủ tiên thiên. Một là người mà đã đánh ông. Hai người còn lại chính là trưởng môn thôn Giã Nhị Điền và đại trưởng lão Tiếu Mộc Nhất Lãng. Như vậy thì nếu hợp lại, phía chúng ta vẫn có ưu thế hơn một chút. Nhưng chỉ sợ là cao thủ trong đường thủ đạo không chỉ có vài cao thủ tiên thiên. Hơn nữa, đến khi đó mấy chục tinh anh trong phái cùng đánh, mà đây còn là địa bàn của họ. Chúng ta muốn thoát thân thì phải lên kế hoạch chu toàn. Hơn nữa, phải thăm dò toàn bộ tình hình bên trong mới được. Bao Nghị nói, ngươi có bản lĩnh như vậy thì đi điều tra là được rồi. Ngươi cho rằng dễ điều tra như vậy phải không? Bí mật của môn phái người ta sao có thể điều tra được? Chỉ có thể thông qua lời đồn thổi cùng với tìm vài đệ tử tới để hỏi. Mà đối với cao thủ thì đệ tử bình thường cũng không thể biết được. Mà chỉ có cao thủ trong phái mới biết được. Nhưng cao thủ thì chúng ta có thể bắt được sao? Tiêu Dương Thiên hơi nổi nóng. Ha ha, Tiêu trưởng lão, tôi cũng không có ý chỉ trích ý của ông. Tôi chỉ là đang lo lắng cho sự an toàn của mọi người thôi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu chúng ta còn muốn sống trở về thì việc này là phải làm. Nhưng việc điều tra rõ ràng đối với chúng ta lại càng an toàn đúng không? Bao Nghị cũng hiểu lão già này đang giận nên cười giải thích một chút. Ngươi nói vậy cũng vô ích, chẳng lẽ chúng ta không muốn điều tra, nhưng quan trọng là điều tra từ đâu? Chỉ nói suông thì ai chẳng nói được, Tiêu Sắt Nhất cũng nói. Ha ha, cách thì không phải là không có. Ví dụ như vừa rồi các ông nói là bắt vài tên đệ tử tới đây để hỏi. Nhưng việc này mà làm thì cũng rắc rối. Nếu môn phái phát hiện có đệ tử mất tích nhất định sẽ càng đề cao cảnh giác, vậy thì chúng ta càng khó ra tay. Diệp Phàm nhíu mày. Đúng vậy, tôi lúc đó cũng là nhất thời nổi hứng, mà lúc đó tôi lại cấp bách muốn lấy gỗ tuyết nham quá, cho nên tùy tiện bắt giữ hai đệ tử để hỏi rồi liền đi vào. Bây giờ nghĩ lại còn thấy sợ, quá lỗ mãng đúng không? Tình huống lần này thì khác. Hơn nữa, sau lần tôi vào thì có lẽ họ sẽ càng canh phòng nghiêm ngặt hơn. Hơn nữa, gỗ tuyết nham có rời đi chỗ khác không thì cũng khó nói. Nếu chuyển đi chỗ khác, vậy chúng ta phải lên Đại Tuyết Sơn tìm. Cơ hội này càng ít. Tiêu Dương Thiên thở dài. Địa điểm thì chắc là có thay đổi, nhưng cũng không thể rời đi quá xa. Lần trước ông đã nói, trồng gỗ tuyết nham cần có môi trường và khí hậu đặc biệt. Nếu không thì cấy tuyết nham sẽ không sống được. Loại hoàn cảnh địa lý này có lẽ sẽ không dễ tìm, nếu không thì các môn phái trong Đại Tuyết Sơn sao không tự trồng lấy mà phải đi đến chỗ đường thủ đạo quyết đấu. Hơn nữa, có lẽ chỉ có ở chỗ của đường thủ đạo mới có thể trồng được tuyết nham. Những nơi khác trong Đại Tuyết Sơn đều không trồng được, Diệp Phàm nói. Chương 3518, một chuyến đi Đại Tuyết Sơn. Ừ, lúc đó tôi đã nói, tôi phát hiện ra bọn họ đang đập ra để lấy những hạt nhỏ như hạt cát ở bên trong. Hơn nữa, bên trong dường như không chỉ có một loại hạt sắt, có lẽ còn có kim loại hoặc vật liệu gì khác trộn lẫn với nhau. Sự phối hợp vật liệu này cũng là một loại bí thuật sao? Hơn nữa, trụ sở của môn phái đường thủ đạo cũng ở phía trên sườn núi một chút. Khí hậu ở đó lạnh hơn chỗ các môn phái khác một chút. Hơn nữa, giữa sườn núi còn có một hồ nước có một lớp băng mỏng. Mà gỗ tuyết nham là một loại cây trồng trong chậu, đừng cho rằng nó giống như những chậu hoa bình thường chúng ta thấy. Vậy thì quá bình thường rồi. Loại chậu đặc chế này giống như là được tạc ra từ tảng đá, to như một chiếc xe tải 6 bánh, phía dưới nếu được trang bị bánh xe thì còn có thể đẩy nó đi được. Nhưng cấy tuyết nham ở bên trong cũng không phải là to quá, giống như là chén nhỏ mà miệng thì to, cũng chỉ cao gần 2 mét, còn không đến 3 mét. Nhìn rất tương phản với một cái chậu to như vậy. Hơn nữa, cây gỗ tuyết nham cũng không phải là toàn bộ gốc cây đều có thể sử dụng. Bọn họ chỉ chọn sử dụng phần gỗ ở phần giữa thân cây. Một thân cây to cũng chỉ có phần gỗ bằng 3 ngón tay ở giữa thân cây là có thể dùng. Còn lại chính là đồ bỏ đi. Hơn nữa, chu kỳ lớn của cây rất dài. Một cây gỗ tuyết nham phải mất ít nhất là 30 năm để trưởng thành. Cho nên, gỗ tuyết nham lại càng quý. Ngay cả đệ tử trong phái muốn có cũng rất khó. Nghe nói chỉ có nhân vật cấp trưởng lão mới có thể được giao cho một ít. Bởi vì tác dụng của gỗ tuyết nham rất lớn, là bảo bối chế tạo binh khí, nghe nói còn có tác dụng khác, điều này tôi không rõ lắm. Tiêu Dương Thiên nói, Tiêu trưởng lão có thể thuận lợi phát hiện ra gỗ tuyết nham. Vậy có thể cho thấy nơi giấu gỗ tuyết nham cũng không phải bí mật lắm đúng không? Bao Nghị hỏi, không hẳn,
lúc đó là do ta may mắn. Hình như là đúng lúc môn phải bọn họ muốn dùng một cây gỗ tuyết nham để chế tạo thứ gì đó. Cho nên mới chuyển ra ngoài, mà trong quá trình vận chuyển ta may mắn phát hiện được. Cho nên ta vừa lấy được liền chạy luôn. Còn trên thực tế thì loại gỗ này được trồng ở đâu ta cũng không rõ lắm. Ta đã nói với các vị hết rồi, đến lúc đó đừng trách ta là nói dối thì không hay. Tiêu Dương Thiên nói, việc tìm kiếm này càng lúc càng khó rồi. Hồng Tà gãi đầu buồn bực. Trụ sở của phái Đường Thủ Đạo rốt cuộc là rộng bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi, cụ thể là bao nhiêu thì ta không rõ, bởi vì tôi cũng không biết rõ ví dụ như là chỗ này có phải là Đường Thủ Đạo hay không. Nhưng theo như hôm đó tôi đi vào thì diện tích không hề nhỏ. Ít cũng phải 7,8 dặm, Tiêu Dương Thiên nói. Trên thực tế có thể còn rộng hơn, diện tích như vậy đã là không nhỏ rồi. Phải tìm được gỗ tuyết nham được canh phòng cẩn mật ở trong phạm vi rộng như vậy, đúng là chuyện không dễ dàng. Diệp Phàm cũng cau mày. Lúc này, điện thoại của Diệp Phàm kêu. Nhìn Bao Nghị một cái, Bao Nghị đi ra ngoài. Không lâu sau đưa đến một người đàn ông diện mạo thô cục. Người này chính là trưởng nhóm của tổ A ở Nhật Bản, biệt danh là Hồng Chư. Còn về diện mạo này nhất định là do loại nước thuốc biến đổi sắc mặt và thu nhỏ cơ thể tạo thành. Diệp lão đại bây giờ đã sắp luyện thành thục thiên huyễn trừ cốt công. Cho nên, dù không cần nước thuốc vẫn có thể biến thành khuôn mặt khác. Nhưng loại bí thuật này rất khó luyện. Hơn nữa, bởi vì cơ thể cần phải biến hình trong thời gian dài mà nội khí vẫn duy trì. Cho nên, chỉ có người có chín đan điền như Diệp lão đại mới phù hợp để sử dụng công phu này. Đương nhiên là thu nhỏ xương cốt thì cao thủ tiên thiên có thể sử dụng, nhưng hiệu quả khác nhau mà thôi. Nói xem ông biết gì về môn phái Đường Thủ Đạo, nói lại đi. Diệp Phàm hỏi. Nhân viên của Đường Thủ Đạo rất đông, là một trong số ít những môn phái có nhiều nhân viên của Nhật Bản. Chủ yếu là sản nghiệp của Đường Thủ Đạo ở rất nhiều nơi trên thế giới. Hơn nữa, sản nghiệp của bọn họ còn có liên quan đến công nghiệp giải trí. Mà mọi người đều biết là công nghiệp giải trí là một sản nghiệp có lợi rất lớn. Đặc tính của sản nghiệp này cũng cần có người có thân thủ nhất định trông giữ. Nếu không sẽ bị bọn côn đồ nơi đấu quấy nhiễu thì còn ra sao nữa. Cho nên cao thủ của Đường Thủ Đạo ở các nơi có không ít. Hơn nữa, những đệ tử đó hàng năm đều có một đợt huấn luyện nhân viên ở phái trong vòng nửa tháng. Mấy năm lại đây, họ đã hình thành một quá trình huấn luyện nhân viên rất chuẩn mực. Nhưng đôi khi thiếu nhân viên họ cũng tạm thời dùng tiền thuê người để làm nhiệm vụ. Đương nhiên tuy rằng nhân viên của Đường Thủ Đạo rất đông, nhưng đệ tử chính thức cũng không hơn 200 người. Mà tất cả đều là những tên chỉ biết đánh đấm bình thường, còn những cao thủ trong hàng đệ tử chính thức cũng không có nhiều, đại đa số đều là những đệ tử ở giai đoạn 2 và sấp xỉ giai đoạn 3. Còn những đệ tử ở giai đoạn 5 trở lên thì có lẽ chỉ 30, 40 người. Hồng Chư nói, nhân viên cũng không ít. Toàn bộ những nhân viên này đều là những đệ tử giai đoạn 5 trở lên. Không ngờ là thực lực của Đường Thủ Đạo lại mạnh như vậy. Diệp Phàm nói. Phải biết rằng tổ A là của quốc gia mà mới mời được mấy chục cao thủ như vậy. Không ngờ được là một Đường Thủ Đạo của Nhật Bản lại có nhiều đệ tử trung tầng như vậy. Bọn họ có nhiều cao thủ như vậy là do bọn họ có tiền. Theo chúng tôi tính sơ qua thì tổng cộng tài sản của phái Đường Thủ Đạo không dưới 20 tỷ. Đương nhiên chỉ là nhân dân tệ. Bởi vì có tiền cho nên họ có thể chi nhiều tiền để tìm nhiều đệ tử hơn. Hơn nữa cũng có tiền để đào tạo bọn họ. Phải biết rằng để đào tạo được một người lên đến cao thủ giai đoạn 5 mất bao nhiêu tiền. Không có tiền thì ai đồng ý gia nhập vào môn phái của các ngươi. Còn về cao thủ tiên thiên, trưởng môn thôn Giã Nhị Điền chính là một cao thủ tiên thiên sơ kỳ. Đại trưởng lão Tiếu Mộc Nhất Lãng đã đạt tới cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Như vậy còn chưa phải đáng sợ. Đáng sợ là nghe nói là ở phía trên trưởng môn của Đường Thủ Đạo còn có một ủy ban quản lý, gọi là Tuyết Mộc Hộ Pháp Hội. Đương nhiên cái tên là này bây giờ gọi, trước kia gọi là gì thì tôi không rõ lắm. Trước kia tôi không hiểu lắm tại sao lại gọi cái tên này. Bây giờ sau khi nghe Tiêu trưởng lão nói tôi nghĩ, Hội Tuyết Mộc Hộ Pháp này có phải là đội ngũ chuyên môn bảo vệ gỗ tuyết nham của phái. Nghe nói ngay cả trưởng môn muốn chuyển gỗ tuyết nham cũng cần có sự đồng ý của tứ đại hộ pháp trong Hội Tuyết Mộc Hộ Pháp mới được. Hồng Chư nói. Nói như vậy thì bốn đại hộ pháp ở trong Tuyết Mộc Hộ Pháp mới là cao thủ chân chính trong phái. Hơn nữa ít nhất cũng có hai cao thủ tiên thiên đại viên mãn đúng không? Diệp Phàm hỏi, trong lòng hơi lạnh, nếu như đúng như vậy thì vài người thế này không thể làm gì được. Bốn đại hộ pháp này tên là Thốn Ninh,
Quyền Mang, Dã Quả, Thái Tâm. Bốn người họ là tổ chức bí mật nhất ở trong môn phái. Nghe nói là nghìn năm nay tổ chức này đều không thay đổi, bất kể là thời đại nào cũng là bốn người này. Bốn người không chỉ có năng lực mạnh mẽ, nghe nói bốn người còn luyện được một thuật vô cùng đáng sợ. Có lẽ đáng sợ nhất chính là thuật phối hợp tấn công. Có lẽ bọn họ mỗi người chỉ có năng lực tiên thiên đại viên mãn, nhưng nếu bốn người cùng đánh thì có thể hàng phục được cao thủ bán niệm khí. Bốn đại hộ pháp này hàng ngàn năm nay vẫn bảo vệ cho phái. Đương nhiên chỉ là nghe sao nói vậy, cũng không thể nói được là những người này có thể sống hơn 1.000 năm. Hồng Chư nói, nếu trong bốn người đó có cao thủ bán niệm khí thì chẳng phải là có thể đánh lại được cường giả niệm khí giai đoạn đầu sao. Tiêu Sắt Nhất nhìn Diệp Phàm một cái. Dự đoán là như vậy. Diệp Phàm gật gật đầu. Bốn đại hộ pháp này có đặc điểm gì? Bao Nghị không nhịn được hỏi. Thốn Ninh giỏi về kiếm đạo, hắn là từ không thủ đạo và ngộ ra phương pháp dùng kiếm, còn Quyền Mang và Quyền Phong thì vô cùng mạnh. Một cặp thiết quyền có thể so với binh khí bằng thép. Dã Quả thì nghe nói là một người phụ nữ, có sở trường là sử dụng ám khí, có lẽ chính là do gỗ tuyết nham chế thành. Còn Thái Tâm là đàn ông, đối với việc vận khí, đã sử dụng tới mức lô hỏa thần thanh rồi. Hắn giỏi về việc sử dụng khí của trời đất cho mình. Chẳng hạn như, dùng trường lực để tạo ra calo đẩy xe đi. Đương nhiên, tất cả những điều này tôi cũng chỉ nghe từ nhiều năm rồi. Còn về thực tế thì tôi chưa được chứng minh. Chỉ với thân thủ thấp bé của tôi, nếu như thật sự gặp bốn người này thì bây giờ tôi sẽ không đứng đây nói chuyện với mọi người rồi. Hồng Chư nói. Ha ha, ông cũng không nên khiêm tốn quá. Không sao, chuyện ở đây nếu như có thể thành công tốt đẹp. Công lực của ông có thể tăng thêm một phần thì không là vấn đề gì lớn. Diệp Phàm lại đang hứa hẹn. Bởi vì Diệp Phàm phát hiện ra Hồng Chư đã muốn có được thân thủ giai đoạn 6. Cho hắn đến tận giai đoạn 7 có là vấn đề gì đâu. Nhưng đối với Hồng Chư thì đương nhiên là chuyện vui cực lớn. Được thăng chức trong tổ A, phải nâng cao bản lĩnh là quan trọng nhất. Đây là một lệnh khiến cho rất nhiều đội viên tổ A đều khó mà vượt qua được. Nhưng đó cũng là chỉ tiêu quan trọng và cứng nhắc nhất của tổ A. Đối với các đội viên trong tổ mà nói thì hoàn cảnh làm việc của họ đều tương đối nguy hiểm. Cho nên, công lực cao thì hy vọng sống sót càng cao. Nếu không mỗi ngày đều bị thương chỗ này chỗ kia thì xong rồi. Hơn nữa, nếu kẻ thù tìm tới thì càng rắc rối. Tổ A là bí mật cao nhất của quốc gia, là cơ quan bảo vệ cho an toàn của quốc gia. Cho nên Hồng Chư cung kính cúi người về phía Diệp Phàm. Mặc dù là thành viên của tổ A, sự giúp đỡ này cũng là một mánh khóe của Diệp Phàm thôi. Không thể cứ tỏ vẻ lãnh đạo để ra lệnh cho bọn họ, như vậy trong lòng họ sẽ không phục. Nhưng những người này, mỗi người đều là tinh anh của đất nước, mỗi người đều có một tính cách. Giống như dùng cách này để làm cho họ khắc cốt ghi tâm, khiến cho họ làm việc cho Diệp Phàm mà cảm thấy vui vẻ. Tạ ơn tiên sinh, cả đời tôi cũng không quên, Hồng Chư cung kính nói. Đúng rồi. Một môn phái lớn như Đường Thủ Đạo chắc là đối thủ cũng không ít. Diệp Phàm hỏi. Dĩ nhiên, chính vì gỗ tuyết nham mà ngàn năm nay những môn phái bị Đường Thủ Đạo tắm máu cũng không ít. Cho nên cũng thường có người âm thầm tấn công đệ tử của Đường Thủ Đạo. Đường Thủ Đạo tuy rằng nhân lực đông, nhưng cao thủ cũng không thể bảo vệ được nhiều đệ tử như vậy. Cho nên, mỗi năm Đường Thủ Đạo đều phải trả giá mười mấy sinh mạng mới có thể giữ được sản nghiệp lớn như vậy. Nếu như đối đầu với môn phái lớn thì một lần mà mười mấy người bị chết cũng là chuyện bình thường. Hồng Chư nói. Chương 3519, lẽ nào cảnh sát đều bất tài? Chẳng lẽ cảnh sát đều bất tài như vậy? Chết nhiều người thế mà cũng không điều tra gì. Bao Nghị hỏi. Đây là chuyện trong bóng tối. Những chuyện như thế này, mọi người đều biết là không điều tra nổi, cho nên đều phải âm thầm cho qua. Chẳng hạn như người chết rồi thì sẽ bị xử lý một cách lặng lẽ. Còn về cảnh sát, cũng không thể không hiểu chuyện như vậy. Các người không báo cảnh sát lẽ nào ta lại tự đi tìm phiền phức. Hơn nữa, mũi của cảnh sát rất thính. Đã sớm biết có vị đạo trưởng nào đó đến rồi, biết những người này cũng không dễ đụng vào, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đúng không? Hồng Chư nhìn Bao Nghị một cái rồi nói. Nếu như có thể khơi mào lực lượng đối đầu của bọn họ đến sống mái với nhau thì chúng ta có thể nhân cơ hội mà lẻn vào trong dễ dàng. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, chỉ ít là kẻ thù của họ cũng có thể khiến cho lực lượng của bọn họ hao tổn đi khá nhiều. Phí Thanh Sơn gật đầu nói. Lần này thật ra có một cơ hội. Hồng Chư nói. Ồ, nói thử xem. Diệp Phàm hỏi.
Thần đạo tổ lần trước dường như có đại sự, vận dụng rất nhiều tinh anh. Nhưng kết quả dường như là không ổn, không mấy người quay về. Đó là tổn thất rất lớn. Hồng Trư nói. Chẳng lẽ chính là chuyện tấn công núi Xương Bối lần trước? Lông mày Diệp Phàm dựng lên, hỏi. Bởi vì trận chiến đó Tiêu Dương Thiên và Tiêu Sát Nhất cũng tham gia nên không cần phải tránh né. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Hồng Trư nói. Chuyện này cậu làm thế nào vậy? Hành động của thần đạo tổ lớn như thế, cậu lại không có chút tin tức nào truyền về. Lần đó quốc gia chúng ta còn may mắn, nếu như lần đó không gặp chúng ta thì lần đó tổn thất nghiêm trọng rồi. Diệp Phàm nghiêm túc phê bình. Xin lỗi, hành động lần đó của bọn họ thật sự quỷ dị, quả thực là có thể nói là không giống như bình thường. Hồng Trư vội giải thích, sắc mặt đã xám lại, bởi vì Diệp Phàm chính là người xuất trình ngọc bài của tổ A. Hồng Trư tuy không hiểu được thân phận thật sự của Diệp Phàm, nhưng ngọc bài của tổ A chỉ có 3 tấm. Vậy nghĩa là đang nắm giữ con át chủ bài có quyền lực cao nhất ở trong tổ. Lúc ấy thiếu chút nữa thì dọa chết Hồng Trư rồi, có thể gặp được nhân vật lớn như vậy cũng là vinh hạnh của Hồng Trư. Tổ A là một tổ chức thần bí, thành viên trong tổ tuy không nhiều lắm, nhưng đều có mỗi người một việc. Hơn nữa, mỗi tổ viên chính thức trên cơ bản là tương đương với một tiểu đội trưởng. Trong tay đều có nhiều cấp dưới có bản lĩnh. Cơ hội một đội viên chính thức gặp được người có vị trí quan trọng như Diệp Phàm là rất ít. Ngay cả nhân vật chủ chốt đi bên cạnh ngươi, ngươi cũng không biết được, giống như những đồng chí như Kế Vĩnh Viễn, Thôi Kim Đồng còn có thể gặp nhiều hơn vài lần. Vì những đồng chí lãnh đạo trong tổ này, cũng rất ít làm nhiệm vụ. Cho nên, trên cơ bản là công khai đối ngoại. Đương nhiên, người ngoài cũng không biết được thân phận thực sự của bọn họ, còn tổ viên thì lại biết. Nhân vật chủ chốt thì lại không được, hắn là vũ khí tấn công lợi hại, không thể để nhiều người biết được, phải bảo vệ sự bí mật của người đó. Cho nên tổ viên tổ A tất cả đều là những thành viên thần bí như vậy. Có thể gặp được Diệp Phàm có thể khiến cho Hồng Trư kích động rồi. Quỷ gì, nói xem. Diệp Phàm hỏi. Lần tấn công đó bọn họ lại không tập kết ở trong nước, tất cả đều chia nhỏ thành những các nhóm đi ra ngoài mà không có quy luật nào. Ra nước ngoài mới tập kết lại, hơn nữa lại vòng trở lại Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ bí mật. Tiên sinh, ngài nói xem, loại tình huống này bảo chúng tôi báo cáo như thế nào? Chúng tôi chỉ cảm thấy có 1,2 người ra nước ngoài, không lẽ liền báo cáo với tổ là xảy ra chuyện lớn, nói tổ chú ý phòng bị. Nói như vậy còn bị phê bình thậm chí là bị phạt. Hơn nữa, trong tổ cứ đề cao cảnh giới cũng gây lãng phí. Trừ phi là có chuyện xác minh được rõ ràng thì chúng tôi mới có thể báo cáo. Hơn nữa, 6 phần số người mà họ tập kết lần này không phải là thành viên thần đạo tổ mà là bọn sát thủ họ dùng tiền thuê. Chúng tôi đã tính. Hành động lần này bọn chúng đã tiêu khoảng 200 triệu nhân dân tệ. Hơn nữa, nhân viên hầu hết đều sống ở trong nước chúng ta. Điều này cũng là một tổn thất lớn đối với thần đạo tổ. Để thuê được đám sát thủ đó cũng không đơn giản, thần đạo tổ phải mất hơn một năm mới tổ chức được. Cao thủ cũng rất khó tìm, có những cao thủ tính tình cổ quái, người dùng bao nhiêu tiền cũng không đến. Hồng Trư nói, tôi nói tại sao người tấn công chúng ta lại có nhiều màu da như vậy? Có người da trắng, người da đen, còn có cả người da nâu. Lại còn có người Trung Quốc, thì ra là như vậy. Hại chúng tôi nghĩ là lai lịch những người này có vấn đề. Bởi vì thành viên quá hỗn tạp, khả năng cao nhất chính là sói biển của Mỹ. Bởi vì những cao thủ này không đơn giản. Có lẽ chỉ dựa vào thần đạo tổ thì rất khó đưa ra được nhiều cao thủ như thế. Đặc biệt là còn có một cao thủ tiên thiên. Nhưng cho hắn thoát mất, tôi còn tưởng là Dạ Đương. Xem ra không phải là Dạ Đương. Người này đến bây giờ vẫn không tìm ra, không biết là ai. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Người Hoa thì nhất định là thế hệ sau của những người đã di cư ra nước ngoài từ sớm, những tên này đã bị tiền tài mua chuộc mà sớm quên tổ tiên của mình là người Trung Quốc rồi. Quên tổ tiên mẹ nó rồi, Bao Nghị không nhịn được mắng. Cũng không hẳn, tôi nghĩ, có mười mấy cao thủ của thần đạo. Hơn nữa đều đã ở 7-8 đẳng. Những cao thủ đó chưa chắc là bị tiền mua chuộc, có lẽ trong đó có một số người đến vì bí mật của núi Xương Bối. Thần đạo tổ đó mồn mép cũng không tồi, nhất định đã nói núi Xương Bối có liên quan tới Quan Đông Quân, có rất nhiều của cải và bí kíp võ học tuyệt thế đang chờ. Mà bí kíp võ học và dược liệu quý giá là những thứ làm động lòng những cao thủ này nhất. Thêm một khoản tiền lớn nữa càng khiến cho người ta liều mình tới đây. Diệp Phàm nói, có lẽ là như vậy. Nhưng tổn thất của thần đạo tổ cũng rất nghiêm trọng.
ít nhất cũng đã chết 5 tổ viên. Hơn nữa, mỗi người đều là cao thủ tầng tầng trung và cao của tổ, có lẽ trong đó ít nhất có một cao thủ 11 đẳng, đúng không? Hơn nữa, chúng ta nghi ngờ cao thủ tiên thiên đó không biết có phải là người của thần đạo tổ không? Cho nên, nếu như vậy thì thần đạo tổ rất cần bổ sung thành viên. Nhưng những thành viên này từ đâu đến, họ tập trung vào Nhật Bản, thậm chí là có thể thu hút các môn phái hoặc tổ chức khắp nơi trên thế giới. Mà các môn phái của Nhật Bản là mục tiêu lớn nhất của họ. Nước ngoài cũng có một chút bất ổn, dù sao cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được. Mà những hành động chính cũng không dám dùng đến những người này. Còn nữa, gian tế cũng là một trong những phương diện phải suy nghĩ trong khi chọn thành viên. Giống như đất nước chúng ta thẩm tra chính trị là có thể chắc chắn về lòng trung quân ái quốc của đội viên. Theo như theo dõi ngầm của chúng tôi, thần đạo tổ đã phái ra 3 lượt người lên Đại Tuyết Sơn gặp người của đường thủ đạo. Nhưng hình như đường thủ đạo không muốn cho đệ tử đi. Thần đạo tổ cũng tức giận, nghe nói là còn văng tục. Ngay vào ngày mai, thần đạo tổ hình như sẽ lên núi một chuyến. Hơn nữa, chúng tôi lại phát hiện ra, có 3 thành viên thần đạo tổ ở cách huyện Cương Thôn của chúng ta không xa. Hơn nữa, bọn họ đều mang theo thủ hạ. Hồng Chư nói, thần đạo tổ lẽ nào muốn dùng vũ lực? Bao Nghị hỏi, làm sao có thể, thực lực của đường thủ đạo vô cùng lớn, không lẽ thần đạo tổ không suy nghĩ tới điểm này? Hơn nữa, nếu thần đạo tổ muốn dùng vũ lực với môn phái Nhật Bản thì các môn phái khác ở trong nước sẽ cử xử như thế nào? Có thể cho là quốc gia ức hiếp bọn họ mà liên thủ đứng lên. Loại chuyện này không thể dùng vũ lực được, chỉ có thể dùng cách phân giải một chút thì còn được. Diệp Phàm nói, tình hình này gần giống với nước ta. Phí Thanh Sơn cười nói, không riêng gì Nhật Bản và chúng ta, các quốc gia trên thế giới đều không thoát khỏi tình trạng này. Diệp Phàm cười nói, đều không có cách nào cả, bởi vì các tổ chức đặc biệt của đất nước quá yếu mà các môn phái trong giang hồ kết hợp lại quá mạnh. Quốc gia muốn thống nhất nhiều cao thủ như vậy cũng không thể. Mỗi người một chí hướng mà. Phí Thanh Sơn thở dài. Đúng rồi, ông nói lần trước đường thủ đạo có hành động lớn. Chính là việc trưởng môn và đại trưởng lão dẫn theo rất nhiều tinh anh ra nước ngoài giải quyết chuyện bang hội. Vậy đó là nước nào? Bang hội nào? Có chuyện gì? Diệp Phàm hỏi Tiêu Dương Thiên. Tiền bối nói chính là trận quyết đấu với Cùng Âm giáo ở Hồng Ma Tây Lượng Quốc. Hồng Chư Vua nghe liền nói. Nghe nói thôi, tôi cũng không rõ lắm. Trung Quy lúc đó vừa nghe tin này thì tôi đã mạo hiểm tới đường thủ đạo. Tình hình cụ thể ở bên kia tôi không rõ lắm. Tiêu Dương Thiên lắc lắc đầu. Việc này thì tôi rõ, chúng tôi trước giờ luôn chú ý quan sát động tĩnh của phái đường thủ đạo. Hành động lần đó của họ đúng là quy mô rất lớn, thôn Giã Nhị Điền không những mang theo ít nhất là 12 cao thủ cấp đoạn vị trở lên, ngoài ra còn có 3 trưởng lão. Hơn nữa, những đệ tử quan trọng nhất trong phái cũng đưa đi theo. Cộng lại tất cả cũng không dưới 50 người. Đương nhiên tất cả bọn họ đều lấy cớ là đi du lịch để đi ra ngoài. Hơn nữa, luân phiên nhau đi trong thời gian 4 ngày. Sau khi tới Hồng Ma Tây Lượng Quốc thì tập kết lại với nhau. Cuối cùng là đại chiến một trận với Cùng Âm giáo. Nghe nói số người chết của cả hai bên đều đến 13, 14 người. Thương vong rất lớn, Hồng Chư nói. Nguyên nhân là từ đâu? Diệp Phàm hỏi, còn không phải vì tiền sao? Dưới đường thủ đạo có một công ty lớn tên là công ty đường thủ, trụ sở ở ngay tại Hồng Ma Tây Lượng Quốc. Công ty liên quan đến nhiều lĩnh vực như kinh doanh ô tô, vận tải biển, công nghiệp giải trí, đều là những nghề có lợi nhuận cao. Mà Cùng Âm giáo cũng là môn phái lớn ở trong nước, có hơn 1.000 đại giáo đồ. Nếu không có được nguồn tài chính khổng lồ duy trì thì không thể sống được. Cho nên, cạnh tranh buôn bán dẫn tới thanh toán nhau. Kết quả là hai bên đều thiệt hại, thời gian này lại đang tiếp tục im lặng. Có thể thỏa thuận thành công hay không thì tôi không rõ lắm. Hồng Chư nói, nếu thần đạo tổ phái đại binh tới đường thủ đạo, vậy nhất định là muốn đàm phán. Chỉ là thần đạo tổ phá rối còn chưa đủ. Một khi chúng ta tới đường thủ đạo, biết đâu họ có thể hợp tác. Vậy thì tình hình của chúng ta càng gay gâu. Đến lúc đó chờ tinh anh của bọn họ đi một lần nữa, người của thần đạo tổ áp chế. Chúng ta sẽ nhân cơ hội ra tay. Chí ít, chúng ta không phải đối phó với nhiều cao thủ như vậy nữa. Diệp Phàm nói. Chương 3520, Điệu Hổ Ly Sơn. Cách này đương nhiên là hay, nhưng tính khả thi không cao. Tiêu Sắt Nhất lắc lắc đầu. Câu này của tiền bối có ý gì? Bao Nghị hỏi. Hồng Ma Tây Lượng Quốc cách chúng ta rất xa,
ngồi máy bay cũng phải mười mấy giờ. Chúng ta không thể chạy sang bên đó để giả mạo cùng âm giáo chơi xấu công ty đường thủ rồi lại chạy về lẻn vào trụ sở của đường thủ đạo. Hơn nữa, công ty đường thủ chắc chắn cũng có nhiều cao thủ bảo vệ. Chỉ vài người chúng ta lén lút tấn công cũng chưa chắc có thể thành công. Huống hồ chỉ sợ có người của cùng âm giáo theo dõi. Đến lúc đó thì càng phiền phức hơn. Tiêu Sát Nhất vừa nói, Diệp Phàm liền hiểu, người này căn bản là suy nghĩ đơn giản. Việc này không cần ông lo lắng, tiên sinh sẽ sắp xếp được. Bao Nghị cười nói, sắp xếp được, nếu như muốn chúng ta đi thì chúng ta lại không đủ sức, hơn nữa cũng không có thời gian. Tiêu Dương Thiên cũng tỏ thái độ. Ha ha, điều này thì hai vị yên tâm, sẽ không làm phiền hai vị. Diệp Phàm cười thần bí. Chẳng lẽ còn có cách nào khác? Tiêu Dương Thiên không tin Diệp Phàm có thể có cách giải quyết. Ha ha, tôi đương nhiên là có cách. Đến lúc đó chúng ta sẽ chờ cao thủ đường thủ đạo đến Hồng Ma Tây Lượng Quốc là được. Diệp Phàm vẫn cười bí hiểm không nói ra, đúng là đang muốn trêu tức hai lão già này. Sau khi trở về phòng, ba người Bao Nghị, Phí Thanh Sơn, Hồng Tà đi tới. Cậu có phải là muốn dùng thực lực của đảo Duy Cơ Tư? Phí Thanh Sơn trên mặt có chút u buồn. Đúng vậy, Duy Cơ Tư ở cách bọn họ gần nhất, chỉ khoảng một ngày là có thể tới. Hơn nữa, nhiều lực lượng của chúng ta đã ở Duy Cơ Tư. Đến khi đó chỉ cần sắp xếp hợp lý, hoàn toàn có thể đánh lén một trận rồi lập tức lui về. Hơn nữa, cùng âm giáo chưa bị diệt trừ sớm muộn gì cũng là mối họa. Thà rằng mượn thực lực của đường thủ đạo tấn công chúng, tiêu hao một phần thực lực của chúng. Sau này chúng ta muốn tấn công cùng âm giáo cũng dễ hơn. Diệp Phàm nói. Việc này làm sao có thể khiến cho đường thủ đạo tin là do cùng âm giáo làm? Hồng Tà hỏi. Tôi thấy việc này không dễ, nhưng cũng có thể nghĩ cách làm. Ví dụ như, bắt một tên có tiếng tăm ở trong cùng âm giáo đưa Sa Thiên đến công ty đường thủ. Đến lúc đó, trong tình huống hỗn loạn, chỉ cần có người nhận ra bên kia có người của cùng âm giáo thì sẽ cho rằng cùng âm giáo làm. Hơn nữa, có thể hóa trang một chút, Bao Nghị nói. Cụ thể thì cứ giao cho Sa Thiên, Lạc Phi là được. Tin rằng bọn họ đều là cao thủ trong đạo nhưng lại có thể làm được. Hơn nữa, có lẽ người của công ty đường thủ cũng không nghĩ là người của chúng ta làm. Vì căn bản là công ty đường thủ không chú ý tới người Nasimi ở Duy Cơ Tư. Họ đã coi người Nasimi bộ tộc người thuộc thời Nguyên Thủy rồi. Tuyệt đối sẽ không nghĩ tới là có nhiều cao thủ như thế. Còn có cao thủ xuất hiện ở Hồng Ma Tây Lượng Quốc thì đương nhiên đáng ngờ nhất sẽ là cùng âm giáo. Diệp Phàm cười nói. Cùng âm giáo cũng có tai mắt ở trên đảo Duy Cơ Tư. Hơn nữa đảo này phạm vi mặt biển bao quanh cũng không nhỏ. Dân cư đã tăng theo từng năm, cùng âm giáo rất dễ trà trộn vào được. Đến lúc đó, hành động của chúng ta bị lộ ra thì sẽ có hậu quả khôn lường. Chẳng hạn người của chúng ta đều đi công ty đường thủ rồi thì Duy Cơ Tư chắc chắn là bỏ không. Nếu như cùng âm giáo thừa dịp mà vào chiếm Duy Cơ Tư thì tổn thất của chúng ta càng lớn hơn. Phí Thanh Sơn cũng có lo lắng của mình. Chúng ta không điều động quá nhiều nhân lực, chỉ điều vài cao thủ đi là được. Việc này giao cho đám người Lạc Phi không thể để lộ ra ngoài. Cũng không được nói cho người Nasimi. Đến lúc đó, phân chia người đi ra ngoài vào ban đêm là được. Hơn nữa, chúng ta cũng đang tiến hành sinh sống ở trong tộc người Nasimi. Phía Đường Châu đã bắt đầu tạo quy định về đăng ký nhân khẩu theo chúng ta. Tôi nghĩ, sau này cùng âm giáo muốn sắp xếp người trà trộn vào cũng khó khăn hơn. Đương nhiên, điều này cũng không thể ngăn được họ xếp người trà trộn vào. Giống như là người Nasimi cũng có tai mắt ở trong cùng âm giáo. Điều này chỉ có thể nói tương đối. Bọn người Sa Thiên đi qua đó chỉ cần đánh lén một cái, không cần thiết phải làm lớn chuyện quá. Diệp Phàm nói. Lần này chúng ta chỉ có thể đánh cược một phen. Phí Thanh Sơn gật đầu, nhưng phía cậu phải bảo vệ cho tốt. Yên tâm, hai người họ có Tuyết Nha bảo vệ rồi, chắc là không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, còn có mấy người Tuyết Lý Hồng và Thủy Mẫu. Những người này cũng không phải là dễ đối phó. Diệp Phàm hừ nói. Diệp Phàm nhanh chóng truyền tin cho Sa Thiên. Đêm hôm đó, Diệp Phàm nói là mọi người ở lại chờ, hắn muốn một mình đi thăm dò đường thủ đạo một chút. Nhưng đám người Phí Thanh Sơn không đồng ý. Hồng Tà đặc biệt kiên quyết phản đối. Vì Hồng Tà hiểu con rơi của Diệp Phàm bây giờ bị phá hủy rồi, mất đi con rơi, thị giác của Diệp Phàm giảm đi rất nhiều. Tuy rằng hành động của đám người Sa Thiên có lẽ cũng phải chờ 2,3 ngày mới có hiệu quả. Nhưng mọi người trong thời gian này tĩnh dưỡng tinh thần là được.
Đứng ở trên đỉnh núi huyện Cương Thôn, Diệp Phàm có chút xúc động. Bao Nghị, chúng ta đi Tokyo một chuyến, thế nào? Diệp Phàm nói. Nếu Diệp Lão Đại muốn đi thì tôi sẽ cùng đi. Mấy năm nay tôi không có nhiều cơ hội đi ra ngoài. Chúng ta cũng chưa đi Tokyo, cũng có thể đi để mở mang tầm mắt. Bao Nghị cười nói. Ha ha, nhưng tôi lại đi rồi. Diệp Phàm cười nói. Hả, Bao Nghị ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Đó là chuyện của rất nhiều năm trước, hai Diệp Phàm lắc đầu không muốn nhắc tới nữa. Sau khi hai người giao phó mọi việc cho mọi người liền đi thẳng đến Tokyo. Đây là phủ của gia tộc Akiyama nổi tiếng ở Nhật Bản. Nó được xây dựng ở trong một khu rừng vắng vẻ rậm rạp, diện tích của phủ tương đối lớn. Tới đây làm gì, đây không phải là một ngôi nhà cũ sao? Không có gì để xem, Bao Nghị có chút kinh ngạc, mắt nhìn khắp nơi. Cậu dùng ống nhòm xem phủ này tên gì? Diệp Phàm cười bí hiểm. Bao Nghị dùng ống nhòm nhìn, nhất thời cả kinh, nói, không thể ngờ được. Không ngờ cái gì, Diệp Phàm cười nói. Nơi ở cũ của Akiyama Linyifu Đại Sư, mấy năm trước còn khiêu chiến với Thái Cực Trần Vô Ba Đại Sư ở Yến Kinh. Kết quả là lưỡng bại câu thương, nhưng lúc đó nghe nói là Trần Vô Ba bị thương mà thất bại trước. Còn Akiyama hình như bị trúng độc, Bao Nghị nói. Ha ha, chính xác là như vậy. Sau khi Akiyama trúng độc lại từ họa thành phúc, ông ta được Hải Xà Vương giúp đỡ nên lại có thể đột phá lên tới giai đoạn thứ 11. Hơn nữa, gần 2 năm qua lại đột phá tới bán tiên thiên. Tốc độ đột phá này của ông ta khiến ngay cả tôi cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Diệp Phàm cười nói. Diệp Lão Đại nói hơi quá rồi, ông ta làm sao mà nhanh hơn Diệp Lão Đại được. Akiyama bây giờ bao nhiêu tuổi rồi, ít nhất cũng 50 rồi. Nhưng mới tới bán tiên thiên. Còn anh thì sao, không thể so sánh được. Bao Nghị cười nói nhưng tôi không rõ Diệp Lão Đại tới đây làm gì. Không lẽ là muốn chào Akiyama Đại Sư, dường như là không thích hợp lắm. Tôi và Akiyama Linyifu còn có chút quan hệ. Năm đó tôi đi Y Hạ Ma Cung thì gặp ông nội của ông ta, coi như là ông nội đi, tên là Akiyama Mita. Người này là một cao thủ, ngang sức với Trương Vô Trần của Võ Đang. Vì trong tay ông ta có chìa khóa. Có liên quan đến bí mật của núi Sương Bối. Và tôi với ông ta đã trao đổi, tôi có được chiếc chìa khóa đi, còn điều kiện chính là đem đầu của Akiyama Mita đưa đến tay Akiyama Linyifu. Chuyện này tôi cũng làm được, nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ, mấy năm trở lại đây công lực của Akiyama Linyifu tiến bộ nhanh như vậy, không lẽ thật sự gặp được Hải Xà Vương? Điều này thật sự rất đáng nghi, Diệp Phàm nói. Điều này thật sự có chút khó đoán. Người tôi muốn đến gặp thật sự là con gái của Akiyama Linyifu, Akiyama Mako. Năm đó hai người vô tình gặp nhau khi Diệp Lão Đại chừng 20 tuổi. Còn Akiyama Mako chỉ là một cô gái mười mấy tuổi còn mơ mộng. Anh nghi ngờ có liên quan đến đầu của Akiyama Mita. Bao Nghị hỏi. Đúng vậy, Akiyama Mita giỏi nhất chính là Hồng Huyết Đao Pháp. Mà Akiyama Mita lại không có cơ hội để truyền lại cho cháu mình là Akiyama Linyifu. Mà lại trao đổi với tôi là đưa đầu chứ không phải là Hồng Huyết Đao Pháp. Tôi nghĩ, đầu của hắn nhất định có liên quan đến Hồng Huyết Đao Pháp. Trước kia công lực của tôi cũng không cao, không thể hiểu rõ được chuyện này. Nhưng bây giờ hồn khí của ngừa chết còn có thể tồn tại. Tôi đang nghĩ, Akiyama Mita có phải là biết một bí thuật nào đó hoặc là nhà Akiyama có cách đặc biệt có thể làm cho ông ta giữ trí nhớ trong đầu trong một thời gian ngắn. Chuyển Hồng Huyết Đao Pháp hoặc là bí thuật gì khác chuyển cho Akiyama Linyifu. Diệp Phàm nói. Còn có một khả năng, vậy nghĩa là Akiyama Mita cùng cấp độ với Trương Vô Trần. Liệu ông ta có thể lưu giữ nội khí tinh thuần nhất ở trong đầu bằng hình thức nào đó? Sau đó chuyển nội khí này cho Akiyama Linyifu. Còn có Hồng Huyết Đao Pháp cho nên mấy năm nay công phu của Akiyama Linyifu mới có thể tiến bộ thần tốc như vậy. Bởi vì có nội khí tinh thuần của Akiyama Mita giúp đỡ mà. Hơn nữa, tôi đoán là nhà Akiyama còn bí mật khác. Chỉ là Akiyama Linyifu không hiểu được mà Akiyama Mita nói cho ông Tê biết hoặc là nói ở nơi khác có bí mật gì đó. Anh không phải là nói là bí mật của núi Sương Bối sao? Tôi nghĩ, chìa khóa đó có phải còn có bí mật gì khác? Bao Nghị phân tích rất thấu đáo. Ha ha, không hổ là xuất thân từ cảnh sát. Năng lực phân tích đúng là đỉnh cao. Đúng là như vậy, tôi cũng có suy nghĩ này. Năm đó tại sao Akiyama Mita lại đưa chiếc chìa khóa núi Sương Bối cho tôi? Phải biết rằng, ông ta bị chính đồ đệ của mình ám toán,
sau đó lại bị tên này tra tấn đến suýt nữa thành phế nhân, nhưng ông ta cũng không để lộ ra bí mật của chiếc chìa khóa. Mà gặp tôi thì liền giao cho tôi, trong đó có chút vấn đề, tôi nghĩ, chiếc chìa khóa này có rất nhiều bí mật. Diệp Phàm nói, chương 3521, gặp lại Akiyama Mako. Tôi cũng nghĩ vậy, Akiyama đúng là gia tộc thần bí. Nội tình chắc chắn là sẽ không đơn giản như vậy, nhưng cũng có thể là do tự Akiyama Linyifu muốn làm ra vẻ thần bí. Bao Nghị nói, không nói nữa, cậu ở bên ngoài canh chừng, tôi đi vào xem xét một chút. Không làm rõ bí mật này trong lòng tôi cứ cảm thấy khó chịu. Diệp Phàm nói, tôi với anh cùng nhau vào đi, nghe nói bây giờ gia tộc Akiyama bây giờ cũng không có cao thủ tiên thiên. Akiyama Linyifu cũng chỉ mới đạt cảnh giới bán tiên thiên. Có anh ở đây thì sợ gì? Hơn nữa, tôi cũng muốn xem bí mật của gia tộc Akiyama. Bao Nghị nói. Được, vậy cùng nhau vào. Diệp Phàm nghĩ một lát rồi nói. Bởi vì năng lực của Bao Nghị cũng khá. Bây giờ cũng đã sắp đạt tới tầng thứ 8 rồi. Chủ yếu là Diệp Phàm không để ngôi nhà cũ của Akiyama ở trong mắt. Hoàng hôn đang đến. Hai bóng người như chim nhẹ nhàng đi vào trong nhà Akiyama. Lạ thật. Tòa nhà lớn như vậy dường như cũng không có nhiều người lắm. Bao Nghị nói. Không có gì lạ cả, có lẽ là những đồ đệ trẻ đều ra bên ngoài làm việc rồi. Gia tộc lớn như vậy thì hẳn là phải có người. Diệp Phàm nói, hai người đánh bạo xuống dưới kiểm tra một vòng, nhưng vẫn không phát hiện ra ai. Xem ra đúng là không có người. Bao Nghị nói. Tìm một lần nữa xem. Diệp Phàm nói, lần này đi lại tìm cẩn thận hơn. Đúng lúc này. Một tiếng động khiến cho Diệp lão đại chú ý. Hai người đứng im, mắt ưng lúc soát khắp nơi. Quả nhiên phát hiện ra, ở một hòn non bộ nhỏ ở trong sân lại có một cái giếng nước. Mà lúc này lại có hơn 10 người cả trai lẫn gái đang quỳ xung quanh giếng. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện ra, người đang khấu đầu kia chính là Akiyama Linyifu. Những người này tuy đông nhưng lại không phát ra một âm thanh nào. Vừa rồi hai người Dương Phàm không phát hiện ra là bởi vì họ quá im lặng. Người lúc này đang quỳ lạy trước giếng nước có nét giống với người Trung Quốc. Làm gì vậy, quỳ lạy một cái giếng nước, chẳng lẽ là tổ tiên nhà Akiyama nhảy xuống giếng tự sát? Bao Nghị dùng ký hiệu tay, tất cả những đội viên trong tổ A đều được học cách dùng thủ ngữ. Khi gặp tình huống không thể phát ra tiếng động thì dùng thủ ngữ. Diệp Phàm hơi lắc đầu, nói, giếng nước này nhất định là có vấn đề. Nhà Akiyama không thể vô duyên vô cớ cúng bái một cái giếng nước. Người bình thường muốn cúng bái thì chỉ có cúng bái tổ tiên. Ở đây tuy là không có hương án, cũng không có đổ cúng tế gì cả. Nhưng tôi nghĩ giếng nước này nhất định là có liên quan đến tổ tiên nhà Akiyama. Không lẽ là có phong giới gì đó? Có lý, Bao Nghị dùng thủ ngữ. Vì Diệp Phàm dùng truyền âm nhập mật nên người khác không thể nghe thấy được. Bao Nghị không có bản lĩnh này. Chỉ có cao thủ tiên thiên mới có thể dùng. Cho nên, hắn chỉ có thể khoa chân múa tay ra hiệu. Một lúc sau, một người trung niên rất trang nghiêm, bê một chiếc bàn gỗ ra. Trên chiếc bàn gỗ là một đồ vật như chiếc trường kiếm dài đến gần 1 mét vuông. Người đó quỳ trước mặt Akiyama Linyifu, Akiyama Linyifu khấu đầu lần cuối rồi gật gật đầu. Hơn nữa, Akiyama Linyifu lại đưa tay ra, rầm một tiếng, thanh bảo kiếm trên bàn bay ra khỏi vỏ. Akiyama Linyifu cầm thanh bảo kiếm lên, khẽ cứa vào ngón tay cái. Máu tươi liền phun ra, dính trên kiếm không ít. Người trung niên đem thanh bảo kiếm đi, nhưng lại đến cắt vào ngón tay cái của từng người nhà Akiyama. Còn Akiyama Linyifu lấy máu vào một cái bát. Không lâu sau, tất cả những người nhà Akiyama đều đã cứa vào ngón tay cái, đều để lại máu tươi trên thanh kiếm sau đó rỏ vào trong bát. Không lâu sau, cái bát đó đựng đầy máu tươi. Akiyama Linyifu đứng lên, còn những người khác vẫn quỳ. Đúng lúc này, tiếng bước chân từ phía xa truyền đến. Mắt ưng của Diệp Phàm đưa tới, nhất thời kinh ngạc. Phát hiện ra chính là Akiyama Mako, người mà mình nghĩ là vẫn còn là một cô gái mười mấy tuổi. Nhưng bây giờ Akiyama Mako cũng đã 24, 25 tuổi. Trước kia chỉ là một đóa hoa nhỏ, còn bây giờ ngực đã nhô lên cao. Không phải là quá lớn nhưng lại rất chắc chắn. Khuôn mặt thì càng xinh đẹp thuần khiết như bạch liên hoa. Trên khuôn mặt hoàn mỹ cũng không có chút dấu vết, toàn thân trắng nõn. Chỉ thấy Akiyama Mako giơ cái bát đựng đầy máu lên để mọi người quỳ lại. Không lâu sau, giếng nước được Akiyama Linyifu mở ra.
Diệp Phàm phát hiện ra, giếng này khá lớn, có lẽ đường kính không dưới 2 mét. Một đám sương mù nhẹ nhẹ bay ra. Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện ra, sương mù này có màu hơi đỏ. Đương nhiên là mắt thường thì khó có thể nhìn ra. Sau đó, Akiyama Mako cầm bát đi xuống dưới giếng. Sau đó là Akiyama Linyifu mang theo 4 người đi xuống. Những người còn lại thì quỳ dưới đất rất thành kính. Chúng ta có phải vào trong tìm hiểu? Bao Nghị hỏi. Đương nhiên là phải vào. Diệp Phàm nói. Vào thế nào? Xung quanh đang có mười mấy người đang nhìn chằm chằm. Chỉ sợ chúng ta vừa vào đã bị phát hiện. Bao Nghị nói. Điệu Hổ Ly Sơn, cậu ở đây đợi, nhìn tôi. Diệp Phàm cười thần bí, thoáng cái đã không thấy người đâu. Không lâu sau, Bao Nghị nghe thấy bên kia có người dùng tiếng Nhật kêu to, bắt trộm. Hơn nữa còn có tiếng đấm đá lục bụp. Quả nhiên là những người quỳ ở cạnh giếng không ở yên. Tất cả quay đầu nhìn xung quanh, nhưng tất cả bọn họ lại nhanh chóng nhìn vào cái giếng. Đúng lúc này, có người chạy vào kêu to nói là bị mất đồ gì đó. Lập tức tất cả mọi người đang quỳ đều chạy ra ngoài. Không còn ai ở cạnh giếng, thoáng một cái, Diệp Phàm đã trở lại. Diệp Phàm, anh lấy trộm bảo bối gì của họ khiến cho tiếng động lớn như thế? Bao Nghị nhỏ giọng cười nói. Ha ha, tôi cũng không rõ. Chính là cái này, Diệp Phàm cười đưa cho Bao Nghị. Bao Nghị vừa mở ra nhìn, liền giật mình, cười nói, anh lấy ở đâu vậy? Hình như là xương cốt lão tổ tông của người ta mà. Tôi thấy ở hậu đường của họ có cái bàn thờ. Bên trên còn có một cái đầu heo, mà cái hộp này còn có cái đầu heo ở bên trên. Tôi nghĩ có lẽ là có ích, liền thử xem. Ai ngờ bọn họ đúng là coi trọng thứ này. Thật là xui xẻo, bên trong chỉ có một bộ xương. Nhưng có chút kỳ lạ, nếu như là cho cốt của lão tổ tông nhà Akiyama thì cũng nên hỏa táng. Mà xương này rõ ràng là xương ngón tay. Cất xương ngón tay ở trong cái hòm để làm gì? Nhưng bây giờ chúng ta không có thời gian để nghiên cứu vấn đề này. Cứ xuống giếng trước rồi tính sau. Diệp Phàm cười, cùng với Bao Nghị nhìn vào bên trong không phát hiện ra có gì nguy hiểm, hai người liền vào bên trong. Phát hiện ra ở bên dưới giếng còn có một bậc thềm đá, có lẽ cái giếng này chỉ có bề ngoài giống cái giếng, thật ra là một mật thất bí mật của nhà Akiyama. Vì năng lực quan sát của mắt ưng của Diệp Phàm đã đạt tới 2 dặm, tuy rằng ở dưới mặt đất nhưng khả năng xuyên thấu vẫn rất mạnh. Nhìn qua là có thể phát hiện ra tình hình cách mình mấy chục mét, nên hai người rất an toàn. Đường hầm có vẻ vẫn còn tự nhiên, chỉ có một chút dấu vết của người mở rộng. Hai bên vách tường đều khá thô ráp, mà thềm đá cũng chỉ sửa sang lại một chút để thành bậc thang. Kỳ lạ, dường như là rất sâu. Chúng ta đi xuống mấy chục mét rồi. Bao Nghị dùng thủ ngữ. Ừ, có lẽ là phải 50 mét. Sớm đã vào đến trong lòng đất. Diệp Phàm cũng gật đầu nói, đường hầm này cũng hơi kỳ lạ, dường như có một chút hơi nước màu hồng mà mắt thường khó nhìn thấy bao phủ ở bên trong. Có phải là khí độc không? Bao Nghị hỏi, nhất thời cảnh giác. Không phải, nhưng cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, nhưng cơ thể của tôi đều có phản ứng với chất độc, đến bây giờ cũng không có cảm giác gì, 8 phần là không phải khí độc. Diệp Phàm nói. Kỳ lạ. Mấy người nhà Akiyama đi đâu rồi? Bao Nghị hỏi. Chúng ta cứ đi tiếp xuống dưới là được rồi. Diệp Phàm nói. Càng đi xuống dưới thì cảm giác loại hơi nước màu hồng này dường như càng đậm. Hai người cũng không nói chuyện, cẩn thận đi xuống tiếp. Bỗng nhiên, Bao Nghị bị Diệp Phàm đẩy ngã xuống đất, biết có chuyện, Bao Nghị cũng không dám động đậy. Phía trước có một người rất to lớn, có khuôn mặt dữ tợn, tôi theo dõi một chút rồi tính. Diệp Phàm nói. Nhớ tới người mặt dữ tợn mà đã nhìn thấy ở Hàn Quốc. Mắt ưng cẩn thận quan sát, phát hiện ra là khuôn mặt người này hình như là dùng phương pháp đặc biệt nào đó để kéo ra mặt ra. Không đúng, dường như không phải mặt người. Mặt người sao có thể to như cái bàn tròn hơn 1 mét như vậy? Bao Nghị ra ký hiệu, vì Bao Nghị có mang theo kính sát tròng để nhìn ban đêm. Đây là thành quả mới nhất của tổ A. Chính là dùng đá đặc biệt chế tạo thành. Có thể dùng như kính sát tròng và hiệu quả quan sát ban đêm rất tốt. Trong tối thì khả năng nhìn có thể giống như ở lúc hoàng hôn. Đương nhiên, giá thành chế tạo chiếc kính này rất đắt, Diệp Phàm mượn làm mấy lão đầu suýt nữa thì đau lòng chết. Họ biết Diệp Phàm lại muốn đi ra ngoài làm việc tư, có giao phó, có gặt hái thì cũng phải có chút kính mắt phí. Cậu tưởng tượng phong phú hơn tôi, chính xác là mặt của mấy người hợp làm một. Hơn nữa, da mặt có chút méo mó, có khe hở trên khuôn mặt.
nếu nhìn với ánh mắt của người tạo hình mỹ thuật thì khuôn mặt này khâu rất hoàn mỹ. Diệp Phàm nói, có phải là người tạo ra không? Bao Nghị hỏi dùng thị giác đặc biệt của anh quan sát xem. Không dễ mà nhìn ra, nếu người này là hồn khí của cao thủ thoát thần thời cổ đại tạo thành thì hắn sẽ có thể cảm giác được chúng ta. Vậy chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, nhìn kỹ trước rồi hãy nói. Diệp Phàm nói, cẩn thận dùng mắt ưng quan sát. Chương 3522, 8 cái mặt người. Đôi mắt ưng vừa tiếp cận mặt người nhất thời phát hiện mặt người hình như co rút lại một chút, trong nháy mắt trên mặt người lớn xuất hiện rất nhiều hơi nước giống như máu. Diệp Phàm nhanh chóng thu lại ưng nhãn chi khí, phát hiện huyết khí kia truy kích mà đến. Hai người nhanh chóng lui về sau, phát hiện huyết khí giống như sợi tóc bắn ra mà đến. Bao Nghị không cẩn thận chạm phải huyết khí sợi tóc này một chút, nhất thời, một mùi hơi khét truyền đến. Diệp Phàm nhanh chóng kéo lại, hai người nhanh chóng lui về phía sau, phát hiện khi lui được khoảng cách 50 mét huyết khí tự nhiên co rút lại. Mẹ nó chứ, thật là lợi hại. Anh xem, bộ quần áo đặc thù này của tôi còn bị đốt ra một cái lỗ. Hình như huyết khí này có độ ăn mòn rất mạnh. Hơn nữa, tốc độ ăn mòn rất nhanh, trong chớp mắt như vậy, da tôi cũng bị tím bầm này. Bao Nghị giơ tay lên cho Diệp Phàm xem. Diệp Phàm nhanh chóng khống chế được nội khí của Bao Nghị kiểm tra một chút, hỏi, có cảm giác đau đớn hay cảm giác gì khác không? Không có, lúc đó chỉ có cảm giác bị đại hỏa cực nóng làm cho bị bỏng mà thôi. Hiện tại chỉ hơi hơi đau thôi, nhưng không mãnh liệt như ban nãy. Bao Nghị lắc đầu nói. Mặt người không ngờ có thể phóng ra lửa cực nóng như vậy, đây hẳn không phải là một thiết bị phun hỏa. Phỏng chừng là thứ gì đó giống như hồn khí mà cổ nhân đã trang bị. Khi khí của mình chạm phải đó thì lập tức phun trào. Đây thật ra là một loại công kích của nội khí thuộc hỏa. Thủy khắc hỏa, chúng ta đem nước đến bắn có được không? Đúng rồi, hình như anh có thể ngưng tụ bóng nước, có thể thử một chút xem. Bao Nghị nói, hiện tại trường lực của tôi có thể phát thủy khí và hỏa khí, như vậy tôi dùng thủy nội khí để thử xem thế nào. Diệp Phàm nói, bảo Bao Nghị nằm tị chỗ bất động, còn Diệp Phàm chậm rãi đi đến chỗ mặt người lớn nhất. Khoảng cách với mặt người càng gần hơn cả lúc ban nãy. Diệp Phàm đến chỗ cách mặt người chừng 5 thước, không ngờ không phát hiện mặt người công kích huyết khí nữa. Diệp Phàm trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, còn tưởng rằng mặt người này sẽ toàn lực phun ra hay không, như vậy thì nguy rồi. Hắn liền dùng thuật thần hành chuẩn bị sẵn, sau đó vỗ một trường thủy khí qua rồi xoay người chạy đi. Chuyện lạ đã xảy ra, mặt người vẫn không có động tĩnh. Thủy khí mà mình đánh ra cũng chỉ làm cho mặt người tỉnh bơ, không có chút công kích huyết khí nào. Như thể chỉ bị gió thổi một chút mà thôi. Diệp Phàm thử đi thử lại, vẫn là như vậy. Thật là kỳ lạ, Diệp Phàm nói, cậu phân tích một chút xem rốt cuộc sao lại như vậy. Liệu có khả năng mặt người này chỉ có thể phun trào một lần, giống như một đôi đũa dùng một lần là bỏ đi. Bao Nghị nói, không kém như vậy chứ, cổ nhân thông minh lắm, nếu như chỉ dùng được một lần thì có tác dụng quái gì. Chắc là có thể lặp đi lặp lại nhiều lần đấy. Diệp Phàm không đồng ý. Hắn lại thử một lần nữa, lần này khoảng cách gần hơn, khoảng một thước, phát hiện mặt người vẫn không nhúc nhích, hắn liền to gan dồn thủy nội khí đi đến gần mặt người. Một thước, nửa thước, 10 cm. Cuối cùng, Diệp Phàm đã ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn đã gần như chạm phải mặt người, nhưng vẫn chẳng có chút phản ứng nào. Hắn còn đưa tay sờ sờ mặt người một chút, vẫn không có phản ứng, giống như thứ này đã trở thành phế thải rồi vậy. Để tôi thử xem. Xem ta đúng là trang bị dùng một lần rồi, Bao Nghị cao hứng nói xong, Diệp Phàm lui về phía sau, Bao Nghị chậm rãi đi đến chỗ mặt người. Tuy nhiên, đến chỗ cách mặt người 10 mét, huyết khí trên mặt người đột nhiên phun trào về phía Bao Nghị. Diệp Phàm nhanh chóng tung dây thừng ra kéo Bao Nghị lại. Nhanh như vậy nhưng mông của Bao Nghị vẫn bị thiêu đốt một chút. Mẹ kiếp, mặt người này còn biết nhận thức người hay sao? Diệp Phàm vừa dùng thủ pháp phá lỗ thủng trên mông, Bao Nghị bên cạnh mắng. Không có khả năng đó, nhưng đúng là rất quỷ dị. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, đốt tôi mà không đốt anh. Chẳng lẽ võ công thấp cũng bị ghét bỏ hay sao? Bao Nghị giận dữ nói, đột nhiên sửng sốt, nói, có thể anh đã nhận được sự đồng ý của mặt người chăng? Cho nên nó mới không công kích anh. Hình như có chút đạo lý, nhưng tôi dựa vào cái gì mà được sự đồng ý của nó nhỉ? Diệp Phàm lắc lắc đầu nói. Có thể trên người anh có vật gì đó quý giá của gia tộc Akiyama? Bao Nghị hỏi. Chẳng lẽ là thứ này hay sao?
Diệp Phàm lôi ra một cái hộp nhỏ bằng đầu ngón cái mà vừa rồi trộm được. Cái hộp nhỏ này người nhà Akiyama rất coi trọng, hơn nữa bên trong có xương cốt. Không chừng đúng như vậy rồi, nếu không chúng ta thử lại xem, cùng lắm là tôi lại bị thủng một cái lỗ khác trên mông chứ gì. Bao Nghị nói. Diệp Phàm cũng cảm thấy có thể được, liền kêu Bao Nghị đi đến. Lần này đúng như Bao Nghị phỏng đoán, Bao Nghị đã an toàn tiến sát mặt người cũng không có chút biểu hiện phản kích nào. Thành công rồi, không ngờ vật này lại có tác dụng như vậy. Xem ra xương cốt này cũng không đơn giản. Bao Nghị nói xong, không cẩn thận đứng không chắc, việc lạ đã xảy ra, cản người Bao Nghị không ngờ xuyên qua được mặt người để vào bên trong. Gã sợ tới mức nhanh chóng chạy về, lúc này mặt người giống như không khí, có thể để người tùy tiện đi vào. Diệp Phàm cũng thử một chút, phát hiện cầm cái hộp cũng có thể tự do đi vào. Hắn sau khi đi vào liền ném chiếc hộp cho Bao Nghị bên ngoài, cả hai đều đã vào được. Xem ra đây là cơ quan mặt người, mà xương cốt này chính là giấy thông hành. Tuy nhiên, lão tổ tông của gia tộc Akiyama cũng không thông minh cho lắm. Người ta chỉ cần lấy được xương cốt là ai cũng có thể đi vào, cái này thì nói làm quái gì chứ? Diệp Phàm khinh thường hừ nói. Anh nói, người của gia tộc Akiyama đi vào có phải cũng dùng cách như vậy hay không? Có lẽ bọn họ còn có xương cốt cùng loại như vậy. Xương cốt này chẳng lẽ là tổ tông của gia tộc Akiyama lưu lại? Hơn nữa đã bị hóa giải vài phần, có thể để cho mấy người đồng thời đi vào. Bao Nghị nói, có khả năng, tuy nhiên, cơ quan này thật sự kỳ lạ. Khi không có xương cốt nó chính là một thực thể, mình căn bản không thể qua được. Có xương cốt mở đường thì nó trở nên hư ảo, giống như ma thuật vậy. Diệp Phàm nói, đột nhiên cả người ngây ngốc, thật lâu đứng ở bên trong chỗ thạch bích không hé răng. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Bao Nghị hỏi. Chẳng lẽ cái này có liên quan thủy tinh đảo thần bí, tượng đá trên thủy tinh đảo cũng rất huyền bí. Tất cả trên thủy tinh đảo đều là hiện thực và huyền ảo kết hợp với nhau. Tượng đá có lúc là thực thể nhưng có lúc lại là hư thể. Chẳng lẽ thiết kế của mặt người này cũng có hiệu quả như trên thủy tinh đảo hay sao? Chẳng lẽ mặt người này xuất phát từ thủy tinh đảo? Diệp Phàm nói. Quá huyền bí, nếu thật sự là như vậy thì không phải sức ảnh hưởng của thủy tinh đảo đã đến tận nơi này hay sao? Bao Nghị cảm thán nói. Bên Thái Lan còn có tượng đá trên thủy tinh đảo, mà ở núi Xương Bối cũng có đồ của Đán Phi Tử để lại. Nếu đúng là sự thật thì âm mưu của ông ta quả là kinh thiên. Diệp Phàm cảm thán một tiếng, sau đó hai người tiếp tục đi. Vừa rồi nếu như không phải may mắn lấy được xương cốt này thì chúng ta căn bản không thể vào trong được, đây có lẽ là nguyên nhân người nhà gia tộc Akiyama yên tâm nơi này không cho người khác vào. Cũng là nguyên nhân khiến gia tộc Akiyama coi trọng cái hộp này như thế. Bao Nghị nói, phía dưới có động tĩnh, giống như bọn họ đều ở phía dưới, chúng ta phải cẩn thận một chút. Diệp Phàm nói, hai người đi chậm chậm men theo vách tường. Rốt cuộc phát hiện cây đuốc cực lớn, mấy cái ang lớn đựng dầu đốt, ánh sáng giống như ban ngày. Diệp Phàm nhìn xuống dưới, thiếu chút nữa thì kêu thành tiếng. Bởi vì phía dưới là một động phủ dưới lòng đất, động phủ là do con người đào mà thành, toàn bộ hình dạng của động phủ giống như hình bát giác. Cao đến chừng 50 mét, rộng cũng đến 7-80 mét. Hơn nữa, bốn vách tường của động phủ cũng khắc họa mặt người, giống hệt với hình ảnh của mặt người ban nãy. Những mặt người này cũng không khác lắm với da mặt trên thực tế. Mặt nào cũng có chút khô quắt, co rút lại bằng bàn tay. Tuy nhiên, ngũ quan trên mặt vẫn rất rõ ràng, hình như là dùng một thủ pháp đặc biệt gì đó làm. Hơn nữa, điều quỷ dị chính là mắt và mũi trên mặt người đều còn, khiến cho Diệp Phàm cũng cảm thấy khiếp sợ. Diệp Phàm đêm, không dưới 8, chính xác là 8 cái. Mà giữa bức vách có một cái bể rất lớn. Giờ phút này bên trong bể đang bốc lên chất lỏng như máu tươi. Diệp Phàm dùng mũi cảm giác một chút, có thể khẳng định thứ đỏ tươi này không phải là máu. Hình như là từ dưới nền đất phun ra, một màu huyết sắc thủy khí tràn ngập động phủ. Mà vật giống như trống đồng được đặt ở vị trí trung gian. Vật này đường kính đến 7-8 mét, mà Akiyama Linyifu lúc này mang theo 4 người dáng vóc tiểu tụy quỳ gối bên cạnh bể nước màu đỏ. Những điều này vẫn không khiến cho Diệp Phàm kinh hãi, mà điều kinh hãi chính là bên trên vật hình trống đồng này không ngờ còn có một chiếc đầu người. Diệp Phàm xác định, tuyệt đối chính là đầu người rước kia mình xác về đưa cho Akiyama Linyifu. Cũng chính là đầu ông nội của Akiyama Linyifu Akiyama Mita. Nhiều năm như vậy, đầu của Akiyama Mita vẫn còn tươi như vậy. Dường như còn tươi hơn cả khi cắt xuống. Đương nhiên,
với thủ pháp của hiện đại thì cũng có thể làm được. Hiện trường tràn ngập một luồng khí tức quỷ dị, những người này giống như đáng bái tế linh hồn của Akiyama Amita. Không lâu sau, chiếc bể màu đỏ như sôi lên ủng ục, bốc lên hồng khí tử sắc. Chương 3523, đều điên cả rồi. Gần vài giây đồng hồ, tử hồng khí này bắt đầu rối rắm lên. Không lâu sau, giống như cuốn lấy nhau như sợi dây thừng. Đúng lúc này, tám mặt người trên bức vách giống như có động tĩnh khác thường. Mà tám đường tử hồng khí phán tán đánh lên trên mặt người. Mặt người hé miệng ra, hít tử hồng khí vào. Không lâu sau, tử hồng khí dần dần như thể bị hút hết, không thấy bốc lên nữa. Mà lúc này, miệng của mặt người mở ra, một luồng khí nồng đậm màu cà tím bắn vào đầu Akiyama Amita. Giờ phút này, Diệp Phàm mới khiếp sợ phát hiện, trên vách động những mặt người này căn bản đều là đầu, chẳng khác gì đầu Akiyama Amita cả. Hơn nữa, Diệp Phàm sau khi quan sát kỹ lưỡng, tám đầu người này có vài phần giống với Akiyama Linifu. Chẳng lẽ tám đầu người này đều là tổ tông của gia tộc Akiyama giống như Akiyama Amita hay sao? Diệp Phàm trong lòng đã đặt dấu chấm hỏi. Đầu của Akiyama Amita bắt đầu trở nên tươi lên, giống như muốn tỉnh dậy vậy. Mũi của ông ta không ngừ còn giật giật. Marco, nhìn xem, có thể đánh thức ông con dậy hay không, con nhìn nhé. Lúc này, Akiyama Linifu dùng tiếng Nhật nói. Chỉ thấy Akiyama Marco giơ thanh đao lên cao, chân trần bước tới gần vật giống như trống đồng giữa bể nước màu đỏ kia. Không lâu sau, Akiyama Marco tới trước trống đồng, sau đó dùng đao rạch một nhát trên tay mình, máu tươi nhất thời chảy xuống vật hình trống đồng ký. Trống đồng lập tức hiện lên ánh sáng màu xanh biếc, không lâu sau, càng trở nên sáng hơn, giống như xuyên thấu qua trống đồng có thể nhìn thấy vật bên trong vậy. Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng quan sát, muốn nhìn xem thứ bên trong trống đồng kia là thứ gì, nhưng không thể nhìn được. Trong lòng hắn buồn bư xê, nếu có con rơi thì thật tốt, có thể thử xem có thấu nhập vào bên trong. Nhưng không có con rơi, đành phải dùng mắt ưng. Con cháu gia tộc Akiyama, hãy dùng máu tươi của các ngươi để khiến tám vị tổ tông tươi tỉnh lại. Để bọn họ giúp các ngươi nâng cao công lực từ nhị lên tam đẳng. Phun máu của các ngươi ra đi, dùng những giọt máu chân thành để cho tổ tông nhìn thấy. Lúc này Akiyama Amita miệng mở ra, những lời nói của ông ta khiến cho mọi người phấn chấn. Trong lòng Diệp Phàm nghĩ, có thể giúp bọn họ từ nhị lên tam đẳng, thuật đề công của gia tộc Akiyama này thật là lợi hại. Vậy thì tay Akiyama Linifu kia đang ở bán tiên thiên không phải lập tức có thể lên đến tiên thiên được sao? Đám người bao nghị sợ hãi, ngơ ngác nhìn tất cả. Người nhà Akiyama phấn chấn rạch máu của mình, nhất thời một bát máu được đưa cho Akiyama Marco đổ lên trống đồng. Mà đầu của Akiyama Mita càng lúc càng linh hoạt, không lâu sau mắt của ông ta mở ra. Tuy nhiên Diệp Phàm sửng sốt, hắn phát hiện ánh mắt kia hình như có màu sắc không giống với trước kia, mà là mang theo một màu ma dục khí nồng đậm. Như thể Akiyama Mita lúc này không phải là người trước kia, mà đã được thay bởi một người khác vậy. Đương nhiên, đối với đám người Akiyama Linifu mà nói, dù sao cũng chưa từng được gặp Akiyama Mita, cho nên họ không cảm nhận được điều gì khác biệt. Hơn nữa, tất cả đều giống như bị mê hoặc điên cuồng vậy. Ai nấy đều coi máu mình như nước lã. Đám người này điên rồi có phải không? Làm như vậy không sợ mất máu mà chết sao? Mất mạng rồi thì còn cần nâng cao công lực làm gì? Bao nghị hỏi. Bọn họ tin rằng tổ tông của mình sẽ không hại mình. Diệp Phàm truyền âm mật cười gượng một tiếng. Quả nhiên, 3 phút sau, một người trong đám đó ngã xuống, trợn mắt lên một cái là chết luôn. Người thứ hai thì vẫn còn điên cuồng ép máu, ngay cả Akiyama Linifu cũng vậy. Không lâu sau, người thứ hai cũng ngã xuống, tiếp đến người thứ ba, thứ tư cả 4 người đi theo Akiyama Linifu đều lăn ra chết. Ha ha! Đầu của Akiyama Mita không ngờ nhảy lên vài cái, khiến cho mặt trống đồng kêu lên. Khiến cho cả Diệp Phàm cũng cảm thấy mơ màng. Đúng lúc này, Diệp Phàm phát hiện cả Bao Nghị cũng điên cuồng chạy tới bên cạnh bể nước tự cắt tay mình. Cậu làm cái gì thế? Diệp Phàm cả kinh, nhất thời tỉnh lại, nhanh chóng thi triển thuật thần hành phi tới trước mặt Bao Nghị. Tuy nhiên, vẫn là quá muộn, anh ta đã cắt vỡ mạch máu của mình. Diệp Phàm nhanh chóng phong tỏa kinh lạc của Bao Nghị, máu đã ngưng chảy, nhưng Akiyama Linifu lại dùng đao chém về phía Diệp Phàm. Đồ ngu xuẩn nhà ngươi, bọn họ lấy mạng của ngươi đó. Diệp Phàm dùng hóa âm mê thuật hét lớn một tiếng, muốn thức tỉnh Akiyama Linifu.
Tuy nhiên, người này cơ bản đã điên rồi, không quan tâm đến lời nói của Diệp Phàm. Ngay cả Bao Nghị cũng như vậy, cướp lấy con dao trong tay Diệp Phàm. Ha ha! Tiếng cười điên cuồng trong miệng Akiyama Mita phát ra, hơn nữa đầu còn động đậy. Một lực hút cực lớn truyền đến. Akiyama Mako đứng bên cạnh chưa kịp phản ứng đã bị hút tới chỗ trống đồng. Ba tương đương vài tiếng. Bao Nghị và Akiyama Linifu cũng bị hút tới chỗ trống đồng. Mako, đi mau. Đúng lúc này, Akiyama Linifu dường như đã tỉnh lại, một cước đá vào trống đồng đẩy con gái ra bên ngoài, rơi vào trong bể nước. Ha ha, chuyển hồn pháp của lão ma ta vẫn chưa hoàn thành, các ngươi đã đòi đi rồi sao? Đầu của Akiyama Mita phát ra tiếng cười lớn. Mà tám chiếc đầu bên vách tường cũng điên cuồng kêu lớn, một cỗ tử hồng khí quái dị cuồn cuộn không ngừng đi tới chỗ trống đồng. Trống đồng này dường như chính là thân thể hấp thu dinh dưỡng của Akiyama Mita vậy. Chẳng lẽ trống đồng này là vật ký sinh đặc biệt của Akiyama Mita? Diệp Phàm cả người bật lên không dung, dây thiên thiết tung ra hướng về mấy chiếc đầu trên bức vách. Nếu những cái đầu này là nơi cung cấp dinh dưỡng cho trống đồng, thì trước tiên cứ chắt đứt nguồn dinh dưỡng của Akiyama Mita cái đã. Như vậy mới có thể tấn công lại Akiyama Mita được. Đúng lúc này, mấy tiếng giòn tan vang lên. Diệp Phàm phát hiện, Bao Nghị và Akiyama Linifu cùng phun ra mấy ngụm máu tươi, cả người gục vào trống đồng như người chết vậy. Bao Nghị. Diệp Phàm phẫn nộ rồi, gào thét quất mạnh dây sắt vào đầu trên bức vách. Tuy nhiên, khi dây thiên thiết mới bật ta thì tử khí từ tám chiếc đầu kia đã đánh lại. Nhất thời, trên không trung kết thành một cây cột màu tử hồng chặn lại thiên thiết của Diệp Phàm. Bục, C. Giống như có tiếng của dây thiên thiết quật vào đầu gỗ vọng lại, dây thiên thiết chấn động khiến Diệp Phàm thiếu chút nữa thì không khống chế được. Két. Y phục trên người Akiyama Mako như thể có bàn tay vô hình nào cắt mất, từng mảnh bay đi. Gần 10 giây đồng hồ, Diệp Phàm đang đối phó với cột khí kia thì Akiyama Mako đã hoàn toàn trần trụi trên trống đồng. Hơn nữa, Akiyama Mako điên cuồng đem trống đồng trở thành sân khấu để phơi ra dáng người tuyệt diệu của mình. Hơn nữa, chỗ thân dưới của Mako bỗng toát ra ánh sáng lửa màu xanh, còn Akiyama Mita lại mở miệng để hút thứ lục hỏa này vào. Ha ha, người trẻ tuổi, trước tiên để ngươi hưởng thụ xong cảnh lão phu hoàn thành huyết chuyển hồi hồn thuật rồi mới chết nhé. Lúc này, đầu của Akiyama Mita cười lớn. Chiếc đầu lớn kia mở ra, cột tử hồng áp lên người Diệp Phàm, khiến hắn té lăn quay trên trống đồng. Thùm! Diệp Phàm mê loạn, rốn như đã lạc vào sàn nhảy, cả người không tự chủ được dính lấy Akiyama Mako. Akiyama Mita cười âm hiểm, Diệp Phàm cũng lột hết quần áo, trần truồng nhảy múa với Akiyama Mako. Cả hai người đều điên cuồng, ra sức cuốn lấy nhau, trời đất như hoàn toàn biến chuyển. Không lâu sau, hai thân thể như hợp lại làm một, Diệp Phàm cảm nhận được sự kích thích chưa từng có. Trên trống đồng một đôi nam nữ đang biểu diễn môn võ nghệ điên cuồng, Akiyama Mako có thân thủ lục đẳng, cộng thêm sự khống chế của Diệp Phàm, động tác khó nào cũng có thể thực hiện được. Akiyama Mita cười âm hiểm, không lâu sau, chiếc đầu không ngờ rời khỏi trống đồng nhảy lên không trung. Lúc này, một luồng khói từ đầu Akiyama Mita bốc lên. Luồng khói quỷ dị này không lâu sau ngưng tụ trên không trung thành hình một người khác. Người này mặt béo tròn, mũi tẹt, bên miệng có nốt ruồi màu xanh to bằng hạt đậu. Mà đầu của Akiyama Mita ba tương đương một tiếng rơi vào trong bể, giống như một viên phế vật đã mất hết sức sống. Nốt ruồi màu xanh hút trên người Akiyama Linifu, khiến cho Akiyama Linifu đứng lên. Nhưng Diệp Phàm biết người này vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Người này đã đến phía trước Akiyama Linifu, sau đó ngồi xếp bằng trên đầu Akiyama Linifu.